chương 1251 với điều kiện là mày có thể trốn được. Đương nhiên là khố quang, cho dù là bối cảnh hay tài chính, tập đoàn Đức Long vẫn hùng hậu gấp mấy lần tập đoàn Thiên Thanh. Mặc dù Đường Tuấn có lai lịch bí ẩn, nghe nói còn có quan hệ không rõ ràng với Hoàng Phủ Ngọc, nhưng so với tập đoàn Đức Long thì đúng thật là kiến lay cành cây. Không sai, tôi cũng cực tập đoàn Đức Long thắng. Huyết thanh mà tập đoàn Đức Long nghiên cứu lần này có tác dụng nâng cao tố chất thân thể của người bình thường lên rất nhiều. Nếu như thật sự mở rộng ở nước Việt Nam, tuổi thọ bình quân của chúng ta ít nhất cũng phải tăng thêm 10 tuổi. Nghe nói huyết thanh có công hiệu mạnh hơn, còn có thể khiến người ta thành võ giả. Đến lúc đó người ở nơi này ít nhất có thể sống lâu hơn 20 đến 30 tuổi. Lúc nói chuyện, trên mặt người đó lộ vẻ mong ước. Không chỉ có anh ta mà những người khác cũng giống như thế. Thân phận và tài sản của những người này đều đạt đến mức người bình thường khó mà với tới mà càng như vậy thì bọn họ càng thêm quý trọng mạng sống của mình. Sau khi tin tức huyết thanh mà tập đoàn Đức Long nghiên cứu đã chế tạo thành công được truyền ra, đám người quyền quý bọn họ gần như sôi trào. Vừa nghĩ đến việc có thể tiếp tục hưởng quyền thế và tài phú 2 đến 30 năm nữa, là độ thiện cảm của bọn họ đối với tập đoàn Đức Long đã đạt đến mức trước đây chưa từng có. Còn tập đoàn Đức Long có giáp tâm nào khác hay không thì bọn họ không còn quan tâm. Hừ, ánh mắt của khố quang lạnh lùng liếc đường Tuấn một lượt, nói, loại nhãi danh như mày, không biết một đầu ngón tay của tao có thể giết chết bao nhiêu đứa. Mục tiêu ngày hôm nay của tao không phải mày, tạm thời cứ để mày sống lâu thêm mấy giờ nữa. Trên mặt của anh ta lộ ra vẻ khôi hài, nói, đương nhiên, mày cũng có thể thử chạy trốn. Với điều kiện là mày có thể trốn được. Trong mắt đường Tuấn chợt lóe lên một tia sáng, hơi thở cực cảnh theo đó mà tỏa ra một phần. Nhưng sau một khắc, tia sáng và hơi thở đồng thời được thu lại, anh lại trở thành người trẻ tuổi nhìn có vẻ gầy yếu. Mặc dù khí thế của Đường Tuấn chỉ xuất hiện trong chốc lát, trong mắt của người bình thường như Owen là bộ dạng bị bắt nạt, lòng đầy lửa giận nhưng không dám nổi giận, vô cùng uất ức. Nhưng cảm giác của Khố Quang nhạy hơn không biết bao nhiêu lần so với đám Owen, trong khoảnh khắc hơi thở của Đường Tuấn hơi thả ra, lỗ chân lông khắp người anh ta đều mở ra, một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt bao trùm lấy anh ta, đến cả nhịp thở cũng vô thức ngừng lại. Audio điện tử võ tấn bền. Loại cảm giác này chỉ tồn tại chốc lát, trong mắt khố quang không nén nổi vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn đã nghiêm trọng hơn mấy phần. Owen vẫn không biết mình vừa dạo trước cửa tử một vòng, bây giờ anh ta có khố quang làm chỗ dựa, vô cùng vững mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, anh đường, anh còn nhớ rõ lời khuyên tôi cho anh lần trước không? Giọng nói anh ta khẽ dừng lại, Cười lạnh một tiếng, trong mắt tập đoàn Đức Long chúng tôi, anh và tập đoàn Thiên Thanh chỉ là mấy chú hổ con gào khóc chờ ăn. Chỉ cần chúng tôi động ngón tay, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh phá sản. Chỉ cần hôm nay anh khuất phục, nói không chừng tôi sẽ xin ngài Khố Quang, sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Đường Tuấn yên lặng. Owen thấy thế thì không kìm được mà cười nhạo một tiếng, lười nói thêm nửa câu. Anh ta nghĩ với lời nói vừa rồi của Khố Quang, Đường Tuấn đã thành nửa người chết rồi sở dĩ anh ta nói thêm hai câu, đơn giản là sự chế giễu của người thắng cuộc mà anh ta tự xưng, sao có thể thật sự cầu xin khố quang vì đường tuấn chứ. Khố quang nhíu mày, ngạc nhiên lẫn hoài nghi trong mắt lấp lóe không yên. Nếu như đường tuấn thật sự là cao thủ khiến anh ta không thể không đối xử cẩn trọng, vừa rồi nghe những lời nói đó của Owen mà anh lại chọn cách nén giận, việc này hơi khác so với võ giả nước Việt Nam trong tưởng tượng của anh ta. Chẳng lẽ là cảm giác của tôi sai rồi sao? Trong lòng Khố Quang có hơi do dự, suy nghĩ một lát, anh ta lại càng chắc chắn suy đoán này, quan tâm anh ta có phải cao thủ hay không làm gì chứ. Chờ giải quyết chuyện đêm nay thuận lợi, toàn bộ giới võ đạo nước Việt Nam đều sẽ trở thành vật trong bàn tay tập đoàn Đức Long của mình. Anh ta cũng không làm nên nổi sóng gió gì. Chương 1252 Đường Tuấn mắt điếc tai ngơ. Đi thôi, cuối cùng Khố Quang nhìn lướt qua Đường Tuấn, sau đó dẫn theo Owen đang đắc ý rời đi. Tối nay anh ta đến là để đàm phán làm ăn lớn với tập đoàn Yên Hòa, đường Tuấn chỉ là tiện đường, không xứng để anh ta lãng phí thời gian. Đợi sau khi hai người đi, ánh mắt của đám người nhìn về phía đường Tuấn lộ ra vẻ khinh miệt và lạnh lùng. Đến cả mấy quyền quý Hà Nội vốn cố ý thân thiết với anh cũng lặng lẽ đứng xa hơn. Trước đây đường Tuấn giết Phạm Trùng trên núi Thượng Vân, khiến nhà họ Phạm và nhà họ Mộc phải cúi đầu, rất có phong thái một người áp thế gia, khiến cho những người nắm quyền các tập đoàn lớn ở Hà Nội đều có vẻ khó chịu. Nhưng hơn một năm trở lại đây, tập đoàn Thiên Thanh dựa vào bột tuyết cơ và thuốc thông thần kiếm được lợi nhuận lại càng khiến người ta ghen tị. Từ lâu đã rất muốn nhìn Đường Tuấn bị cười nhạo, lúc này sao có thể có nói đỡ chứ? Owen và Khố Quang vừa rời đi không lâu, từ cửa tòa nhà Yên Hòa lại vang lên một đợt ồn ào. Một đội xe vô cùng xa hoa dừng lại trước cửa chính. Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành bị một đám phú hào quyền quý vây quanh như vệ tinh. Cả đám người đứng trong sảnh lớn hay tin là lập tức hành động, nhao nhao tiến đến bên cạnh Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành, lộ vẻ cung kính và nịnh nọt. Mấy ngày trước Lý Tiến Chiết đã chính thức tuyên bố Lý Hùng Cường trở thành người nắm quyền của tập đoàn Đại Hùng. Khoảng 2 năm nữa, chờ Lý Hùng Cường thực sự trưởng thành, đến lúc đó e rằng anh ta sẽ trở thành một trong mấy trăm tỷ phú trẻ nhất thế giới. Có người nhỏ giọng trao đổi với bạn. Hừ, vốn dĩ anh ta dựa vào tập đoàn Thiên Thanh cũng có cơ hội sánh vai cùng với con cưng của trời như Lý Hùng Cường, đáng tiếc lại đắc tội với tập đoàn Đức Long. Có người lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, trong giọng nói lộ rõ sự khinh thường. Hừ, cái đó có gì hấp dẫn? Thương trường như chiến trường, có người leo lên trên, đương nhiên có người sẽ rơi xuống khỏi mây. Là anh ta không tự biết điều nên không nắm bắt được cơ hội, không trách người khác được. Có người lắc đầu thở dài. Đối với những lời này, Đường Tuấn mắt điếc tai ngơ. Cậu cả Lý, Kim Đông Thành nhắc nhở Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường ngẩng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của Kim Đông Thành, nụ cười trên mặt cứng đờ trong chốc lát, rồi chợt lộ ra nụ cười sán lạn hơn. Anh ta đẩy đám phú hào chục nghìn tỷ bên cạnh ra, đi đến bên cạnh Đường Tuấn trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, sau đó hơi xoay người, nói bằng giọng điệu vô cùng cung kính, Lý Hùng Cường đến chào anh Đường. Cậu cả Lý, Đường Tuấn thản nhiên nói. Thân thể Lý Hùng Cường hơi run lên, vội vàng nói: "Anh Đường, anh đừng sương hô như vậy với tôi, nếu để chủ tịch chúng tôi biết được thì sẽ đánh chết tôi đấy." "Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi." Mặc dù anh ta chịu rất nhiều thiệt hại trong tay Đường Tuấn, còn mất sạch mặt mũi, nhưng bây giờ Lý Hùng Cường lại không hề hận Đường Tuấn, ngược lại còn hơi biết ơn anh. Ban đầu, Lý Tiến Chiết và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Đại Hùng có nhiều ý kiến trái chiều về việc để anh ta tiếp nhận tập đoàn Đại Hùng dù sao Lý Hùng Cường thân là người nhà họ Lý mà lại khúm núm xin lỗi nhận sai với Đường Tuấn, đó là sỉ nhục rất lớn đối với nhà họ Lý. Nhưng sau khi chuyện của Đường Tuấn ở Bắc Giang được truyền ra, nhà họ Lý biết chuyện này trước tiên. Lý Tiến chiết tâm tư linh hoạt và quan chức cấp cao của tập đoàn Đại Hùng nhận ra được chỗ tốt trong đó. Trước đó, mâu thuẫn giữa Lý Hùng Cường và Đường Tuấn đã được giải quyết, nói không chừng có thể mượn cơ hội này hóa thù thành bạn nhà họ Lý cũng có thể nhờ vậy mà kết giao với một vị cường giả cực cảnh. Chuyện này có lợi ích to lớn đối với sự phát triển của nhà họ Lý trong tương lai, cho nên lúc này Lý Tiến Chiết quyết định để Lý Hùng Cường trở thành người nắm quyền đời tiếp theo của tập đoàn Đại Hùng. Đồng thời giao cho Lý Hùng Cường nhiệm vụ quan trọng nhất là kết bạn với Đường Tuấn. Thậm chí đến cả vị võ thần đằng sau nhà họ Lý đó cũng ra mặt thúc đẩy việc này. Tiểu Lý, Đường Tuấn cảm thấy có hơi buồn cười. Trương 1253, thầy tôi cũng rất muốn được ra mắt cậu một lần. Lý Hùng Cường nghe vậy, chẳng những không cảm thấy không ổn, mà còn, ôi, một tiếng vô cùng hưởng thụ, dáng vẻ đương nhiên, thậm chí còn thấy vừa mừng vừa lo. Kim Đông Thành cũng xoay người hành lễ với Đường Tuấn. Lý Hùng Cường không để ý đến mấy người đứng xung quanh đang ngạc nhiên khó hiểu, khẽ nói, tôi không biết anh Đường ở đây, nếu không nhất định đã báo cho chủ tịch của chúng tôi. Chủ tịch nhà chúng tôi rất mong được gặp anh một lần đấy, nhưng sợ anh bận quá không có thời gian. Mọi người nghe vậy thì đã nói không ra lời, còn có cảm giác như đang nằm mơ. Lý Tiến Chiết là ai? Đây chính là người cầm quyền của tập đoàn Đại Hùng, điều hành trong tay doanh nghiệp hàng trăm nghìn tỷ của nhà họ Lý. Lịch sử kinh doanh của ông ta được không biết bao nhiêu thương nhân nước Việt Nam noi theo. Người giàu nhất một tỉnh muốn gặp được Lý Tiến Chiết còn phải hẹn trước mấy ngày, nhưng bây giờ Lý Tiến Chiết chủ động muốn gặp Đường Tuấn lại còn phải xem đường tuấn có thời gian hay không nếu không phải những lời này được nói ra từ trong miệng lý hùng cường e rằng ở đây không một ai tin được cho dù là thế bọn họ đều có dáng vẻ vô cùng chấn động giống nhau đường tuấn khẽ nhíu mày hơi không thích kiểu thái độ này của lý hùng cường lý hùng cường thấy thế thì vội giải thích anh đường những gì anh làm trong bắc giang đã giúp cho nhà họ lý rất nhiều nếu không phải có anh ra tay e rằng nhà họ lý tôi đã không tồn tại nữa sau chuyện Vu Môn xảy ra, người của nhà họ Lý cũng biết Vu huyết xuất thân từ Vu Môn, nhà họ Lý chỉ là con cờ của ông ta. Đợi Vu Môn xuất thế, nói không chừng nhà họ Lý sẽ phải đổi họ. Mà bây giờ cái họa lớn Vu Môn đã bị diệt trừ, nhà họ Lý bình yên vô sự, đương nhiên bọn họ vô cùng biết ơn Đường Tuấn. Kim Đông Thành cũng nói ra, "Thầy tôi cũng rất muốn được ra mắt cậu một lần." "Phó thần à," Đường Tuấn bình tĩnh nói. Cơ thể Kim Đông Thành run lên, nói, ở trước mặt cậu, thầy tôi nào dám xưng là võ thần gì chứ? Trên con đường võ đạo, người thành đạt là thầy, trước mặt cậu, tôi và thầy đều chỉ là thế hệ sau. Ừ, đường Tuấn khẽ gật đầu. Nghe Kim Đông Thành nói thế, đường Tuấn không tiếp tục giả bộ khiêm tốn, nhã nhận nữa, vì nếu cứ như thế trông anh giả dối lắm. Dù rằng giờ đây mọi chuyện trong thiên hạ đều đã thay đổi rất nhiều, thêm nữa thiên tài trong giới võ thuật xuất hiện nhiều như nấm sau mưa, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể che giấu tài năng và sức mạnh của mình có một điều hiển nhiên là hầu hết những ai có mặt tại đây đều không biết nhiều về vấn đề này dẫu cho giới chính trị kinh doanh và võ thuật có mối quan hệ dây mơ dễ má chẳng chịt với nhau nhưng những phú hào trong giới chính trị hay những thương nhân thường xuyên tung hoành ngang dọc khắp thương trường cũng không nắm rõ bí mật thực sự của giới võ đạo những chuyện xảy ra ở bắc giang đều đã bị nghịch luân ngăn không cho lan truyền ra ngoài bằng mọi cách nhờ vậy những người có mặt ở đây sẽ không thể biết được năng lực thực sự của Đường Tuấn. Chỉ có Lý Hùng Cường, thương nhân đứng đầu giới kinh doanh, mới có thể biết rõ mọi chuyện. Vốn dĩ họ không đánh giá cao Đường Tuấn, nhưng khi Lý Hùng Cường, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Đại Hùng của nhà họ Lý, chủ động khen ngợi và xem trọng Đường Tuấn với thái độ vô cùng khiêm tốn, ai nấy đều ngạc nhiên, choáng váng. Tất cả mọi người đều sửng sốt và nghi ngờ nhưng trong lòng cũng vô cùng hối hận vì nếu biết trước đường Tuấn và nhà họ Lý có mối quan hệ tốt đẹp như thế, họ sẽ không bao giờ để mặc khố quang làm nhục đường Tuấn như vậy. chương 1254 có lẽ đây sẽ điều bất lợi cho Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ. Sắc mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm trọng hơn, ông ta nói tiếp, hơn nữa tôi còn có chuyện muốn báo một tiếng với Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ. Vừa dứt lời, ông ta cầm một tài liệu đang nằm trong tay của Kim Đông Thành và nói nhỏ, đây là tài liệu phân tích và thực nghiệm mới nhất của công ty chúng tôi được tiến hành dựa trên huyết thanh của tập đoàn Đức Long. Đường Tuấn đón lấy sắp tài liệu Lý Hùng Cường vừa đưa. Vừa đọc qua vài trang, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, trông anh vô cùng tức giận. Anh Đường, dù chúng tôi đã sử dụng công nghệ mới nhất cùng những trang thiết bị hiện đại nhất cũng không thể phát hiện ra điểm bất thường nào trong huyết thanh của tập đoàn Đức Long, chúng chẳng khác gì huyết thanh thông thường cả. Tuy nhiên, các thí nghiệm trên cơ thể người của chúng tôi đã cho thấy một điều rằng những người sử dụng loại huyết thanh này không chỉ có được sức mạnh rất lớn mà thể chất cũng được cải thiện rất nhiều, nhưng đồng thời tâm trí của họ sẽ phải gánh chịu những tổn hại cực lớn tương ứng với sức mạnh và sự cải thiện về thể chất mà họ nhận được. Nếu họ tiêm huyết thanh liên tục, các triệu chứng điên loạn đến mức mất kiểm soát hành động sẽ dần xuất hiện, khi ấy họ không chỉ tự làm hại đến bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác, có trường hợp sẽ ra tay giết người. Dựa vào những biểu hiện này, chúng tôi gọi đây là các triệu chứng quỷ hóa. Ý định giết người cũng hiện lên trong ánh mắt của Lý Hùng Cường, ông ta nói tiếp, nếu loại huyết thanh này được phép bày bán tràn lan ở các quốc gia khác, tôi e là những cuộc nổi loạn với quy mô lớn sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi. Mặc dù tôi không biết rõ mục đích thực sự của tập đoàn Đức Long là gì, nhưng đó chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Sắp tài liệu Đường Tuấn đang cầm trên tay được đính kèm với vô số những bức ảnh của những người gặp phải triệu chứng quỷ hóa vì sử dụng loại huyết thanh này đôi mắt của họ đỏ thấm như máu, hàm răng sắc nhọn khiến ai nhìn vào cũng thấy họ như những con dã thú, móng tay của họ hẹp lại và dài ra khiến chúng trông nhợt nhạt, ảm đạm và u ám vô cùng. Khi nhìn vào ảnh, chẳng ai xem họ là con người nữa mà gọi họ là quái thú sẽ chính xác hơn nhiều. Đường Tuấn bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Hùng Cường, tập đoàn Đức Long vẫn chưa công bố loại huyết thanh này ra thị trường, vậy tại sao ông ta lấy được nó? anh nhìn chằm chằm vào lý hùng cường khiến ông ta cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại đến mức gần như không thở nổi ông ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đường tuấn rồi mau chóng giải thích anh đường thật ra tài liệu này không phải do tập đoàn đại hùng chúng tôi lấy về mà do tay sai của một thành viên nằm trong tập đoàn heaven mua về với giá cao heaven đường tuấn nhíu mày cơn giận của anh cũng đã nguôi ngoai phần nào lý hùng cường trả lời heaven là một tổ chức ở phương tây những ai có đủ khả năng gia nhập Heaven đều là những người sở hữu tư chất đặc biệt hoặc có sức mạnh vượt trội hơn người. Tổ chức này chuyên đi thu thập những người có tài năng đặc biệt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và giấu họ rất kỹ. Nếu lần này nhà họ Lý chúng tôi không tình cờ nắm được bí mật này, thì e rằng đến giờ tôi cũng không thể biết về họ cũng như không có được tài liệu này. Theo thông tin tôi nghe ngóng được, Khố Quang là một thành viên của Heaven. Lần này, Khố Quang đến Việt Nam là để thảo luận về việc hợp tác với tập đoàn Yên Hòa, có lẽ đây sẽ điều bất lợi cho Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ. Lý Hùng Cường nhắc nhở anh. Chẳng cần Lý Hùng Cường nhắc nhở, tâm trạng lúc này của Đường Tuấn cũng đã dối như tơ vò, anh lập tức đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà Yên Hòa. Hiện tại Hoàng Phủ Ngọc đang bàn bạc với Khố Quang, cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng rộng lớn, dáng người có hơi gầy gò ôm yếu. Còn Khố Quang đang đứng trước cửa sổ với ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay, trông anh ta chẳng giống một vị khách đến nơi này để thương lượng hợp đồng chút nào, mà như một vị chủ nhà đang đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh. Vẻ mặt và ánh mắt của anh ta rất kỳ lạ và thở ơ, như thể anh ta là một vị thần đang ngồi ở trên cao và ngắm nhìn chúng sinh phía dưới với ánh mắt diếu cợt và châm biếm. Trường 1255, đúng là cái thứ không biết điều. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, đừng phí công vùng vẫy nữa. Khố Quang nhấc một ngụm rượu vang, Màu đỏ tươi của rượu lưu lại trên đôi môi trắng bệch khiến vẻ mặt của anh ta độc ác và nham hiểm hơn. Anh ta thản nhiên nói, "Vừa bước vào đây, tôi đã dùng niệm lực để phong ấn toàn bộ căn phòng này. Nếu bây giờ tôi giết cô thì người ở ngoài không thể nào biết được." Khố Quang liếc nhìn Phi Nguyệt đang ngồi cạnh Hoàng Phủ Ngọc và cảnh giác với anh ta, rồi giở giọng chế nhạo cô, "Một tông sư còn con như cô mà dám ngăn cản tôi à? Hừ." Cái khịt mũi lạnh lùng của anh ta như dáng một nhát búa nặng nề vào người phi nguyệt khiến cả người cô run cầm cập, mắt, mũi, miệng và cả tai của cô chảy máu cùng một lúc. Lúc này, trông cô thê thảm vô cùng, cả người run lẩy bẩy, chuyện choạng như sắp ngất. Phi nguyệt, hoàng phủ ngọc la toáng lên rồi vội vàng đến đỡ phi nguyệt. Khố quang lắc đầu, nhìn họ với ánh mắt thương hại rồi nói, các cô đúng là những kẻ ngu dốt khi không biết kính sợ trước quyền năng của thần. Ngón tay của anh ta vừa động đậy một bản hợp đồng bay thẳng lên bàn và đáp xuống trước mặt hoàng phủ ngọc chỉ cần cô ký tên vào đây tôi sẽ để cho các cô đi khố quang lạnh lùng nói nên nhớ được trở thành người phát ngôn cho thần chính là niềm vinh hạnh của các cô hoàng phủ ngọc nhìn anh ta với ánh mắt đầy giận dữ nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng này chẳng khác nào cô ấy biến tập đoàn yên hòa trở thành công ty con của tập đoàn đức long như thế cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn yên hòa bị thu mua nên tất nhiên cô ấy không thể đồng ý đồ rốt nát, khố quang không vội, anh ta lắc ly rượu vang đỏ trong tay và ra vẻ như đang chơi trò mèo vần chuột, chỉ dựa vào sức mạnh của các cô thì chẳng thể khống chế được tôi đâu. Tôi chỉ cần nghĩ một câu thôi, không chỉ các cô, mà cả tòa nhà này chẳng ai có thể sống sót ra khỏi đây. Owen đứng bên cạnh đang rất đắc ý. Dù chỉ là người phụ trách của khu vực Việt Nam thuộc tập đoàn Đức Long và cũng chẳng phải thuộc hạng tầm thường gì, nhưng anh ta lại kém xa hoàng phủ ngọc nữ hoàng của tập đoàn Yên Hòa này. Nhưng giờ đây, khi được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Hoàng Phủ Ngọc, một cảm giác chinh phục không biết từ đâu đến bỗng trỗi dậy trong lòng anh ta, như thể Hoàng Phủ Ngọc đang cúi đầu và quỳ gối trước mặt anh ta vậy. Owen thách thức cô ấy, Hoàng Phủ Ngọc, những kẻ phàm phu tục tử như các cô làm sao có thể đoán được mọi kế hoạch của ngài khố quang đây. Anh ta nở nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng rồi đe dọa, người bạn tên Đường Tuấn không biết trời cao đất dày của cô đã bị liệt vào danh sách tử vong của ngài khố quang rồi. Nếu thức thời, cô hãy mau chóng cúi đầu nhận lỗi trước mặt ngài khố quang đi bằng không thì khà khà anh ta vừa nói vừa nhìn cô ấy với ánh mắt tục tiếu hoàng phủ ngọc vốn là bà hoàng của tập đoàn yên hòa là kỳ nữ hiếm có trong giới kinh doanh và cũng là nữ thần trong mộng của biết bao người đàn ông bản thân anh ta cũng đã thèm muốn cô ấy từ lâu rồi nếu có cơ hội chạm vào người cô ấy anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua nghe anh ta nói thế Phi Nguyệt và Hoàng Phủ Ngọc nhìn nhau với ánh mắt đang ẩn chứa sự vui mừng. Anh ấy đến rồi, Hoàng Phủ Ngọc thì thầm. Sự tức giận và sợ hãi trên khuôn mặt của cô ấy bay nãy đã tan biến, thay vào đó là sự tự tin và bình tĩnh. Có anh ở bên, cô ấy không sợ bất cứ điều gì. Đúng là cái thứ không biết điều. Thấy cô ấy vẫn rất bình tĩnh, Owen bỗng hơi khó chịu, anh ta cười khẩy một tiếng rồi nói, đến thân mình mà tên họ đường kia còn khó bảo vệ nổi, thì các cô còn tưởng người ta sẽ đến đây cứu các cô à? Tôi e là lúc này cái tên họ Đường ấy đang trốn chui trốn nhủi vào một cái góc xó xỉnh nào đó rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1256 việc lần này không cần chúng ta phải ra mặt. Khố Quang cũng khinh thường hai người họ, nói cũng chẳng giấu gì các cô, lần này tôi đến Việt Nam với mục đích khác, đó là để khiêu chiến với vị đạo thể đang rất nổi tiếng trong thời gian gần đây của Việt Nam các cô. Võ nghệ và những dị năng của phương Tây chúng tôi cũng không thua gì phương Đông các cô. Tôi nghe nói đạo thể là thiên tài kiệt xuất nhất của Việt Nam, chỉ cần đánh bại anh ta, tôi có thể chứng minh được rằng võ thuật và thiên tài của phương Tây mạnh hơn phương Đông. Anh ta búng ngón tay với vẻ mặt ung dung tự tại, như thể đang gạt đi lớp bụi tầm thường giữa các ngón tay, mở miệng nói tiếp, chỉ có đạo thể mới xứng đáng trở thành đối thủ của tôi, chứ còn anh bạn của các cô, tôi chỉ cần dùng một đầu ngón tay thôi thì anh ta chết từ đời nào rồi nghe vậy phi nguyệt lập tức nhìn khố quang bằng ánh mắt thương hại và nói vậy anh có biết tên của đạo thể là gì không khố quang ngây người anh ta ba chân bốn cẳng chạy đến việt nam ngay cả ý định quyết chiến với đạo thể cũng chỉ nảy sinh trong chốc lát với lượng thông tin ít ỏi mà tập đoàn đức long có được anh ta hiểu biết rất ít về đạo thể những thứ anh ta nghe được chỉ là vài sự tích vô cùng thần kỳ chẳng hạn như đạo thể có thể giết chết thần hải chỉ trong nháy mắt Tuy nhiên Khố Quang xem đây là những lời đồn đại không đáng tin cậy và không quan tâm đến những lời khoe mẽ, tâng bốc về võ giả Việt Nam. Khố Quang cười gần, đáp lại, tôi chẳng cần phải biết tên của anh ta. Sau khi quyết đấu với tôi, anh ta sẽ trở thành người chết thôi mà. Vì là cường giả đứng thứ 15 của Heaven nên anh ta vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình. Đủ rồi, tôi quá lười để đứng đây và tốn thời gian đôi co với các cô. Mau ký hợp đồng, bằng không đừng trách tôi vô lễ. Khố Quang đưa mắt nhìn về Hà Nội, anh ta cảm nhận được một khí thức tuy chỉ là thoang thoảng nhưng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ nơi đó và biết chắc khí thức ấy chỉ có thể thuộc về Long Đại Vương của Nghịch Luân. Tên tuổi và sức mạnh của Long Đại Vương luôn là thứ khiến anh ta phải kiêng nể và không muốn chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Ở phương Tây, vị thế của Long Đại Vương có thể sánh ngang với thủ lĩnh của Heaven. Xem ra, phương đông của các cô đã thực sự sụp đổ. Tôi thỏa sức hoành hành ngang dọc, tự tung tự tác ở đây, nhưng người của nghịch luân lại không xuất hiện, chuyện này quả là đáng thất vọng. Khố quang thầm lắc đầu, anh ta vốn nghĩ rằng khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch, anh ta sẽ gặp vài khó khăn và rắc rối, nhưng bây giờ mọi thứ tiến triển thuận lợi đến khác thường. Trong một tòa nhà nằm bên cạnh cao ốc Yên Hòa, Minh Thanh và những người khác đang đợi sẵn. Khố quang vừa bước vào lãnh thổ Việt Nam đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Nghịch Luân. Nghịch Luân có nhiệm vụ canh phòng và bảo vệ Việt Nam, nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để một dị năng giả có sức mạnh siêu cấp ngang với thần hải hành động ngông cuồng, làm những chuyện quá đáng trên lãnh thổ Việt Nam. Đội trưởng, hay là chúng ta ra mặt cảnh cáo tập đoàn Đức Long? Có người hỏi Minh Thanh. Minh Thanh định đáp lại, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đội trưởng, đạo thể đang ở trong tòa nhà. Vừa rồi khố quang đã khiêu khích anh ấy, nhưng tôi không hiểu vì sao anh ấy chưa ra tay. Điện thoại vừa được kết nối, một giọng nói mang đầy nghi hoặc rồn dập cất lên ở đầu bên kia. Minh Thanh hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ, tôi biết rồi. Nói xong, cô ta cúp máy ngay lập tức. Đội trưởng, còn chúng ta, thành viên ban nãy dò hỏi về hành động của nghịch luân hỏi lại một lần nữa. Lần này Minh Thanh ngắt lời của thành viên đó, rồi đáp lại với vẻ khá mệt mỏi, thu quân. Việc lần này không cần chúng ta phải ra mặt. Trường 1257, biết được tên của người đó sẽ tốt cho anh hơn đấy. Cô ta đáp lại với giọng càng lúc càng lạnh lùng hơn, cho dù đó là Crimson Blade, thủ lĩnh của Heaven, cũng chẳng dám đứng ở cái đất Việt Nam này để gây hấn một cách bừa bãi với cái tên họ Đường ấy. Tên Khố Quang kia đã không thể nào bước ra khỏi cái vị trí thứ 15 của Heaven để lên bậc, nay lại dám khiêu chiến cái tên đó và còn muốn động vào người phụ nữ của anh ấy nữa, xem ra hôm nay Khố Quang không thể bước ra khỏi cao ốc đó rồi. Càng nói, tâm trạng của Minh Thanh càng nặng nề, Khố Quang chỉ là lính hầu là con tốt thí mà thôi, e là tổ chức dị năng phương Tây do Heaven cầm đầu đã dục dịch hành động rồi. Tại tầng trên cùng của tòa nhà Yên Hòa, biết được tên của người đó sẽ tốt cho anh hơn đấy. Phi Nguyệt lạnh giọng nói, tại sao, khố quang cao mày, anh ta không hiểu, cái tên đạo thể thấp kém. Hèn mọn kia có cái gì đáng giá để một cường giả đứng thứ 15 tại Heaven như anh ta phải chú ý đến. Bởi vì anh sắp tiêu đời rồi, đúng lúc này, một giọng nói bỗng xuất hiện trong khoảng không của căn phòng. Khố quang hoảng hốt, anh ta đã sử dụng niệm lực để bao vây cả căn phòng này khiến nó cách biệt hoàn toàn với mọi động tĩnh và âm thanh của thế giới bên ngoài, vậy tại sao vẫn có giọng của người khác vọng vào? Kéo kẹt, cánh cửa lớn của căn phòng từ từ mở ra, đường tuấn dảo bước vào trong. Mỗi bước chân của anh tưởng chừng như là vô ý, nhưng thực chất anh đang đạp lên bức tường phong tỏa mà khố quang đã dùng niệm lực để tạo nên. Chỉ sau ba bước chân, bức tường niệm lực bao vây bên trong căn phòng bỗng bị phá vỡ là anh khố quang nhìn đường tuấn với ánh mắt đầy hoài nghi bức tường niệm lực ấy do anh ta tạo nên tuyệt vời biết bao thậm chí chẳng có chi tiết nào giống võ đạo phương đông thế nhưng nó đã bị phá vỡ chỉ với ba bước chân của người khác ở heaven chỉ có thủ lĩnh crimson blade và lác đác vài vị dị năng giả siêu cấp mới làm được là tôi tôi chính là vị đạo thể mà anh muốn khiêu chiến đường tuấn lạnh lùng nói Đường Tuấn, mày còn dám lết xác đến đây à? Ngài khố quang, thằng nhãi này chán sống rồi, chúng ta giải quyết nó trước rồi tính. Owen ngạo nghễ nói. Khố quang không lên tiếng, vẻ mặt của anh ta trông vô cùng nghiêm trọng, sự khinh khi, coi thường của anh ta dành cho đường Tuấn bay nãy đã biến mất. Đường Tuấn phá vỡ bức tường niệm lực của anh ta chỉ trong ba bước chân, dù là tình cờ hay thực sự do sức mạnh cũng đủ để anh ta xem trọng đường Tuấn. Thưa ngài, ngài thực sự muốn ra tay với tôi ngay tại đây sao? Khố Quang Nghiêm nghị nói, anh ta cố tình nhìn về phía Phi Nguyệt và Hoàng Phủ Ngọc với ý nhắc nhở Đường Tuấn đừng hấp tấp, nóng vội đuổi đánh kẻ xấu để rồi làm hại đến những người thật sự đáng quý với mình. Ha ha ha, Đường Tuấn cười lạnh lùng, anh vươn lòng bàn tay ra và nắm chặt xung quanh chỗ Khố Quang đang đứng. Thưa ngài, chưa dứt lời, Khố Quang bỗng im bặt, mặt anh ta đỏ bừng. Chương 1258 trông mặt anh ta gớm ghiếc và đáng sợ vô cùng khuôn mặt của khố quang nhăn nhó và biến dạng đến dữ tợn xấu xí, đồng tử chuyển sang màu đỏ thấm, hai chiếc răng nanh sắc nhọn trồi lên trên môi, móng tay dài ra gấp mấy lần và không sáng bóng như người bình thường, thay vào đó chúng có màu trắng bạc hơi nhạt và trông như những con dao găm sắc bén nhất. Không chỉ biến đổi về vẻ bề ngoài, khí tức của khố quang cũng tăng gấp hai lần bình thường. Vốn dĩ sức mạnh của anh ta chỉ bằng với sức mạnh của một cao thủ cảnh giới thần hải mà thôi, nhưng lúc này khí tức của anh ta tăng vọt, ngang với sức mạnh của một cường giả cảnh giới thiên nhân rồi. Tao phải giết mày, cơn thịnh nộ và điên loạn dần dần chiếm trọn đôi mắt của khố quang, anh ta đã trở nên mất kiểm soát. Khố quang gầm gừ, tiếp đó âm thanh của một vụ nổ rầm trời vang lên, cả người anh ta bỗng thoát khỏi bàn tay vô hình đang bóp chặt anh ta rồi lao thẳng về phía đường Tuấn. Sát khí cùng khao khát giết chết đường Tuấn đã khiến anh ta phát điên, trông anh ta đáng sợ và hung tợn đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống đường Tuấn ngay lập tức. Phương, Ngọn lửa đỏ rực cháy bùng lên ôm lấy cả cơ thể Khố Quang khiến anh ta giống như một hỏa nhân vậy. Vì nhiệt độ của ngọn lửa cực cao nên chỉ trong nháy mắt, quần áo của anh ta đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Không chỉ vậy, sức nóng khủng khiếp ấy còn đang khiến máu, thịt và thậm chí là xương của anh ta tan rã. Khuôn mặt anh ta tan chảy như tấm nhựa bị nung chảy ở nhiệt độ quá cao, lộ ra phần xương trắng hiếu bên trong. Không chỉ những người bình thường, mà ngay cả những võ giả cảnh giới thần hải cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng khố quang không dên gì kêu than, khiến người khác có cảm giác như cái cơ thể đang bị ngọn lửa nuốt chừng ấy không phải là của anh ta vậy. Vì có thêm ngọn lửa bao quanh người nên giờ đây trông khổ quang ghê tởm và đáng sợ hơn ban nãy rất nhiều. Là triệu chứng quỷ hóa, từ này bỗng xuất hiện trong đầu đường tuấn. Hiện tại, những gì khố quang đang trải qua rất giống với những bức ảnh quỷ hóa mà trước đấy anh đã nhìn thấy trong tài liệu của Lý Hùng Cường. Sự khác biệt duy nhất là triệu chứng quỷ hóa của khố quang đáng sợ hơn rất nhiều do có ngọn lửa cực nóng kia bọc quanh cơ thể nên trông anh ta như một con quỷ lửa vậy. Nhìn thấy triệu chứng quỷ hóa của khố quang, Owen sợ hãi ngồi bệt xuống đất, sang hàm trên và hàm dưới run đến nỗi va lập cập vào nhau, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Anh ta đứng rất gần khố quang, nên khi khố quang bị bao bọc trong ngọn lửa, một ngọn lửa nhỏ rơi vào người anh ta và thiêu dụi anh ta ngay lập tức. Chỉ trong vài tiếng la hét thống khổ, Owen bị thiêu cháy hoàn toàn. Vài giây sau, anh ta từ một con người lành lặn trở thành một đống cho màu xám. Đường Tuấn nhìn khố quang, anh ngạc nhiên và nghi ngờ về những thứ anh thấy trước mắt trong giây lát và nhận ra vài điều. Anh từng nghĩ huyết thanh có thể nâng cao thể chất và sức mạnh của con người bởi nó có thể tạo ra những biến đổi lên cấp độ gen di truyền, còn về quỷ hóa, đó rất có khả năng là đột biến trong quá trình biến hóa mà thôi. Nhưng tình huống thực tại đã cho thấy mọi chuyện không như anh đã nghĩ một dị năng giả mạnh như Khố Quang không những không khống chế được huyết thanh mà thậm chí còn bị tước đoạt ý thức trở thành một con rối chỉ biết giết người nhưng không biết đau đớn là gì. Điều này không liên quan gì đến cấp độ gen di chuyển nữa mà giống như một thủ đoạn khống chế kẻ khác hơn. Nhưng khi Đường Tuấn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì Khố Quang người đang bị bao trùm trong ngọn lửa trong chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt anh. Máu, thịt và da trong miệng Khố Quang đã cháy sạch chỉ còn sót lại bộ xương trắng nhách lúc này miệng anh ta khẽ nhúc nhích như đang cười khẩy trông mặt anh ta gớm ghiếc và đáng sợ vô cùng ngọn lửa đang bao trùm cả cơ thể khố quang nóng đến kinh người chỉ cần một tia lửa nhỏ rơi vào người đường tuấn cũng đủ làm anh trọng thương thậm chí bị đốt rụi thành tro thấy thế đường tuấn chỉ lạnh lùng thốt ra một từ định dù chỉ là một từ hết sức giản đơn nhưng lại nghe như pháp lệnh từ trên trời ban xuống và ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc chương 1259 ngọn lửa đến nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Khố quang chỉ cách đường Tuấn một gan bàn tay, nhưng anh ta đứng khựng lại như thể thời gian đang đứng yên. Hơn nữa, ngọn lửa rực cháy trên người khố quang bắt đầu nhỏ dần và sắp tắt hẳn. Phi Nguyệt chỉ dương mắt nhìn mà không nói nên lời, mặc dù bây giờ cô rất mạnh, nhưng loại tài năng này của đường Tuấn vẫn khiến cô ngạc nhiên đến lặng người. Cô từng đọc một vài sách cổ, trong đó nói rằng tiên nhân của đạo gia có năng lực nói gì có đấy, tức là nói thế nào, mọi chuyện xảy ra y hệt câu nói ấy, ví như vừa niệm một câu ngọn núi dịch chuyển ngay tức khắc, vừa hô một câu sấm chấp vang dầm trời. Cách đường Tuấn vừa làm giống y hệt cái khả năng phi nguyệt đọc được trong sách. Đó chẳng phải là năng lực của tiên nhân sao, chẳng lẽ anh ta đã thành tiên, một suy đoán kinh khủng bỗng xuất hiện và quẩn quanh trong đầu của phi nguyệt. Ngoài lý do anh đã thành tiên ra, cô không tìm được lý do nào khác để giải thích cảnh tượng trước mắt. Ngọn lửa đến nhanh và biến mất cũng rất nhanh, chưa đến 5 giây, ngọn lửa cháy dữ dội trên người Khố Quang đã tắt ngúm. Sau khi ngọn lửa vụt tắt, cơ thể Khố Quang chỉ còn là một bộ xương không hoàn chỉnh, máu, da hay thịt đều chẳng còn, rất nhiều khúc xương đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành cho. Đường Tuấn thở dài, với cảnh giới hiện tại, anh thực sự chưa thể thực hiện bản lĩnh nói gì có đấy thực sự, bởi dẫu sao cũng chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển nó những gì anh vừa làm cùng lắm là phiên bản cấp thấp của phép nói gì có đấy và cao hơn nguyên khí trời đất anh từng nhìn thấy thi hài của tiên nhân sơ bi và cũng từng đến bí cảnh bồng lai nhờ vào tiềm lực của thần tàng quyết anh mới lĩnh ngộ được kỹ năng này cái anh học được thua xa phép niệm một câu dịch chuyển được núi mà tiên nhân truyền lại hơn nữa thời gian sử dụng lại ngắn hơn nếu sử dụng trong một trận chiến thực sự e là phép của anh không có tác dụng gì nhưng lúc này khố quang sớm đã mất đi tinh thần và trí tuệ nên không hiểu bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Đây lại vô tình là cơ hội tốt cho đường Tuấn để anh sử dụng nó, đồng thời mượn tình thế này để xác nhận suy đoán trong lòng anh. Phép nói gì có đấy phiên bản thấp có thể dễ dàng cô lập mọi năng lượng trong một phạm vi nhất định, trong đó bao gồm cả nguyên khí trời đất, thậm chí nó có thể chế ngự võ giả cảnh giới thần hải một cách dễ dàng nữa. Quả nhiên việc hóa quỷ là do sức mạnh từ bên ngoài gây ra, chứ không phải do chính người sử dụng nó thay đổi. Trong lòng đường Tuấn hơi nguội lạnh, anh đã có những hiểu biết nhất định về huyết thanh do tập đoàn Đức Long phát triển. Đúng như những gì Lý Hùng Cường đã nói, thành phần của huyết thanh không khác gì huyết thanh thông thường, nhưng nó đã được trộn lẫn với một năng lượng rất mạnh khác, tựa như nguyên khí trời đất vậy. Ngay cả công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nguyên khí trời đất, nên đương nhiên cũng không thể phát hiện ra loại năng lượng này. Sau khi khố quang chết, nhiệt độ trong phòng vốn đang tăng mạnh nay đã dần trở lại bình thường nhưng tâm trạng đường tuấn có chút nặng nề tập đoàn đức long dám đưa loại huyết thanh này ra thị trường chứng tỏ rằng họ đã có đủ khả năng để có thể sản xuất hàng loạt càng nhiều người tiêm trích huyết thanh này mối đe dọa tiềm ẩn kia càng lớn anh không sao chứ sắc mặt hoàng phủ nguyệt phờ phạc hẳn cô ấy nhìn biểu hiện của đường tuấn rồi quan tâm hỏi thăm anh đường tuấn lắc đầu rồi nói tôi đề nghị các cô hãy hủy hợp tác với tập đoàn đức long Hoàng Phủ Ngọc trả lời không chút do dự, được, tôi nghe theo anh. Trong bữa tiệc tiếp sau đó, khi Đường Tuấn và Lý Hùng Cường lần lượt xuất hiện, Lý Hùng Cường cúi đầu chào họ trước mặt tất cả mọi người khiến những ai từng có ý kiến về tập đoàn Yên Hòa hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ của họ. Tại Hà Nội, Long Đại Vương đang ở trên một cái sân nhỏ. chương 1260, đây là núi Yên Tử, đúng không? Long Đại Vương thoáng nghi ngờ anh trong giây lát rồi thở phào nhẹ nhóm, sau đó ông ta nói, nghe nói tổ chức Heaven đã tồn tại từ thời Trung Cổ và cũng là người đại diện phát ngôn của huyết tộc trên thế gian này. Một khi huyết tổ thức tỉnh, Heaven sẽ trở thành trợ thủ đắc lực và là vũ khí phục vụ cho huyết tổ. Huyết tổ, đường tuấn nhíu mày. Ánh mắt của Long Đại Vương trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ông ta nói tiếp, nghe nói huyết tổ là ma cà rồng đầu tiên trên thế giới, sở hữu sức mạnh phi thường, thậm chí người xưa từng đồn rằng huyết tổ từng thâm nhập phương đông và tàn sát các tiên nhân nhưng sau này không biết vì nguyên cớ gì, huyết tổ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tổ chức Heaven do huyết tổ thành lập. Đường Tuấn dùng mình, huyết tổ đã từng thâm nhập phương đông và tàn sát các tiên nhân. Dù đây chỉ là lời đồn đại hay là sự thật, thì cũng đủ để chứng minh sức mạnh phi thường của huyết tổ. Ít nhất sức mạnh ấy phải ngang với một cường giả siêu cấp cảnh giới nguyên đan. Nhưng cậu đừng lo lắng, huyết tổ đã ngủ yên tại u tuyền từ lâu. Mấy ngàn năm đã trôi qua, có lẽ sinh mệnh của huyết tổ cũng đã cạn kiệt. Long đại vương thở dài, sắc mặt ông ta đã thoải mái hơn, nói tiếp, ngày nay, trong giới dị năng giả ở phương Tây, Crimson Blade, thủ lĩnh của Heaven, là người mạnh nhất. Ông ta mạnh ngang tôi, nếu lần trước ông ta không dở cho tập kích bất ngờ, thì tôi không thể nào bị thương như thế. Đường Tuấn không đồng ý với vài điều ông ta vừa nói. Tổ tiên của Vu Môn cũng là nhân vật đã tồn tại cách đây mấy ngàn năm, nhưng con cháu của người đó vẫn còn sống đến ngày nay, cho dù người đó đang mắc kẹt trong Vu Môn cũng đã là mối nguy hiểm cực lớn. Tổ tiên của Vu Môn có thể sống đến mấy ngàn năm thì cường giả huyết tổ sao không thể? Bây giờ Việt Nam này đã có tôi ở phía trước và cậu ở phía sau, như thế cũng đủ để đương đầu với mọi biến động sắp tới rồi. Long Đại Vương vỗ vai Đường Tuấn và mỉm cười. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nhưng cảm xúc nặng nề trong lòng vẫn không hề thuyên giảm. Lúc này sắc mặt của Minh Thanh đột một thay đổi, cô ta đưa máy tính đang cầm cho Long Đại Vương xem. Đường Tuấn đứng ngay bên cạnh Long Đại Vương nên tình cờ xem được một đoạn phim đang hiện trên màn hình máy tính. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây bỗng có tiếng sấm sét vang lên, có những con rắn điện cực nhỏ đang chạy nháo nhào ở nơi rất cao trên không trung. Chỉ cần nhìn qua màn hình máy tính, Đường Tuấn cũng có thể cảm nhận được nguyên khí trời đất bỗng biến động dữ dội như thể có nguồn sức mạnh kinh thiên động địa nào đó đang tích tụ lại và chờ đợi thời điểm thích hợp để bùng nổ. Dưới bầu trời này là một nơi khá quen thuộc với đường Tuấn. Giữa núi rừng xanh tươi bạt ngàn có những con đường núi dài tít tắp được lát bằng những phiến đá màu xanh và những ngôi miếu đạo sĩ cổ kính nằm dọc trên những dạng núi nhấp nhô chập trùng. Đây là núi Yên Tử, đúng không? Đường Tuấn nghẹn ngào, nơi đang hiển thị trên màn hình là núi Yên Tử hay chính xác hơn là những ngọn núi phía sau của núi Yên Tử. Long Đại Vương trả máy tính lại cho Minh Thanh rồi cười khẩy, cái lão già Trần Tùng N này vẫn quả quyết như xưa, bảo trước khi chết ông ta nhất định phải đạt được bước đó. Nếu bây giờ ông ta còn trẻ, còn ở tuổi đôi mươi thì có khi làm được đấy, nhưng giờ thì, hừ. Một hình ảnh đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Trần Tùng N đi dạo hóng mát dưới ánh trăng sáng rực. Tà áo dài của ông ta bay phấp phới khiến ông ta giống như tiên nhân của nhân gian. Ông ta hướng dẫn Đường Tuấn tu luyện võ đạo, cho phép anh vào tàng thư các của núi Yên Tử để xem đạo tạng, cuối cùng xin anh sẽ giúp núi Yên Tử lưu lại một chút truyền thừa sau cùng. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1261, những người khác đâu rồi? Hiện tại, ông ta cuối cùng cũng đi đến bước này. Trần Tùng N, N. không cam lòng chết đi như thế ông ta muốn đi ngược với ý trời muốn chiến đấu với số mệnh của bản thân dù biết sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm cực lớn có khi sẽ mất tất cả nhưng ông ta vẫn không sợ hãi với những ai còn sống trên cõi đời này chẳng có gì đáng sợ và lớn lao hơn cái chết cả nhưng trong suy nghĩ của người già cái chết lại chẳng là gì năm ấy nếu không bị long đại vương ép phải thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ được rời khỏi núi yên tử có lẽ ông ta vẫn còn hy vọng trở thành tiên nhân vẻ bình yên hiện lên trong mắt đường Tuấn, anh xoay người rời đi. Này, cậu đi đâu đấy? Long Đại Vương hỏi. Tôi đi tiến ông ta, vừa dứt rời, đường Tuấn đã đi mất hút. Sau khi đường Tuấn rời khỏi sân nhỏ, Minh Thanh Trầm ngâm nói, Long Đại Vương, núi yên tử dù sao cũng là đạo gia chính phái, nội tình sâu xa. Hiện giờ đất trời lại biến động lớn như vậy, cho dù là vị trưởng giáo đại chân nhân trương tín chiết kia, hay là những tiểu đạo đồng vừa nhập môn, thì tu vi đều đang dần tăng lên. Chúng ta có nên nhân cơ hội này tiêu diệt núi Yên Tử hay không? Tiện thể kiềm chế nó lại. Theo quan điểm của Minh Thanh, Trần Tùng N tất nhiên không thể qua nổi kiếp nạn lần này. Một khi ông ta chết, núi Yên Tử sẽ không còn người thứ hai như Trần Tùng N có thể chống lại nghịch luân được nữa. Đúng là thời cơ tốt nhất để chèn ép đám đạo sĩ kia. Còn khả năng Trần Tùng N có thể sống sót sau đại nạn này thì Minh Thanh chẳng hề nghĩ đến. 20 năm trước Long Đại Vương đã có thực lực trấn áp Trần Tùng N, làm ông ta bị vây trong núi không thể ra được. Thì 20 năm sau thực lực của Long Đại Vương đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi, bỏ xa Trần Tùng N tiết tắp. Ngay cả Long Đại Vương cũng không quá chắc chắn có thể vượt qua được loại hoạn nạn nghịch thiên này, huống chi là kẻ từng thất bại trong tay Long Đại Vương, chẳng qua cũng chỉ là chút giấy ruộng trước khi chết mà thôi. Long Đại Vương ngẩng đầu nhìn trời, nói, không cần, Bây giờ không còn giống như trước kia nữa, nghịch luân có lẽ ép được một núi yên tử, nhưng không thể ép được 10 ngọn núi. Phó đạo trỗi dậy là điều tất nhiên, nghịch luân chắc chắn kiềm chế không được. Hơn nữa nếu Trần Tùng N, N kia mà chết, núi yên tử sẽ như con thuyền nhỏ trong bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Cơ bản không cần nghịch luân phải ra tay. Minh Thanh giật mình, lập tức hiểu ra, địa vị của núi yên tử ở trong giới võ đạo được tôn sùng như vậy tất nhiên là có lý do sâu xa của nó nhưng sự có mặt của một võ giả hàng đầu như Trần Tùng N mới là yếu tố quan trọng nhất làm những người khác không dám xúc phạm đến núi Yên Tử. Nếu Trần Tùng N chết, núi Yên Tử tất nhiên sẽ phải đối mặt với tình cảnh loạn trong giặc ngoài, đúng là không cần bọn họ phải ra tay. Vậy Long Đại Vương, ngài muốn đi đến núi Yên Tử sao? Minh Thanh hỏi, Trần Tùng N trải qua kiếp nạn này có lẽ sẽ phải chết, nhưng đối với cường giả như Long Đại Vương mà nói, đứng ngoài quan sát Trần Tùng N độ kiếp cũng là một loại kinh nghiệm hiếm có. Long Đại Vương hừ lạnh một tiếng, nói, một chút kinh nghiệm này đối với tôi chẳng có tác dụng gì. 20 năm trước tôi đã đánh bại Trần Tùng N, vậy tại sao tôi phải học kinh nghiệm chê ừa ông ta cơ chứ? Minh Thanh không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể cúi đầu. chương 1262, Cổ Văn Hồng Thân thể Minh Thanh càng run rẩy mạnh hơn, cô ta khó khăn nói, hôm qua cậu chủ long cùng với ngài cổ văn hồng đã đi đến con tum cậu chủ nói là muốn cùng ngài cổ văn hồng thăm dò bí cảnh của con tum bởi vì thời gian gấp rút cho nên chưa kịp thông báo cho ngài không kịp thông báo sao long đại vương cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp nếu như tôi không hỏi tới thì sao có phải cô lại tiếp tục giúp nó giấu tôi minh thanh cúi người càng thấp hơn run giọng nói minh thanh không dám các người có cái gì mà không dám Long Đại Vương cười lạnh không ngừng, ông ta nhìn Minh Thanh nói, các người thật sự nghĩ rằng một cái sân nho nhỏ này có thể trói buộc được tôi, qua mặt cảm giác của tôi hay sao? Mấy năm nay tôi mặc kệ không hỏi, không có nghĩa là cái gì tôi cũng đều không biết. Nó có dã tâm, muốn bay lượn trên bầu trời tôi không phản đối, thậm chí tôi còn thích nghe kể về chuyện đó. Nhưng cô tốt nhất hãy nhớ cho kỹ, nghịch luân là do ai tạo nên, nghịch luân cũng không phải của riêng một mình nó trong giọng nói của Long Đại Vương ẩn chứa tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài, bảo nó sớm xéo về gặp tôi. Dạ vâng, Minh Thanh vô cùng cung kính trả lời. Trong khoảnh khắc bị Long Đại Vương nhìn chằm chằm vừa rồi, Minh Thanh có thể cảm nhận rất rõ sát khí trên người Long Đại Vương, cho nên cô ta không dám có bất cứ ý nghĩ kỳ quái nào khác. Cổ Văn Hồng, đôi mắt của Long Đại Vương nheo lại, phát ra một tia lạnh lẽo. Hai ngày sau, Đường Tuấn đã xử lý xong hết toàn bộ công việc ở Hà Nội, rồi sau đó lên đường đi đến núi Yên Tử. Anh chỉ đến đó một mình, không mang theo ai cả. Đứng dưới chân núi Yên Tử, đường Tuấn hơi ngửa đầu nhìn lên ngọn núi và bầu trời phía trên đỉnh núi. Anh có thể cảm giác được nguyên khí trời đất dường như trở nên nồng đượm hơn rất nhiều, nó mang theo một tia khí tức hủy diệt. Đó là sự uy nghiêm của trời đất, có thể không đến một phần ngàn tỷ, thế nhưng vẫn là một loại sức mạnh mà không phải sức người có thể chống cự lại được. Anh cũng đã đạt tới cực cảnh của võ đạo, thế giới nhỏ trong đan điền phát ra âm thanh ong ong, dường như muốn giao lưu cùng với đất trời ở bên ngoài. Một khi trao đổi thành công, trời đất sẽ lập tức giáng kiếp số xuống người anh. Loại âm thanh ong ong này kể từ khi anh tiến vào núi Yên Tử đã tăng lên gấp mấy lần, làm anh không thể không khống chế toàn bộ khí tức lại để kiếp số khỏi buông xuống. Dựa vào thực lực bây giờ của anh, nếu muốn vượt qua loại kiếp số do trời đất tạo thành này thì không có bất cứ một tia hy vọng nào cả. Trong khoảng thời gian này, núi Yên Tử đã vận dụng quan hệ tiến hành phong tỏa ngọn núi, cho nên trên con đường đi lên núi không có lấy một bóng người, ngay cả khu vực rừng núi hai bên cũng đều yên tĩnh không một tiếng động. Dường như ngay cả các loài động vật đều vì áp lực của trời đất mà ngủ đông. Một dải dây màu vàng chắn ngang ở chân núi, cấm du khách đi về phía trước. Đường Tuấn hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ quần áo thoải mái thường ngày, làm anh nhìn qua giống y như mấy sinh viên đi du lịch. Ở bên cạnh anh, một đám du khách đang nhỏ giọng oán giận mắng nhiếc. Núi Yên Tử này làm cái quỷ gì vậy? Chúng ta từ xa xôi chạy tới chỗ này thế mà bọn họ lại ngang nhiên phong tỏa núi. Một người thanh niên mặc trên người toàn quần áo hàng hiệu cao mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói. chương 1263, đó là cái gì vậy? Cậu chủ tề, tôi nghe người ta nói là bởi vì trên núi Yên Tử có một vị đạo sĩ tu luyện thành công, sắp bay lên trời thành tiên cho nên mới phong tỏa núi một người thanh niên trẻ tuổi cũng mặc quần áo rất đắt tiền đứng bên cạnh người được gọi là cậu chủ tề kia lên tiếng giải thích nhìn bộ dạng của anh ta có lẽ cũng là người có thân phận không hề tầm thường thế nhưng ở trước mặt người được gọi là cậu chủ tề này thì lại khom lưng uốn gối chỉ nhìn tư thế của anh ta cũng có thể thấy được địa vị của cậu chủ tề này rất lớn mẹ kiếp cậu chủ tề cười nhạo một tiếng rồi nói bay lên trời thành tiên sao cái lý do hoang đường cỡ này mà cũng lấy ra được nó chỉ có thể lừa đám du khách thiếu kiến thức mà thôi nhà họ tề chúng tôi có rất nhiều tiền cùng quan hệ lần này tôi không thể đến không công được hôm nay tôi nhất định phải trèo lên ngọn núi yên tử này anh ta nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang khom người trước mặt mình ra lệnh trương trí toàn chuyện này giao cho anh làm nếu anh có thể làm xong trong vòng nửa tiếng thì tôi sẽ đồng ý việc hợp tác làm ăn giữa anh và nhà họ tề của tôi sắc mặt trương trí toàn mới đầu còn tỏ ra vui vẻ nhưng sau đó lại lộ ra khổ sở anh ta vui vẻ là vì việc hợp tác làm ăn mà cậu chủ tề vừa nói có liên quan đến bản hợp đồng cả trăm triệu nếu có thể lấy được nó thì với anh ta mà nói đó chắc chắn là món lợi cực kỳ lớn nhưng mà khổ nỗi lệnh phong tỏa núi yên tử là do bên trên đưa ra chỉ dựa vào chút mặt mũi của một nhân vật còn con như trương trí toàn thì cơ bản là chẳng thể giải quyết nổi trương trí toàn anh suy nghĩ thế nào rồi cậu chủ tề hài hước nhìn về phía trương trí toàn anh ta tin rằng chỉ cần đưa ra lợi ích đủ lớn thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Đây là kinh nghiệm anh ta học được từ cha mẹ và những người có vai vế trong nhà mình từ nhỏ đến giờ. Trương Chí Toàn ngẩn ra, đang chuẩn bị cắn răng đồng ý thì đúng lúc này trong đám đông bỗng nhiên có người kêu lên, đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người dưới chân núi bao gồm cả Trương Chí Toàn và cậu chủ tề kia đều đồng loạt cùng lúc nhìn về phía con đường lên núi, bọn họ trông thấy một cảnh tượng chấn động vô cùng trên con đường lên núi trống trải không bóng người qua lại, có một người đang xuống núi. Có thể nhìn thấy thân hình người này không quá cao lớn, trên người mặc một bộ quần áo đạo sĩ mộc mạc. Khi người này đến gần mới thấy rõ đó là một đạo sĩ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt anh ấy khá thanh tú còn mang theo vài phần trẻ con. Bộ quần áo đạo sĩ trên người anh ta còn có rất nhiều mảnh vá. Tuy nhiên khí chất mà đạo sĩ này tỏa ra bên ngoài giống như một viên ngọc ẩn sâu trong núi rừng chưa được mài rũa, làm người trước mắt sáng ngời nhưng điều thật sự làm mọi người phải chừng mắt khiếp sợ đó chính tốc độ mà người đạo sĩ này xuống núi. Lúc mọi người bắt đầu chú ý đến thì vị đạo sĩ này còn ở giữa sườn núi, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen không rõ ràng lắm. Nhưng ngay sau đó, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, đạo sĩ này chỉ còn cách bọn họ khoảng trăm thước. Khi mọi người kịp lấy lại tinh thần thì đạo sĩ này chỉ còn cách bọn họ không đến 10 thước. Núi Yên Tử cho tới nay vẫn là thánh địa của đạo gia, được người người đồn thổi vô cùng kỳ diệu, thậm chí có lời đồn đãi nói rằng trên núi Yên Tử còn có tiên nhân thật sự trông coi. Đối với những lời đồn đãi như thế này, đa số mọi người đều chỉ khịt mũi coi thường. Họ chỉ coi đó như là chiêu trò mà núi Yên Tử tung ra để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ, đoàn du khách dưới chân núi này, bao gồm cả Trương Trí Toàn và cậu chủ tề đều có chút tin tưởng những lời đồn đãi đó rồi. Tốc độ trong nháy mắt đã vượt qua 100 thước như thế này, dù cho không phải là bản lĩnh của tiên nhân, thì e rằng cũng không khác biệt là mấy. Ít nhất ở trong nhận thức của bọn họ, nhân vật như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và điện ảnh. chương 1264, vất vả cho cậu rồi. Người này vừa dứt lời, lập tức xung quanh vang lên âm thanh ồ lên kinh ngạc và một trận bàn ra tán vào sôi nổi. Tạ Hoàng Đồng tuy còn trẻ, nhưng nháy mắt đi được hơn trăm thước đã hoàn toàn khiến mọi người khiếp sợ. Hơn nữa anh ấy còn là sư đệ của trưởng giáo chân nhân núi Yên Tử, Thân phận và địa vị như vậy của Tạ Hoàng Đồng đủ để người ta không dám khinh thường. Thậm chí có người đã bắt đầu suy đoán xem người nào có thể làm Tạ Hoàng Đồng tự mình xuống núi nghênh đón như vậy. Một lát sau, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người cậu chủ tề đang đứng ở phía trước đoàn người. Trong số những người đứng ở đây, e rằng cũng chỉ có người được gọi là cậu chủ tề này mới đủ tư cách và thân phận để Tạ Hoàng Đồng tự mình xuống núi tiếp đón. Bị ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của mọi người nhìn chăm chú vào mình, gương mặt tuấn tú của cậu chủ tề kia nhịn không được mà lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta tuy rằng bình thường cũng hay vinh váo, tỏ vẻ ta đây, thích được người ta tâng bốc xu nịnh, nhưng chưa bao giờ vui vẻ, phấn khởi giống như giờ khắc này. Dù sao đi nữa người thiếu niên trước mắt anh ta chính là sư đệ của trưởng giáo chân nhân núi Yên Tử, một nhân vật có thể xem như là tiên nhân. Có thể khiến cho một nhân vật như vậy tự mình xuống núi nghênh đón, cậu chủ tề vô cùng hả hê và thỏa mãn nói không chừng mình trời sinh phi thường, trong người có tiên duyên, cho nên Trương Tín Chiết mới phái sư đệ của ông ta xuống núi đón mình. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu chủ tề. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trong lòng cậu chủ tề đã nổi lên không ít ảo tưởng. Thậm chí anh ta còn tưởng tượng đến cảnh bản thân mình hóa thành tiên trong tương lai. Anh ta cười tươi roi rói, sự ngạo nghế giữa hai hàng chân mày càng trở nên rõ ràng, dường như đã lấn át tất cả mọi người. Trương Chí Toàn ở bên cạnh anh ta xun xoe giống như một con chó con, vui vẻ ra mặt, nịnh nọt nói: "Cậu chủ Tề Phúc duyên thật nồng hậu, có thể làm cho sư đệ của trưởng giáo chân nhân tự mình xuống núi nghênh đón. Chắc chắn căn cốt cùng với tiên duyên của cậu đều vô cùng tốt, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu hết sức phi phàm. Đến lúc đó cậu chủ Tề đừng quên chỉ bảo cho tôi một chút, để tôi được hưởng ké một ít tiên duyên ạ." Cậu chủ Tề hãnh diện nói: "Không dám, không dám." trong lúc hai người bọn họ còn đang nói chuyện thì tạ hoàng đồng đã tiến rất gần bọn họ khuôn mặt cậu chủ tề khẽ cúi xuống nhanh chân chạy lên đón rồi nói trương chân nhân thật là quá khách khí vậy mà lại làm tạ tiểu chân nhân tự mình xuống núi đón tiếp tôi tề minh đăng vô cùng cảm kích tạ tiểu chân nhân tôi tề minh đăng mới nói được một nửa thì bỗng nhiên cứng đờ tạ hoàng đồng giống như xem anh ta như là không khí mà đi lướt qua người tề minh đăng không chỉ có như thế khi tề minh đăng đang định bước tới gần tạ hoàng đồng thì có một lực lượng vô hình nào đó bất giác đẩy anh ta ra làm tề minh đăng lảo đảo một cái thiếu chút nữa là ngã xuống sau đó tạ hoàng đồng đi đến trước mặt một người thanh niên trẻ mà tất cả bọn họ chưa bao giờ để mắt đến dưới ánh mắt khiếp sợ của tề minh đăng và tất cả mọi người ở đây tạ hoàng đồng cúi gặp nửa người của mình rồi cung kính nói tạ hoàng đồng xin ra mắt đường sư phụ đường tuấn từng dạy tạ hoàng đồng đạo pháp giúp anh ấy chỉnh đốn lại căn cốt một tiếng đường sư phụ phụ này cũng rất hợp tình hợp lý. Đường Tuấn chăm chú nhìn tạ hoàng đồng một lát, sau đó thở dài một hơi rồi nói, vất vả cho cậu rồi. Cảnh giới của tạ hoàng đồng bây giờ nếu tính đơn giản bằng cảnh giới võ đạo, thì đã được xem như là một nửa võ giả cảnh giới thần hải rồi, ở trong giới võ đạo cũng được xem như là một nhân vật thiên tài. Mà mới hơn một năm trước, anh ấy chỉ là một đạo sĩ nhỏ ở trên núi bị người ta bắt nạt đôi khi anh ấy cũng dũng cảm phản kháng lại nhưng kết quả đều bị đánh và nhục mạ thậm tệ tạ hoàng đồng có thể có được thành tích như ngày hôm nay tất nhiên có liên quan với đường tuấn và trần tùng n nhưng quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân anh ấy nếu tự bản thân mình không cố gắng phấn đấu mà chỉ như một đống bùn nhão thì dù có được người khác giúp như thế nào cũng không thể đắp thành tường được thân hình tạ hoàng đồng cứng đờ rồi sau đó đứng dậy lắc lắc đầu chương 1265 rốt cuộc cũng nhớ ra tôi là ai rồi sao? Chúng ta lên núi đi, đường Tuấn ngẩng đầu nhìn lên núi Yên Tử, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Sắc mặt của anh càng thêm lo lắng, Trần Tùng N nếu phái tạ Hoàng Đồng tới đón anh lên núi, thì có lẽ tình huống cũng không lạc quan cho lắm. Dạ, tạ Hoàng Đồng cũng không nói nhiều lời, mà xoay người chuẩn bị dẫn đường lên núi. Cuộc đối thoại giữa hai người vô cùng ngắn gọn, mọi người rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần sau đó nhao nhao nhìn về phía hai người cậu chủ tề ngượng đỏ cả mặt ánh mắt anh ta bùng lên lửa giận đây không phải là tiên duyên vốn nên thuộc về anh ta hay sao tại sao bỗng nhiên lại nhảy ra một kẻ thứ ba chen ngang vào vậy chứ hơn nữa kẻ thứ ba này vừa nhìn là thấy giống như một gã thanh niên nghèo kiết xác vừa mới tốt nghiệp nếu so về thân phận và tiền bạc làm sao kẻ này có tư cách so được với anh ta Trương Trí Toàn ở một bên ấp úng không dám nói câu nào. Tạ tiểu chân nhân, cậu có phải nhận nhầm người rồi hay không? Tề Minh Đăng trầm giọng nói, tên tôi là Tề Minh Đăng. Tề Minh Hải, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tề Thị là ba của tôi. Nửa tháng trước, tôi từng lấy danh nghĩa của nhà họ Tề quyên góp cho núi Yên Tử 17 tỷ rưỡi. Vốn dĩ Tề Minh Đăng còn cho rằng, bản thân mình nói ra thân phận của nhà họ Tề cùng với việc quyên góp 17 tỷ rưỡi, ít nhất có thể hấp dẫn sự chú ý của tà Hoàng Đồng. Nhưng ai ngờ, tà Hoàng Đồng vẫn làm như không hề nghe thấy, thậm chí ngay cả bước chân cũng không hề dừng lại một chút nào. Anh ấy lại một lần nữa đi lướt qua tề minh đăng, cả đường tuấn cũng như vậy. Chỉ là một tề minh đăng cóc kết, chưa nói tới hiện giờ núi Yên Tử đang xảy ra chuyện hệ trọng, mà ngay cả ngày thường một nhân vật như vậy cũng không đủ tư cách khiến cho bọn họ coi trọng. Tả Hoàng Đồng, anh chỉ là một đạo sĩ trên núi, mà lại dám ngó lơ nhà họ tề tôi sao? Anh có tin chỉ một câu nói của tôi cũng có thể làm núi yên tử các người đi tông luôn không hả? Tề Minh đang cười lạnh, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp, tôi thật sự muốn xem thử cái loại sư phụ nào mà có thể dạy ra loại đệ tử khốn nạn hèn mặt như thế này. Trương Tín Chiết và mày đúng là sư huynh sư đệ của nhau, đúng là cá mẹ một lứa đấy. Tao thấy núi yên tử căn bản chính là tốt mã rẻ cùi, chỉ được cái vỏ bên ngoài mà thôi. Tạ Hoàng Đồng bỗng dừng lại, Tề Minh đang nói cái gì anh ấy đều có thể bỏ qua, thế nhưng chỉ có một người không ai được phép xúc phạm tới, đó chính là lão đạo sĩ đã dốc lòng dạy dỗ mình. Tề Minh đang thấy thế, thì cười gần, rốt cuộc cũng nhớ ra tôi là ai rồi sao? Bây giờ lập tức bảo Trương Tín chiết tự mình xuống núi đón tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tề Minh Đăng vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng khi thành công uy hiếp được tạ Hoàng Đồng, mà không hề nhận ra đôi mắt của Tả Hoàng Đồng vốn đang bình tĩnh bất chợt xoẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. ầm, um, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm. Bầu trời trong xanh không một gợn mây bỗng xuất hiện mấy tia sét. Anh mới vừa nói cái gì đó. Tả Hoàng Đồng từ từ xoay người lại, trầm giọng gần từng chữ một. Tôi nói cái gì hà? Vẻ mặt Tề Minh Đăng vẫn ngạo nghễ như vậy, không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ta cười khẩy một tiếng, nói tôi nói. Tiểu Đạo Si Anh hãy mau mau gọi Trương Tín Chiết ra đây cho tôi, nếu không tôi sẽ làm núi yên tử các người đẹp. A à, Tề Minh đang càng nói càng đắc ý, nhưng đợi đến khi Tả Hoàng Đồng xoay người lại đứng đối diện với anh ta, thì toàn bộ vẻ đắc ý và nụ cười cay nghiệt kia đều trở nên cứng đờ, cả người anh ta run rẩy không dứt, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh, trong cổ họng chỉ phát ra được mấy âm tiết sợ hãi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1266 không khí lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Sấm sét trên bầu trời và tạ hoàng đồng phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Lúc chỗ lôi chỉ sâu bên trong trong mắt tạ hoàng đồng dung chuyển thì sấm chớp trên bầu trời cũng không ngừng đánh xuống, tiếng sấm rền vang ầm ầm. Dầm, phiến đá xanh dưới chân tạ hoàng đồng không chịu nổi áp lực và sức mạnh của anh ấy mà vỡ vụn, tạo thành một khe nứt. Lôi pháp của thiên sư đạo, Trương Trí Toàn cũng thấy được cảnh này. Anh ta biết khá nhiều về núi yên tử cho nên thân thể mới run lẩy bẩy, thất thanh kêu rên. Hai chân anh ta không ngừng run rẩy, dưới quần đã ướt một mảng lớn, làm mùi nước tiểu khai mù lan tỏa ra xung quanh. Anh ta đã bị tà hoàng đồng dọa đến mức không thể khống chế được sinh lý của cơ thể bản thân rồi. Không thể tưởng tượng được núi yên tử thật sự có lôi pháp tiên thuật. Trương Chí toàn không hề nhận ra sự khác thường trên cơ thể mình. Anh ta như bị sét đánh trong đầu chỉ còn hiện lên những truyền thuyết về núi Yên Tử. Tiên nhân tức giận rồi, vậy thì nhóm người của bọn họ chẳng phải là sắp chết rồi sao? Trương Chí Toàn vừa nghĩ đến đây thì ánh mắt thù hằn đã nhìn về phía Tề Minh Đăng. Nếu không phải người này ỷ vào gia thế và địa vị của nhà họ Tề thì mình đâu đến nông nỗi phải bỏ mạng cùng gã ta. Trương Chí Toàn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vô cùng buồn cười, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Tề cùng lắm cũng chỉ khoảng trên trăm triệu có lẽ trong mắt người bình thường số tài sản này cũng được coi là có thành tựu thế nhưng trong mắt tiên nhân bọn họ thì chúng chẳng là cái thá gì cả sấm xét từ đỉnh đầu giáng xuống cũng không cần biết anh là kẻ ăn mày hay là công tử nhà giàu có mà tề minh đăng vừa rồi thế mà lại còn muốn dựa vào điều đó để uy hiếp một vị chân nhân hiểu biết tiên pháp hành động này cơ bản chính là muốn tìm đường chết không khí lúc này yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có tiếng sấm trong không trung kia không ngừng vang lên Tề Minh đang chịu áp lực lớn nhất, với thực lực đã đạt gần đến cảnh giới thần hải của tà Hoàng Đồng, thì dù cho chỉ là áp lực của một sợi khí thế, thì cũng không phải loại thân thể công tử bột như Tề Minh đang có thể chịu đựng được. Ánh mắt tà Hoàng Đồng chăm chú nhìn xuống dưới, Tề Minh đang ngay cả thở cũng không dám, cả khuôn mặt tuấn tú nghẹn tím giống như màu gan heo. Anh ta giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, mà ngay cả một chút sức lực hay dũng khí để phản kháng cũng không có nếu cứ tiếp tục như vậy tề minh đăng chắc chắn sẽ tự mình nghẹn chết mất thôi hoàng đồng đủ rồi đó đúng lúc này một âm thanh lờ mờ vang lên giọng nói này trong trẻo như nước nhưng trong đó dường như còn mang theo một loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó tề minh đăng cuối cùng đã có thể hô hấp trở lại anh ta thở phì phò tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí cả người tê liệt ngã xuống đất hồn vía như trên mây trong mắt anh ta lúc này chỉ còn mỗi sự sợ hãi. Tiếng sấm trên bầu trời cũng đã ngừng lại. Biểu cảm hờ hững của tạ hoàng đồng dần dần dịu lại, lôi chỉ sâu trong đôi mắt cũng bắt đầu biến mất. Đường Tuấn đã lên tiếng cho nên tạ hoàng đồng cũng không dám từ chối. Thế nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy sẽ bỏ qua cho kẻ đã sỉ nhục Trần Tùng N. Tạ hoàng đồng tiến lên phía trước một bước, lấy tư thế từ trên cao mà nhìn xuống tề minh đăng. Anh ấy vươn một ngón tay ra, dùng tinh thần lực vẽ vào trong không khí một tấm bùa chú huyền ảo. Sau khi tấm bùa chú thành hình, nó hóa thành một tia sáng màu bạc bắn vào giữa hai chân mày của Tế Minh Đăng. Tạ Hoàng Đồng lúc này mới nói chuyện, em mờ thanh của anh ấy không có bất cứ cảm xúc nào, tựa như pháp lệnh của trời cao, trên gương mặt chỉ lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình, dám nhục mạ thầy của tôi, hôm nay cướp tôi sẽ cướp đoạt vận khí của nhà họ Tế các người, coi đó như là trừng phạt. Tạ Hoàng Đồng nói xong mới thu ngón tay lại, xoay người đi lên núi. chương 1267, tôi không hối hận. Đường Tuấn cũng không hề ngăn cản mà đi theo tạ Hoàng Đồng. Chờ bóng lưng của hai người dần dần biến mất ở trên con đường lên núi, sắc mặt Tề Minh Đăng, Trương Trí Toàn và đám người ở đây mới dần trở lại bình thường. Tề Minh Đăng lấy lại tinh thần ngồi dậy từ trên mặt đất. Vẻ mặt anh ta vô cùng khó coi, ảm đạm đến mức dường như muốn nhỏ ra nước. Tề Minh Đăng nặng nề hít thở mấy hơi, sau đó mới cười lạnh nói cho dù anh ta thực sự có tiên thuật lôi pháp thì đã làm sao không phải cũng không dám giết tôi à cướp đoạt vận khí của nhà họ tề chúng tôi sao thật vớ vẩn sản nghiệp trên danh nghĩa nhà họ tề bọn tôi phong phú đa dạng tài sản lên đến cả tỷ đâu phải chỉ bằng một câu nói của anh ta mà có thể dễ dàng bị cướp đoạt vận khí cái chó má gì chứ tề minh đang tức giận tuôn ra một chàng dường như muốn dùng phương thức này để cân bằng tâm lý khó chịu lúc bây giờ Trương Chí Toàn chỉ im lặng không nói gì cả, nếu là bình thường anh ta chắc chắn sẽ chạy lại xun xoe nịnh hót một hồi. Thế nhưng bây giờ anh ta lại không dám, thiên sư trên núi Yên Tử nghe nói ngoài khả năng sử dụng lôi pháp chân áp tà ma, tương truyền bọn họ còn biết cả phong thủy khí vận nữa. Không ít quan chức tai to mặt lớn, ông nọ bà kia đều đã từng đến núi Yên Tử để cầu may mắn, phát tài cho năm sau hoặc là sửa lại vận số, những chuyện này thường xuyên có thể thấy được ngay cả tề minh đang tuy rằng ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại dần trở nên bất an trên con đường lên núi yên tử đường tuấn nhìn tạ hoàng đồng trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng lúc này khóe miệng vị chân nhân họ tạ của núi yên tử đang tràn ra vết máu sắc mặt vô cùng tái nhợt giống như mới vừa trải qua một cơn bệnh nặng nhìn qua vô cùng ốm yếu vừa rồi tạ hoàng đồng nói muốn cướp đoạt vận khí của nhà họ tề cũng không phải là nói suông Tờ phù lục kia lấy tinh khí thần của tà hoàng đồng làm mực viết, lấy đạo bùa chú của núi Yên Tử làm giấy viết, có được một lực lượng huyền diệu mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể thông qua tề minh đang làm ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ tề. Không khó tưởng tượng, sau này vận đen của nhà họ tề tuyệt đối sẽ nối liền không dứt, tất cả không thuận buồm xuôi gió nữa mà sẽ nhanh chóng phá sản. Loại thuật pháp sửa đổi vận mệnh này ảnh hưởng mạnh mẽ đến một người thậm chí là cả một nhà, tuy rằng nó rất đáng sợ, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Lấy cảnh giới bây giờ của tà hoàng đồng để sử dụng loại thuật pháp này sẽ phải gánh chịu đả thương ngược lại cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm và việc tu hành sau này. Khí vận do trời khống chế, sửa đổi vận đó là muốn chống đối lại trời. Thiên cơ không thể tiết lộ, đại khái chính là như vậy. Tà hoàng đồng tu đạo đã lâu, chắc chắn biết sự lợi hại trong đó. Nhưng anh ấy vẫn làm, phần quyết tâm không sợ hãi này thật sự đã làm đường Tuấn rúng động. Trước đó khi tạ Hoàng Đồng còn chưa tu đạo, chỉ vì tức giận mà dám đánh nhau với một đám đạo sĩ, còn bây giờ khi tu vi của anh ấy đã thâm sâu hơn trước, thì vẫn không hề sợ hãi mà dám đấu với trời. Tâm tính này của tạ Hoàng Đồng, ngay cả đường Tuấn cũng không thể đánh giá là tốt hay xấu. Tôi không hối hận, tạ Hoàng Đồng giống như đang nói với chính bản thân mình, lại giống như đang nói với đường Tuấn, thầy đối xử với tôi rất chân thành. Tôi tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ai sỉ nhục ông ấy. Anh ấy ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, cho dù là trời, tôi cũng dám đấu một trận. Đường Tuấn khẽ giật mình, nói, tình cảnh của Trần Trân Nhân hiện giờ chắc hẳn anh cũng biết. Trần Tùng N lần này độ kiếp, tranh giành số mệnh với trời, có thể nói là không hề có đường sống. Chương 1268, ông không xứng đáng chất vấn tôi. Tốc độ của Đường Tuấn và Tạ Hoàng Đồng đều rất nhanh người bình thường phải đi mất nửa ngày mới có thể lên đến đạo quán trên núi Yên Tử, còn bọn họ chỉ mất khoảng 10 phút. Đấy là bọn họ đã khống chế tốc độ rồi, chứ nếu không sẽ còn nhanh hơn nữa. Trời đất đang phát sinh biến động, khoảng cách giữa người bình thường và người tu hành lại càng ngày càng lớn. Tại đạo quán trên đỉnh núi, đông đảo các đệ tử thiên sư đạo của núi Yên Tử đang đứng tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ. Tất cả bọn họ đều là những người tu luyện, cảnh giới thấp nhất cũng đã luyện ra nội kinh. Cuộc độ kiếp của Trần Tùng N sắp tới, những đạo sĩ bình thường đã sớm được phái xuống núi để tránh bị liên lụy đến. Tạ Hoàng Đồng dẫn đường Tuấn đi từ con đường lên núi vào trong đạo quán, lập tức thu hút sự chú ý từ các đệ tử thiên sư đạo này. Đa số bọn họ đều không quen biết đường Tuấn, thế nhưng Tạ Hoàng Đồng ở trên núi Yên Tử Tu Đạo nhiều năm như vậy, hơn nữa một năm gần đây thân phận anh ấy càng trở nên tôn quý vì trở thành đệ tử thân truyền của Trần Tùng N nếu xét về thân phận thì tạ Hoàng Đồng còn là sư đệ của trưởng giáo chân nhân Trương Tiến Chiết. Thế nhưng không có một người nào tiến đến chào hỏi vấn an tạ Hoàng Đồng. Không chỉ như thế, ánh mắt mấy vị đạo sư và các đệ tử đạo gia này khi nhìn về tạ Hoàng Đồng còn mang theo một chút lạnh nhạt và đối địch. Điều này rõ ràng là bất kính, thế nhưng tạ Hoàng Đồng dường như lại không hề phát hiện ra, đôi tay anh ấy giấu trong vạt áo đạo sĩ rộng thùng thình, đầu hơi cúi thấp xuống, bước từng bước đi về phía sau núi Yên Tử đường tuấn trầm ngâm suy nghĩ một lát thì đã hiểu lý do trong đó núi yên tử chỉ tôn sùng huyết thống của trương thiên sư vốn dĩ trần tùng ân cũng không được ủng hộ cho lắm trước kia trần tùng n là người có tu vi đứng đầu trong giới tu đạo của núi yên tử thực lực của bản thân ông ta ngay cả trương tín chiết cũng xấu hổ không bằng cho dù bọn họ có không thích vị chân nhân khác họ trần tùng n này thì cũng phải cố nhịn mà cung kính chào hỏi nhưng hiện giờ kiếp nạn lớn của trần tùng ân ở ngay trước mắt uy lực của ông ta đã giảm xuống rất nhiều. Tất nhiên chuyện Trương Tín chiết bước lên không chung, trong tay cầm kiếm phép ngũ hành, chiêu thức này đối với người ngoài vô cùng mạnh, đặc biệt là khi ông ta đỡ được chiêu thức của Vương Khải cho sư thúc của mình. Tuy nhiên ông ta cũng bị trọng thương, điều này cũng cho thấy sự oai liệt và khí phách dũng cảm của chân nhân núi Yên Tử. Còn về chuyện thắng thua, trước một đối thủ mạnh như Vương Khải, nếu có thua thì cũng là điều bình thường, không ai trách cứ chuyện đó nhưng cũng không thể che giấu được tất cả mọi người ở đây quyền ninh tử và ngộ năng đều là cường giả cực cảnh họ biết rõ ở núi yên tử trương tín chiết sở hữu sức mạnh như thế nào Chỉ ít thì ông ta sẽ không bao giờ để thua kém bọn họ chứ đừng nói là thua vương khải sau chỉ một chiêu tâm tư của trương tín chiết bọn họ đều hiểu rõ trần tùng n đã đạt được thân xác hóa thánh nói không chừng ông ta thực sự có thể trở thành thần tiên đầu tiên ở vùng đất này sau nghìn năm trương tín chiết tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra cho dù đối phương có là sư thúc của ông ta hay là người đã bảo vệ núi yên tử cả mấy chục năm cũng không được. Ngộ năng là một hòa thượng, mà hòa thượng thì không nói về việc đúng sai của người khác. Nhưng huyền ninh tử cho rằng Trần Tùng N không xứng đáng nên mới nói ra những điều khó nghe này. Vốn dĩ hai trưởng lão của núi Yên Tử và Trương Tĩnh Hòa đều chẳng hay biết gì, cuối cùng đến lúc này bọn họ cũng đã hiểu được dụng ý thâm sâu của Trương Tiến Chiết. Vẻ mặt của họ bỗng thay đổi mấy lần, cuối cùng Trương Trấn mới đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt huyền ninh tử hỏi, huyền ninh tử, ông vu khống cho trưởng giáo chân nhân của tôi. Ông muốn hủy hoại danh tiếng của núi yên tử sao? Huyền ninh tử liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói, ông không xứng đáng chất vấn tôi. Vừa dứt lời, ông ta hất nhẹ tà áo choàng đánh bay trương chấn ra và lao vào đạo quán từ phía sau. Trường 1269 những lời lẽ đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Huyền Ninh Tử cũng không định đi gặp các trưởng lão của núi Yên Tử đang vô cùng tức giận. Ông ta nhìn Trương Tín Chiết trên không trung, hài hước nói: Trương chân Nhân quả đúng là mưu tính rất giỏi. Cổ Hồng lĩnh tôi không phục đạo chính thống của núi Yên Tử, ấy vậy mà hôm nay tôi lại phải bái phục ông như vậy, thật là xấu hổ. Lời nói của Huyền Ninh Tử không hề nhẹ nhàng mà vang vọng khắp núi Yên Tử, gây chấn động lòng người. Mọi người nhìn sắc mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên phấn chấn trở lại, một số người khinh thường một số người nghi ngờ, một số người thì lại đến chờ xem kịch hay. Thân là một người có liên quan nhưng lại bị người khác vạch trần những tính toán đen tối, vẻ mặt trương tín chiết vô cùng khó coi. Cảm giác xấu hổ và tức giận tràn ngập trong lồng ngực ông ta, nhưng không thể nào chút bỏ ra ngoài. Trương tín chiết, ông là đồ khốn. Đúng lúc này, một đạo sĩ trẻ tuổi đứng trên tảng đá ở lưng chừng núi, chỉ tay vào trương chân nhân và không ngừng chửi rủa mọi người đều nhận ra vị đạo sĩ trẻ tuổi đó chính là đệ tử duy nhất của Trần Tùng N, N. Tạ Hoàng Đông. Tạ Hoàng Đông, anh không được phép lăng mạ xúc phạm trưởng giáo của núi Yên Tử được. Hai mắt trương tính hòa sáng lên, anh ta đã đạt tới cảnh giới cấp thân, đạp lên không chung sau đó đáp xuống tảng đá giữa sườn núi, lạnh lùng nói, núi Yên Tử không có loại đệ tử như anh. Đường Tuấn khẽ thở dài, chuẩn bị rời khỏi tảng đá. Đường Tuấn, đây là chuyện của núi Yên Tử, anh không thể nhúng tay vào. Trương Tĩnh Hòa chặn ngang trước mặt Đường Tuấn, nghiêm nghị nói. Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng đẩy qua khoảng không, một luồng sức mạnh vô hình liền đẩy Trương Tĩnh Hòa ra, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn anh ta, bước thẳng lên không trung và nói vọng xuống, anh đã không còn là đối thủ của tôi nữa, đối thủ của anh là anh ấy. Trương Tĩnh Hòa ngây người, nhưng lập tức anh ta hiểu Đường Tuấn đang nói đến ai, trong lòng không khỏi chế nhạo, anh ta nói thầm, tuy rằng tôi gọi Tả Hoàng Đồng là sư thúc nhưng anh ấy làm sao có thể xứng làm đối thủ của tôi? Tuy rằng anh ấy được chính Trần Tùng N truyền dạy đạo thuật, nhưng những gì tôi học được mới là thiên sư đạo chính thống. Tôi tu đạo hơn anh ấy gần 20 năm, anh ấy sao có thể là đối thủ của tôi được, anh đánh giá cao anh ấy quá rồi. Trong lòng nghĩ tới đây, Trương Tĩnh Hòa nhìn về phía tạ hoàng đồng, lắc đầu nói: "Tiểu sư thúc." Ha ha. Những lời lẽ đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Đối mặt với Trương Tĩnh Hòa, tạ hoàng đồng thậm chí còn không nghĩ đến điều đó anh ấy ngẩng đầu lên là một đạo thuật pháp ập đến anh ấy còn dám ra tay với tôi trương tĩnh hòa nghiêm nghị nói giọng điệu đầy sự tức giận tạ hoàng đồng im lặng không nói gì nhưng đạo pháp mà anh ấy đang thi triển thì càng ngày càng mạnh đường tuấn bước lên không trung dường như ngay lập tức đã đến trước mặt trương tín chiết và vương khải mặc dù trương tĩnh hòa hơn tạ hoàng đồng một cảnh giới nhưng đạo tâm của người sau thuần khiết hơn và không có toàn tính thắng thua. Hơn nữa, tạ Hoàng Đồng đã phải chịu đựng lâu như vậy, anh ấy cũng cần có nơi để chút bỏ. Đường Tuấn, chuyện này là chuyện của núi Yên Tử, anh đừng xen vào. Trương Tín Chiết nhìn đường Tuấn đang đến gần, lập tức nghiêm giọng ra lệnh. Tuy nhiên khi ông ta vừa dứt lời, đường Tuấn đã dứt khoát nói ngay cút đi. Trương 1270, này tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Trần Tùng N, lúc này Trần Tùng N đang trong trạng thái ngộ đạo, không hề để ý một chút nào đến thế giới bên ngoài. Lôi vân trên bầu trời đã đến giai đoạn cuối cùng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông ta và Vương Khải càng đến gần, lôi vân sẽ càng lớn hơn gấp nhiều lần. "Cậu là đạo thể của Phương Đông à?" Vương Khải nhìn Đường Tuấn đầy hứng thú, cười hỏi, ánh mắt anh ta đầy vẻ khiêu khích và có chút tham lam, nói "Quả nhiên nổi tiếng ngang với thánh linh thể phương Tây của tôi." tôi muốn nuốt chừng nó. Nói tới đây, Vương Khải nuốt nước miếng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đường Tuấn nheo mày, lạnh lùng nói, đi chết đi. Này, tiểu quỷ, lúc trước khi tôi lưu lạc khắp phương Tây, cậu còn chưa ra đời nữa đấy. Năm đó Long Đại Vương chấn giữ Việt Nam, e rằng các cậu đều đã quên hết huyết thống của tôi lớn mạnh như thế nào. Hôm nay tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho cậu thấy. Vương Khải nở một nụ cười ẩn ý. Anh ta đưa tay ra, áo choàng đột nhiên biến thành một đám mây tròn màu đỏ như máu, so với lúc trước còn lớn hơn gấp mấy lần. Bóng dáng Vương Khải biến mất trong đám mây màu đỏ như máu, một giọng nói lạnh lùng vang đến, đây là áo choàng trí bảo huyết vân của phương Tây, năm đó khi đại chiến với phương Đông, tấm áo choàng này không biết đã bị nhuốm máu của bao nhiêu tu luyện giả. Đến hôm nay thì thêm cả cậu nữa. Sắc mặt của huyền ninh tử và những người khác bên dưới đột nhiên thay đổi, bọn họ hiển nhiên đã từng nghe nói đến áo choàng trí bảo huyết vân này. Áo choàng trí bảo huyết vân là một trong ngũ đại thánh khí của phương Tây. Dù ở chỉ xếp cuối cùng nhưng nó vẫn có sức mạnh khủng khiếp. Tương truyền rằng trong cuộc chiến tranh phương Đông với phương Tây, một cao thủ của huyết tộc đã sử dụng chiếc áo choàng này để phá hủy cả một thị trấn. Đó là một vũ khí nhuốm máu. Huyền Ninh Tử nghiêm nghị nói, Vương Khải đã đạt tới tu vi cực cảnh nhiều năm rồi, lại có trợ giúp của áo choàng huyết vân, e rằng không dễ gì đối phó. Ngay khi giọng nói của Vương Khải vang lên, đám mây màu máu trên bầu trời đột nhiên co rút lại, trận mưa máu bắn về phía anh như những mũi tên, từng giọt từng giọt bắn với tốc độ đáng sợ. Không khí bị đốt cháy, tỏa ra một màn sương mù trắng xóa, những hạt mưa này có một khả năng ăn mòn khủng khiếp. Đường Tuấn nằm yên bất động, để cho mưa máu bắn vào người. Cơn mưa máu tuy rằng rất mạnh, nhưng dường như cách người anh 5 mét đã bị mất đi sức mạnh, chỉ như những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống. Đường Tuấn khẽ trao mày chiếc áo choàng chi bảo huyết phân này dường như không có sức mạnh như những lời trong truyền thuyết. Này tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi. Đúng lúc này, giọng nói đắc thắng của Vương Khải vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ thấy bóng dáng của Vương Khải hiện ra từ trong những đám mây màu máu. Anh ta đang cầm một cây trượng dài màu máu trong tay, khi anh ta di chuyển thắt lưng của mình. Cây trượng bắn ra và nhắm tới mục tiêu là lôi vân trên đầu Trần Tùng Ân. Ngay từ đầu, anh ta không định chiến đấu với Đường Tuấn, mà là đến để phá hỏng việc tu hành của Trần Tùng Ân. Rồi cũng sẽ làm tạ hoàng đồng, đệ tử thân truyền của Trần Tùng Ân bị căm thù lây. Người đi trà nguội, hiện tại Trần Tùng Ân vẫn còn chưa chết, nhưng có một vài người trên núi Yên Tử đã khó mà kiềm chế được rồi. Ở đâu có người ở đó sẽ có đấu tranh giang hồ, ngay cả thánh địa tu luyện như núi Yên Tử cũng không thể nào tránh khỏi. Đường Tuấn thậm chí hoài nghi trong chuyện này có lẽ còn có sự ngấm ngầm cho phép của vị trưởng giáo chân nhân Trương Tín Chiết kia, nếu không chỉ bằng mấy đệ tử hậu bối làm sao dám công khai làm càn như vậy? Một đời này của Trần Tùng Ân thật là uất hức rồi. Đường Tuấn không khỏi cảm thán một câu. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1271 chết đi là tốt nhất. Trần Tùng Ân năm đó là một thiên tài nổi trội biết bao nhiêu, là nhân vật có 102 của yên tử, ở toàn bộ Việt Nam cũng chỉ có Long Đại Vương là có thể thắng ông ta nửa hiệp sau đó ông ta lại bị long đại vương đánh bại vì núi yên tử và thiên sư đạo ông ta thậm chí lập lời thề cả đời không rời khỏi yên tử lời thề này đã vây ông ta ở trên núi yên tử hơn nửa đời người cản trở tầm nhìn và cả kiến thức của ông ta ngăn cản con đường tu đạo của trần tùng n bây giờ ông ta lại gặp phải kiếp nạn lớn chắc chắn sẽ phải chết sự hy sinh này làm người ta phải thán phục nhưng núi yên tử cùng với thiên sư đạo lại giống như cố tình quên đi những việc này mà chỉ nhớ kỹ một điều đó là Trần Tùng Ân họ Trần, không phải họ Trương. Thật đáng buồn và đáng tiếc. Đợi đến khi Đường Tuấn và Tạ Hoàng Đồng biến mất trong tầm mắt đám tiểu đạo sĩ kia, thì có mấy người trung niên mặc quần áo đạo sĩ bước ra từ trong một tòa miếu. Mấy người trung niên này có khí chất siêu nhiên, điều không ngờ tới là bọn họ đều là người tu luyện đã đạt tới cảnh giới cao thâm, giữa hai hàng chân mày mang theo vẻ ngạo nghế. Bọn họ ngẩng cao đầu nhìn về hướng Tạ Hoàng Đồng đi đến. Kinh thường nói những ngày bình yên của tên nhóc con họ tả này cuối cùng cũng chấm dứt. Một gã đạo sĩ đứng bên cạnh nói hùa theo, khác họ trung quy vẫn là khác họ. Nếu không phải năm đó đạo thể giúp anh ta củng cố lại đạo cốt, thì Tạ Hoàng Đồng bây giờ vẫn còn phải ở dưới đạo quán tưới hoa bón phân, ngay cả tư cách được gặp chúng ta cũng không có. Lại có một đạo sĩ khác lên tiếng, không sai, nếu không phải có đạo thể giúp đỡ, lại có thêm Trần Tùng Ân chống lưng, Tạ Hoàng Đồng dựa vào cái gì mà có thể lên núi chứ? một tên nhóc con, vậy mà cũng dám mơ tưởng bắt chúng ta gọi một tiếng sư thúc, đúng là nằm mơ. Mấy đạo sĩ này nếu xét về thân phận đều nhỏ hơn so với Tạ Hoàng Đồng, đáng lý nên gọi anh ấy một tiếng sư thúc, nhưng hiện tại Tạ Hoàng Đồng trong lời nói của bọn họ lại thành một tên nhóc con. Trong lời nói của bọn họ không hề có ý che giấu sự khinh bỉ và ngạo mạn. Hừ, Trần Tùng Ân mà chết, núi yên tử này lại là người họ Trương chúng ta làm chủ. Tên họ tả đến lúc đó nếu không biết điều thì sẽ bị đuổi xuống núi. Tên oát con này mới tu đạo hơn một năm, cho dù có là đệ tử thân truyền của Trần Tùng N, thì đạo hạnh có thể cao tới mức nào được. Đúng là đạo lý này, nếu tên nhóc này không biết điều thì phế luôn đạo hạnh, lấy đó làm hình phạt. Đúng vậy, mấy người này mỗi người góp một câu đã quyết định tương lai sau này của tà Hoàng Đồng. À đúng rồi, người vừa nãy đi theo tà Hoàng Đồng là ai vậy? Không phải là đạo thể chứ? Có người đột nhiên hỏi. Mấy người này ngẩn ra, lát sau một đạo sĩ dẫn đầu lạnh lùng nói, cho dù là đạo thể thì sao? Chuyện này là chuyện nhà của núi Yên Tử, đạo thể lấy tư cách gì mà xen vào? Trước kia đất trời khô kiệt, núi Yên Tử chúng ta không thể phát huy hết thực lực chân chính. Nhưng bây giờ trời đất phát sinh biến đổi lớn, thiên sư đạo chúng ta đã không còn giống như ngày xưa nữa, nếu anh ta dám nói hay gây ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mọi người đều im lặng. Rõ ràng bọn họ cũng đồng ý với quan điểm này. Chỉ có điều lần này Trần Tùng Ân độ kiếp trung quy là chuyện lớn, sợ là sẽ hấp dẫn không ít người ngoài đến, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Một đạo sĩ nhíu mày nói: "Hừ, Trần Tùng Ân chắc chắn phải chết, lại còn muốn làm cho núi Yên Tử không được bình yên. Chết đi là tốt nhất." Chương 1272, chuyện này có khó gì đâu. Đúng đấy, ông ta rốt cuộc vẫn còn chưa có chết tạ hoàng đồng và đạo thể chỉ là chuyện nhỏ. Chờ Trần Tùng Ân chết rồi, lại xử lý bọn họ sau. Người của chùa Ba Vàng và cổ Hồng Lĩnh sắp tới rồi, chúng ta cũng nhanh đến chỗ trưởng giáo chân nhân báo lại đi, để trưởng giáo chân nhân sớm có chuẩn bị. Đám người thảo luận xong thì ngay lập tức đi về phía đỉnh núi Yên Tử. Đường Tuấn đi theo tạ Hoàng Đồng về phía sau núi, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một ngôi đạo quán có chút lụp sụp. Ngôi miếu đạo sĩ này rõ ràng đã trải qua vô số năm tháng, rất nhiều chỗ đã quá cũ kỹ suy tàn, trái ngược hoàn toàn với những đạo quán được trang hoàng đẹp đẽ bên ngoài. Lá khô rụng khắp đường đi, bốn phía không có một đạo sĩ núi yên tử nào cả. Tạ Hoàng Đồng nhỏ giọng đau lòng nói, trước kia lá khô trên con đường này đều là do thầy tôi tự tay quét dọn, không có lấy một chiếc lá rụng. Đường Tuấn im lặng không nói gì, Tạ Hoàng Đồng bái Trần Tùng Ân làm thầy mới được hơn một năm, nhưng tình cảm thầy trò lại không hề kém một chút nào so với những cặp thầy trò gắn bó mấy chục năm. Đồ nhi ngốc nghếch, sau khi thầy ra đi, lá dụng trên con đường này phải giao cho con quét dọn rồi." Lúc này, một giọng nói từ trong tòa đạo quán sập xệ kia truyền ra ngoài. Thanh âm này, Đường Tuấn vẫn nhớ rất rõ, đúng là giọng của Trần Tùng Ân rồi. "Thầy ơi." Tạ Hoàng Đồng trầm giọng gọi. Từ trong đạo quán vọng ra một tiếng thở dài trầm thấp, sau đó Trần Tùng Ân lại nói, "Thầy đi rồi. Loại chuyện chiếm đoạt khí vận của người khác, thay đổi số mệnh này con phải bớt làm đi nhé." nếu không tương lai sẽ bị trời phạt. người khác trong đạo quán cũng đã biết đến vết thương trên cơ thể của tả hoàng đồng nguyên do là từ đâu. tả hoàng đồng cắn môi, không trả lời. trần tùng ân cũng không để bụng, bỗng nhiên ông ta lại nói, anh bạn nhỏ họ đường, chúng ta lại gặp nhau rồi. tư chất của cậu quả nhiên phi phàm, chỉ mất một năm mà đã phá vỡ rào cản thân thể đạo thể, đạt tới cảnh giới chưa ai từng đặt chân đến rồi. trước đây tôi đã không nhìn lầm cậu, đáng tiếc tôi bây giờ bị giới hạn rồi không thể ra khỏi ngôi đạo quán này, cho nên cũng không có cách nào trông thấy cậu được. Đường Tuấn nhẹ nhàng cười, chuyện này có khó gì đâu. Anh nói xong thì bước về phía trước một bước, muốn đi vào trong ngôi miếu. ầm, uhm, giống như sấm chớp trên trời có mối liên hệ nào đó với mặt đất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét, tựa như đang cảnh cáo Đường Tuấn vậy. Tiếng sấm nổ vang làm chấn động toàn bộ núi Yên Tử, như một loại báo hiệu rằng ngày hôm nay núi Yên Tử sẽ không còn yên ổn nữa nửa tiếng trước, tạ hoàng đồng ở dưới chân núi tức giận mà dẫn ra sấm sét. Còn bây giờ, đường Tuấn vừa bước tới một bước mà lại giống như bị trời trách phạt. Tiếng sấm nổ vang cuồn cuộn không dứt, mang theo khí thế hủy diệt uy nghiêm. Đông đảo các đệ tử thiên sư đạo nhốn nháo ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo sự kính sợ và hâm mộ. Lúc này ở trên đỉnh núi, trong một đạo quán mang phong cách cổ xưa, rất nhiều trưởng lão thiên sư đạo đang thương lượng cùng với Trương Tín Chiết xem làm như thế nào để vượt qua kiếp nạn lần này. Bỗng nhiên một tiếng sấm vang trời làm gián đoạn cuộc thảo luận của bọn họ. "Trương 1273 đường tuấn tới rồi sao?" Trương Tín Chiết nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày, mấy người này dám gọi thẳng tên của Trần Tùng Ân, ngôn ngữ không hề tôn trọng. Trương Tín Chiết là trưởng giáo chân nhân vốn dĩ nên quát mắng bọn họ, chỉ ra chỗ sai cho họ. Nhưng ông ta lại không nói gì cả. Sấm sét này không phải do sư thúc gây ra, trong lòng Trương Tín chiết khẽ than nhẹ một tiếng. Vậy người đó là ai? Trương Tín hòa nhíu mày hỏi, người của các thế lực lớn trong giới võ đạo còn chưa tới, trên núi ngoại trừ thầy ra thì không có người nào có thể gợi lên lực lượng của sấm sét. Trong mắt Trương Tín chiết chợt hiện lên một tia tàn khốc, lạnh lùng nói, người đó đã tới rồi. Ở Bắc Giang, người đó đã bày ra thực lực cực cảnh tuyệt đối có năng lực gợi lên sấm sét. Người đó, đường tuấn tới rồi sao? Trương Tĩnh Hòa giật mình một cái, kinh ngạc nhưng không quá chắc chắn hỏi. Còn sắc mặt các trưởng lão thiên sư đạo và vài vị chân nhân khác thì vô cùng khó coi. Ánh mắt bọn họ trở nên lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Lần trước đường Tuấn lên núi đã xem rất nhiều điển tịch của núi Yên Tử, đối với bọn họ mà nói, điều đó không khác gì bị sỉ nhục. Hôm nay, đường Tuấn lại lên núi một lần nữa, đây chính là cơ hội để bọn họ rửa sạch nhục nhã trước kia, thậm chí có thể mượn cơ hội này mà nổi tiếng khắp Việt Nam. Trưởng giáo, rất nhiều trưởng lão thiên sư đạo nhao nhau hỏi ý kiến Trương Tín Chiết. Trương Tín Chiết trầm ngâm một lát, nói: "Không thể được." Trong khoảng thời gian này người của các thế lực lớn và môn phái đều đã đến, nếu chúng ta thật sự ra tay đối phó anh ta, tất nhiên sẽ mang đến tai tiếng, nói thiên sư đạo chúng ta nhỏ mọn. Danh tiếng của thiên sư đạo không thể bị hủy hoại. Nhưng mà trưởng giáo, một số trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy lại thể diện cho núi yên tử bọn họ. Sâu trong đôi mắt của Trương Tín chiết xẻ qua một tia sáng lạnh lẽo, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện. Ông ta trầm giọng nói, "Núi yên tử chúng ta sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ có người gây rắc rối. Nếu như đạo thế kia coi thường núi yên tử chúng ta như ngày đó thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua." Các trưởng lão nghe ông ta nói vậy, lập tức vuốt sâu mỉm cười, bày ra một dáng vẻ cao nhân khó lường. Núi Yên Tử này chính là địa bàn của bọn họ, nếu muốn túm được nhược điểm của Đường Tuấn thì vô cùng đơn giản. Phía sau núi, trước đạo quán đổ nát, Đường Tuấn bước thêm một bước rồi mới dừng lại. Sấm sét trên bầu trời đang cảnh cáo anh, tính mạng của Trần Tùng Ân từ lâu đã do trời định, Đường Tuấn muốn tới gần thì chính là hành động xen vào chuyện của trời. Anh bạn nhỏ họ Đường, cậu không cần phí công phí sức. Hơn nửa cuộc đời, tôi bị vây trên ngọn núi này. Trước khi tôi chết trong tòa đạo quán này, thì người ngoài không thể bước vào. Cậu dù gì cũng đã đạt đến cảnh giới võ giả cực cảnh, nếu cứ cố chấp tiến vào, tôi chỉ sợ lại làm cậu bị liên lụy vào trong kiếp nạn lần này thôi. Dựa vào tư chất của cậu, nhất định có cơ hội thành tiên, không cần vì tôi mà hủy hoại tiền đồ. Giọng nói nhàn nhạt của Trần Tùng ân vọng ra từ trong ngôi miếu đạo sĩ. Giọng điệu của ông ta tuy bình thản, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác vô cùng bi thương mấy chục năm trước ông ta vì không muốn gây tai họa cho núi yên tử mà lập lời thề không ra khỏi nơi đây mà nay ông ta vì không muốn liên lụy đến người khác nên vây mình ở trong đạo quán ngăn cách với thế giới bên ngoài cả người tạ hoàng đồng sớm đã run rẩy trên gương mặt toàn là nước mắt anh ấy muốn chạy vào trong đạo quán để gặp mặt từ biệt trần tùng ân lần cuối nhưng lại cố nén cảm xúc này lại anh ấy sợ nếu mình đi vào, ngược lại sẽ làm hại Trần Tùng Ân. Anh Đường, dừng lại đi, tạ Hoàng Đồng van xin nói. chương 1274, ông còn lại mấy ngày nữa. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nheo lại, nhìn trời và nói tôi không đồng ý. Đường Tuấn nói xong thì khí thức thuộc về võ giả cực cảnh dần hạ xuống. Từ cực cảnh xuống đến thần hải rồi chân khí, nội kinh, cuối cùng ngay cả dao động của nội kinh cũng biến mất. Khí tức của Đường Tuấn Chỉ trong khoảng 78 phút ngắn ngủi đã từ võ giả cực cảnh biến thành một người bình thường không có bất cứ tu vi gì của người tu đạo. Sấm chớp trên bầu trời cũng theo đó mà tan biến. Tạ Hoàng Đồng đứng ở bên cạnh lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Loại kỹ năng gần như có thể biến thành người bình thường như thế này quả thực anh ấy chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Núi Yên Tử có thể nói là đã tồn tại từ rất lâu đời, cũng có loại pháp môn tương tự như vậy. Nhưng không có một pháp môn nào có thể biến đổi giống triệt để như Đường Tuấn. Trên con đường võ đạo, thu lại so với phóng ra càng thêm khó khăn, cái gọi là lên núi thì dễ, xuống núi mới khó chính là nói về đạo lý này. Trong lúc Tạ Hoàng Đồng vẫn còn đang thất thần thì sấm chớp trên bầu trời trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Đường Tuấn cũng khá ngạc nhiên, loại thuật pháp thu hồi khí tức này là do anh chiếm được trong bí cảnh Bồng Lai. Đây là thủ đoạn các tiên nhân dùng để áp chế cảnh giới anh vốn chỉ nghĩ thử một lần xem sao, không ngờ tới hiệu quả lại tốt như vậy. Ngay cả Trần Tùng Ân ở trong đạo quán cũng phải trầm mặc. Ông ta dường như cũng bị hành động của Đường Tuấn làm cho sợ hãi. Đường Tuấn vỗ vỗ bả vai Tạ Hoàng Đồng rồi nói, anh canh ở chỗ này. Nói xong, anh xoay người đi vào trong ngôi miếu. Lần này, trên bầu trời lại không có một tiếng sấm nổ nào. Đường Tuấn đi vào trong miếu, trong này không có bất cứ vật trang trí dư thừa nào chỉ có hai cái đệm hương bồ rách tung tóe cùng với một ít bàn ghế nhìn qua có chút tiêu điều hoang phế trần tùng ân đang ngồi xếp bằng trên một trong hai cái đệm hương bồ đó vị lão đạo sĩ này ở trên núi yên tử thực sự không được ưa thích nhìn qua có vẻ chật vật bộ quần áo đạo sĩ trên người ông ta phủ đầy cho bụi dường như rất lâu rồi nó không được giặt rũ mái tóc xám trắng rối tung nhìn y như tổ chim cả người trần tùng ân nhìn vào không khác gì một ông lão ăn xin ở ven đường không có nửa điểm phong thái của một vị thế ngoại cao nhân chỉ là khí tức ông ta phát ra lại vô cùng cô động trong ánh mắt thỉnh thoảng còn có ánh sao lấp lánh khí chất siêu nhiên dường như không thuộc về thế giới này giống như chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể thành tiên rồi tu vi của lão đạo sĩ lúc này đang ở thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời tôi quả nhiên không nhìn lầm người trần tùng ân ngồi yên vung tay lên làm cái đệm hương bồ còn lại từ từ bay đến trước người đường tuấn đường tuấn ngồi xuống nhíu mày, hỏi ông còn lại mấy ngày nữa. Trần Tùng Ân không để bụng, nói hai ngày này thôi. Ông ta nhìn đường Tuấn, bỗng nhiên cả khuôn mặt mặt giãn ra cười nói, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới. Cậu hiện giờ danh tiếng nổi khắp Việt Nam, thật sự không cần thiết vì tôi mà mạo hiểm. Đều là người đồng đạo, tôi tới tiến ông một đoạn đường, đường Tuấn nghiêm nghị nói. Câu đều là người đồng đạo cậu nói rất hay. Trần Tùng N, N. hơi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, nếu tôi có thể sinh muộn hơn 10 năm, nói không chừng sẽ có cơ hội chứng kiến một thời thịnh thế. Đáng tiếc, trong lòng đường Tuấn khẽ than nhẹ một tiếng Trần Tùng N, N. thật sự quá uất ức, khát vọng của bản thân cũng không thể thực hiện được. Anh trầm giọng hỏi, ông còn điều gì muốn giao phó không? chương 1275 thật chơi chẽn. Trần Tùng ân cười nói, bảo vệ đạo thống của Yên Tử không bị mất đi, bảo vệ con đường tu đạo cho tà Hoàng Đồng. Cậu có thể đồng ý với tôi không? Sự hào hùng trỗi lên trong lòng Đường Tuấn, anh nói: "Tôi đồng ý với ông." "Tốt rồi." Trần Tùng Ân cười thản nhiên nói: "Tranh thủ chút thời gian này, cậu ngồi lại đây với tôi hai ngày đi. Chúng ta ngồi xuống luận đạo một phen." Đường Tuấn biết Trần Tùng Ân muốn trước khi chết có thể đem một ít kinh nghiệm truyền thụ cho anh. Kinh nghiệm của Trần Tùng Ân đối với anh thật sự có tác dụng rất lớn. Anh đứng dậy, hơi khom lưng, nói cảm ơn. Trong một đạo quán hoang tàn và đổ nát nọ, những câu nói với chất giọng trầm ấm của đường tuấn và trần tùng ân không ngừng vang lên những điều họ vừa nói tuy nghe rất tầm thường nhưng đó lại là tinh hoa là những điều cốt yếu nhất của võ thuật và tu luyện đặc biệt sắp tới trần tùng ân sẽ đối mặt với giai đoạn thăng cấp thành tiên nhân vốn kiến thức và sự thấu hiểu của ông ta về đất trời cũng đã đạt đến mức độ mà xưa nay ông ta chưa từng có thậm chí vượt xa cả đường tuấn thế nhưng trần tùng ân đã truyền lại toàn bộ kiến thức của ông ta cho đường tuấn thay vì giữ khư khư cho riêng mình Thấy vậy, Đường Tuấn cũng không giấu giếm gì nữa mà kể cho ông đạo sĩ già nghe những câu chuyện, những kiến thức về bí cảnh bồng lai và tiên nhân mà anh có với hy vọng những thứ ấy sẽ giúp đỡ được một chút nào đó cho ông ta. Tuy chưa đạt đến cảnh giới như Trần Tùng Ân, nhưng hoàn cảnh của anh lại tốt hơn ông ta rất nhiều, nên mỗi câu anh nói ra đều mang lại rất nhiều lợi ích cho Trần Tùng Ân, giúp ông ta mở mang kiến thức và mở rộng tầm nhìn của mình. Nghe xong, Trần Tùng N ngạc nhiên đến lặng người rồi than thở, nếu 3 hay 5 năm trước tôi có được những thông tin hữu ích này, thì có lẽ kiếp nạn ngày nay của tôi đã có hy vọng. Nhưng tiếc là, cuộc đời này không có chữ nếu như. Dù cuộc đàm luận của hai người họ diễn ra trong tòa đạo quán hoang tàn và đổ nát, nhưng vẫn khiến biết bao người phải chú ý. Trưởng giáo chân nhân Trương Tín Chiết cũng là nhân vật quan trọng nhất đã đến. Vì đất trời biến loạn, ông ta đã vin vào cái danh đại thiên sư đương thời để đột một bước vào cực cảnh và tìm hiểu nội tình của yên tử đây cũng là vốn liếng mà ông ta có để tái đấu với Đường Tuấn. Đi cùng ông ta là Trương tính Hòa cùng rất nhiều trưởng lão thiên sư đạo của núi Yên Tử. Trương tính Chiết đứng cách đạo quán 10 mét, không vượt quá giới hạn cũng không phạm vào lôi trì dù chỉ là nửa bước. Vị trưởng giáo chân nhân này nắm rất vững các quy tắc, bởi nếu bước lên phía trước nửa bước, ông ta sẽ bị sấm sét đánh trúng. Vì bản thân là một trưởng giáo thiên sư đạo nên tất nhiên ông ta sẽ không ngu đần đến mức đối đầu với trời. Thấy sư huynh của mình hành xử như thế, Tạ Hoàng Đồng đứng bên cạnh đau lòng, anh ấy cười chế giễu ông ta rồi nói, "Muốn biết thầy của tôi còn sống hay không, ông mau bước vào trong đi." Đường Đường là một trưởng giáo thiên sư đạo, chẳng lẽ đến cái việc phá sập cửa của một ngôi miếu đạo sĩ rách nát cũng không dám? Trong nửa năm qua, khi Trần Tùng Ân dần vượt qua kiếp nạn, thái độ của thiên sư đạo với các học trò của mình đã thay đổi hoàn toàn. Tạ Hoàng Đồng cũng sáng dạ nên tất nhiên anh ấy đoán được bí mật ẩn sâu trong đó và những mưu tính không ai biết được. Vì vậy, anh ấy không có chút thiệt cảm nào với đoàn người Trương Chí Triết. Tạ Hoàng Đồng, sao cậu dám ăn nói vô lễ với trưởng giáo chân nhân? Thật trời chẽn, một ông đạo sĩ trung niên đứng cạnh Trương tín Triết quát mắng, cúi đầu nhận lỗi với trưởng giáo chân nhân mau. Dù cho thầy của cậu là Trần Tùng Ân, cậu cũng không được phép tỏ thái độ khinh nhờn và thiếu lễ độ với trưởng giáo vị đạo sĩ kia càng nói khí thế của ông ta càng bùng nổ. Cái khí thế vô hình ấy dữ dội và hung dữ như những cơn bão ngoài biển khơi, nó ảo ảo xông tới cuốn gọn tạ hoàng đồng. Thấy vậy, Trương tín chiết chỉ cao mày mà không ngăn lại. Các trưởng lão khác cười khẩy, họ đang lo lắng, sợ không tìm được ai để chút cơn giận dữ của họ thì tạ hoàng đồng lại ngu ngốc đến mức tự dâng mình lên miệng cọp. Vị đạo sĩ đang ra đòn là Trương Trấn chân Nhân, học trò của Trương Tín Chiết. Vị này vốn là người ngoại quốc, nhưng sau khi trở thành học trò của Trương Tín Chiết thì đổi thành họ Trương. Một năm trước, vị này đã đột phá thần cảnh và trong số các học trò của Trương Tín Chiết, vị này là đệ tử có cảnh giới cao nhất ngoài Trương Tĩnh Hòa. Còn Tạ Hoàng Đồng thì chưa đạt đến cảnh giới thần hải, nên trong suy nghĩ của họ, anh ấy chẳng là gì cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1276, này sư đệ, cậu có ý định đổi họ không? Thằng nhãi miệng còn hôi sữa chỉ biết khua môi múa mép kia. Hôm nay ông đây sẽ giáo huấn mày thật tử tế để mày biết hai chữ quy tắc viết như thế nào. Trương Trấn cười khẩy rồi dùng toàn bộ sức mạnh của tu vi thần cảnh. Dùng hết sức mạnh như thế thì căn bản chẳng đơn giản là giáo huấn nữa, bởi vì chỉ cần lãnh chọn một đòn thôi cũng đủ để khiến một đại tông sư cảnh giới chân khí tầm thường bị thương nặng rồi. Nhưng thật tiếc cho vị đạo sĩ kia, tuy Tạ Hoàng Đồng chỉ là đại tông sư tu vi cảnh giới chân khí, nhưng anh ấy không hề tầm thường. Trước khí thế của vị đạo sĩ kia, cơ thể của tà Hoàng Đồng bỗng kéo thẳng ra rồi bước lên phía trước một bước. Anh ấy lạnh lùng nói, trương chấn, xét về vai với ông phải gọi tôi một tiếng sư thúc. Xét về cảnh giới ông hơn tôi cả một bậc lớn, nhưng hôm nay ông ỷ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, đây có phải là tác phong thật sự của một thiên sư đạo không? Trương Trấn cười gần, không đến lượt mày đứng đây để bình luận về tác phong thật sự của một thiên sư đạo. Tả Hoàng Đồng vờ như không nghe mà đấm thẳng vào mặt Trương Trấn. Cú đấm này rất bình thường và chẳng có gì nổi bật, chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh của thân thể. Nụ cười gằn trên nét mặt của Trương Trấn đã đổi thành nụ cười chế giễu, mày đúng là cái thằng ăn hại. Trần Tùng N có nhiều đạo pháp như thế, nhưng mày chỉ học được dùng lực thô thôi sao? Mày hãy chống mắt lên xem tao vận dụng sức lực như thế nào này. Cánh tay của Trương Trấn vừa cử động, hàng triệu sợi tơ từ cây phất trần vọt ra từ cánh tay phải cuộn lại rồi phóng thẳng về phía tạ Hoàng đồng vẻ mặt của tà hoàng đồng vẫn không thay đổi anh ấy tiếp tục đấm đúng là lấy trứng trọi đá nhiều đạo sĩ thầm lắc đầu rồi cười mỉa cú đấm của tà hoàng đồng xuyên thẳng vào những sợi tơ của cây phất trần và đập trúng má của trương trấn cú đấm ấy mạnh ngoài sức tưởng tượng chỉ tung một cú đấm đã đập trúng mặt của trương trấn thậm chí còn khiến vị đạo sĩ này gãy mất mấy cái răng trong miệng của trương trấn ngập đầy máu tươi trông thảm hại vô cùng Trương Trấn lảo đảo lùi mấy bước về phía sau và cảm thấy vô cùng nhục nhã. Khi Trương Chấn định lao lên phía trước, một bàn tay hiền hậu đặt lên vai ông ta. Trương Trấn, dù thế nào đó cũng là sư thúc của ông, đừng làm loạn nữa. Trương Tín chiết ghi chặt bả vai của Trương Chấn, nhìn chăm chăm tạ hoàng đồng rồi lạnh lùng nói. Trương Chấn định nói thêm nhưng bị Trương Tín chiết cắt ngang, hơn nữa, ông cũng không phải là đối thủ của cậu ta cậu ta là đồ đệ do đạo thể và trần sư thúc một tay dạy dỗ nên quả nhiên không phải là kẻ tầm thường lúc trước tôi đã đánh giá thấp cậu rồi một điều gì đó lướt qua trong đầu trương Chí chiết khiến ông ta dùng mình nếu tạ hoàng đồng là người bình thường ông ta có thể bỏ qua nhưng tạ hoàng đồng là thiên tài đã đủ sức để vượt biên chiến đấu trong tương lai có lẽ anh ấy sẽ là một trần tùng ân tiếp theo điều này khiến ông ta không thể bỏ qua được này sư đệ cậu có ý định đổi họ không Trương Tín Chiết hỏi với nụ cười tươi trên môi. Sát ý, lúc này, trong lòng Trương Tín Chiết đang nảy sinh ý định muốn giết tạ Hoàng Đồng rồi. Vốn dĩ ông ta định đợi vài năm nữa sẽ giao lại núi Yên Tử và Thiên Sư Đạo cho đệ tử của mình là Trương Tĩnh Hòa. Trương Tĩnh Hòa quả thực rất xuất chúng, đặc biệt trong khoảng một năm trở lại đây, tính tình của anh ta càng lúc càng chín chắn, nhân lúc đất trời thay ra đổi thịt đã đột phá được thần hải, thể hiện thực lực vượt xa đồng môn. Nhưng bây giờ, những gì Tả Hoàng Đồng phô bày ra lại còn xuất sắc hơn cả Trương Tĩnh Hòa, nhưng điều càng quan trọng hơn là Tả Hoàng Đồng không phải họ Trương, mà là một người ngoại tộc. Chương 1277 khá khen cho một thiên sư đạo. Sắc mặt Trương Tĩnh Hòa hơi thay đổi, trong lòng có chút bất an và ghen tị, hai tay bất giác siết chặt, trong lòng giống như có một giọng nói đang gầm gừ, không được đồng ý. Không được đồng ý. Tả Hoàng Đồng tu luyện ngắn hơn anh ta, nếu để Tả Hoàng Đồng xuất phát sau nhưng vượt mặt anh ta khoác lên chiếc đại bào màu vàng tiêu biểu cho bản sắc thân phận thì thước hiệu tiểu chân nhân của trương tĩnh hòa sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mọi nỗ lực của anh ta không phải sẽ đổ sông đổ bể hết rồi hay sao trương trấn và một số trưởng lão khác cười nhạt chỉ đợi trương tín chiết hạ lệnh một tiếng mà thôi áp lực vô hình giống như một ngọn đồi đè lên đôi vai và tâm hồn của tạ hoàng đồng trên trán đầy vết bầm tím anh ấy cố gắng ngước nhìn nhóm người trước mặt tuy còn trẻ nhưng anh ấy không hề ngu dốt Tạ Hoàng Đồng biết rất rõ chọn lựa mà bản thân đang phải đối mặt vào thời khắc này. Một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt vẫn còn non nớt của Tạ Hoàng Đồng, anh ấy mở miệng nói, "Họ của tôi là do cha mẹ đặt, tên của tôi là do thầy tôi đặt, đạo của tôi là do thầy truyền lại. Tôi không thể đổi họ của mình." Hê hề, Tạ Hoàng Đồng nói xong, trong phòng bỗng nhiên im lặng, nụ cười khẩy của mấy vị trưởng lão mang theo sự châm biếm sâu cay. Trương Tĩnh Hòa thở phào nhẹ nhõm. "Tốt lắm." sắc mặt trương tín chiết tối sầm lạnh lùng nói lúc này giọng nói uy nghiêm của trần tùng ân đột nhiên vang lên từ đạo quán hoàng đồng sau khi thầy đi con hãy vì thầy mà trông coi đạo quán này trong ba năm tạ hoàng đồng giật mình trông coi đạo quán trong ba năm điều này có nghĩa là trong ba năm này anh ấy không được dùng vũ lực không được rời khỏi đạo quán tồi tàn này không được báo thù không được đánh nhau rất nhiều thứ không được làm nhưng chúng có thể cứu anh ấy một mạng đây là yêu cầu cuối cùng của thầy giọng của trần tùng ân lại vang lên giọng điệu dịu đi rất nhiều vâng thưa thầy tạ hoàng đồng cắn môi khó khăn gật đầu trầm giọng đáp lại con đã vừa lòng chưa trần tùng ân hỏi trương tín chiết trầm ngâm một chút rồi gật đầu cười nhẹ hoàng đồng là sư đệ của con sư thúc yên tâm sau khi sư thúc đi con sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt ba năm là đủ rồi tốt giọng nói của trần tùng ân vô cùng bình tĩnh ông ta không nhắc lại nữa sau nửa ngày cửa đạo quán bị đẩy ra đường tuấn bước ra ngoài trên người anh vẫn không toát ra khí thức của người thu luyện một chút nào cả hoàn toàn giống như một người bình thường anh bước đến gần tạ hoàng đồng vỗ vai chàng thiếu niên và nói cố lên cậu trai trẻ đừng phụ lòng ông ấy hai mắt tạ hoàng đồng đỏ lên nhất thời không biết nên nói cái gì đường tuấn nhìn trương tín chiết có chút xíu cợt nói tâm đạo trong sáng sạch sẽ khá khen cho một thiên sư đạo. Láo sược, chỗ này là trọng địa của thiên sư đạo tôi, từ lúc nào đến phiên anh châm chọc khiêu khích vậy hả? Ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn đường Tuấn, trương chấn nghiêm giọng quát. Trương Tĩnh Hòa nói, đường Tuấn, yên tử hôm nay không phải là yên tử ngày hôm qua, anh không được phép khinh thường, hãy ăn nói cho cẩn thận. Trương Tín chiết cười nói, chẳng lẽ anh muốn xen vào chuyện nhà của yên tử tôi ư? Đường Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ xem thường, nói Trần Tùng Ân đã dùng hơn nửa đời của mình để canh giữ, ấy thế mà lại là nhà của người khác, dù sao cũng là việc nhà của núi Yên Tử, tôi đương nhiên sẽ không xen vào. Nhưng mà nếu như trong 3 năm này có bất cứ chuyện gì xảy ra với Hoàng Đồng, thì tôi sẽ không ngại phá nát Yên Tử đâu. chương 1278, đừng quên lời hứa của cậu. Anh dám, Trương Trấn cùng nhiều trưởng lão khác tức giận nhau nhau hét ầm lên. Trong khi họ đang nói chuyện, khí tức bừng bừng dồn dập, Gió thổi ngang qua đạo quán, có một tia sấm sét mờ mờ ảo ảo hiện lên giữa bầu trời. Tôi có gì mà không dám?" Đường Tuấn tiến lên một bước. Đùng, 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 khí thế mạnh mẽ bùng lên từ Đường Tuấn, giống như sóng xung kích đánh bay Trương Chấn và toàn bộ các trưởng lão khác. Bảy hoặc tám trưởng lão, bao gồm cả Trương Chấn, một cao thủ của cảnh giới Thần Hải, ấy thế mà ngay cả Đường Tuấn cũng không thèm nhượng bộ lấy một lời. Trương Tĩnh hòa lùi lại vài bước, Bóng dáng Trương Tín Chiết khẽ run lên, vẻ mặt đông cứng. Đồ kém cỏi, Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nhìn thêm, xoay người rời đi. "Thầy ơi." "Trưởng giáo." Sau khi Đường Tuấn rời đi, Trương Tín Hòa và một nhóm trưởng lão nhìn Trương Tín Chiết với vẻ mặt nhăn nhúm khó coi. Trương Tín Chiết thở gấp, rốt cuộc kiềm chế lại, nói tạm thời cứ nhịn anh ta đi. "Đừng quên lời hứa của cậu." Trương Tín Chiết liếc Tạ Hoàng Đồng, nghiêm nghị nói trong lòng tạ hoàng đồng tràn ngập buồn đau, dường như không nghe thấy gì. Trương tín chiết hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn vào trong đạo quán, trong ánh mắt như có lửa đốt, như có thể nhìn thấy đạo sĩ già nua bên trong đã đi đến bên kia sườn dốc cuộc đời. Ông ta hỏi, sư thúc, chùa Ba Vàng, cổ hồng lĩnh, còn có một vài người của thế gia ẩn cư đều đã xuống đến chân núi rồi. Xin hỏi lúc nào thì sư thúc độ kiếp? Một tiếng thở dài phát ra từ bên trong đạo quán, sau đó Trần Tùng Ân nói tối nay. Được, vậy thì, tối nay toàn thể trên dưới núi Yên Tử sẽ cung kính tiễn đưa sư thúc. Trương Tín Chiết kho người nói. Sau khi nói xong, Trương Tín Chiết quay người rời đi cùng với một nhóm trưởng lão của thiên sư đạo. Ngay khi Trương Tín Chiết bước ra khỏi đạo quán, một tên thiếu niên bình thường khô khan như ngói lặng lẽ rơi lệ, đầu tiên là nghẹn ngào, sau đó khóc to hơn, cuối cùng gào khóc như một con giã thú không nhà không cửa. Không có ai khuyên nhủ anh ấy. Trần Tùng Ân chỉ im lặng. Sau đêm nay, ngọn núi Yên Tử khổng lồ này sẽ chỉ còn lại một thanh niên canh giữ đạo quán trống trải này. Thế sự nhân tình chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Trần Tùng Ân hấp hối và sắp độ kiếp là sự kiện lớn nhất trong giới võ đạo Việt Nam trong suốt trăm năm qua. Với tiến trình thay đổi của trời và đất, thiên địa linh khí sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ có càng nhiều võ giả đạt được cực cảnh và càng có nhiều người sẽ đối mặt với sự lựa chọn của cửa ải này. Đó là sống tạm ở thế gian lay lắt chút hơi tàn thêm vài năm hay hăng hái quyết đấu một phen, bước vào cảnh giới tu hành đắc đạo, từ nay trở về sau biển rộng trời cao minh mông. Ngay cả một võ giả cực cảnh cũng sẽ bàng hoàng và lo sợ khi đứng trước sự chọn lựa này. Nhưng bây giờ, Trần Tùng N đã lựa chọn độ kiếp, giống như người đầu tiên làm nên chuyện, dù thất bại hay thành công, ông ta sẽ soi đường chỉ lối cho thế hệ mai sau. chương 1279, người nên tới cũng đều đến cả rồi. Huyền Ninh Tử của Cổ Hồng Lĩnh và Hòa Thượng Mộ Năng của Chùa Ba Vàng, hai người này là hai vị cường giả trí tôn của các đại môn phái cổ xưa. Xét về thực lực, họ không hề kém cạnh Trần Tùng Ân, hơn nữa hai người đều trẻ tuổi hơn ông ta. Tất nhiên, so với Trần Tùng Ân thì hai người kia cũng chỉ là tương đối trẻ hơn mà thôi, bởi vì bất luận là Huyền Ninh Tử hay là Mộ Năng, hai người này đều đã gần 90 tuổi, hơn phân nửa cơ thể đã bước vào hoàng thổ rồi. Trên một vách đá lưng chừng núi Yên Tử, một tảng đá nhô ra khỏi núi giữa không trung. Đứng trên mỏm đá nhìn xuống có thể thấy hơn phân nửa thảm rừng mút ngàn, nguy nga và hùng vĩ của núi Yên Tử. Đường Tuấn và Tạ Hoàng Đồng đứng trên vách núi đá, gió núi giết từng cơn thổi bay phần phật quần áo của hai người. Nếu là một tên nhát cái đứng ở đây, chắc hẳn đôi chân của người đó sớm đã mềm nhũn đến nỗi loạn trọng không thể đứng vững được rồi. Vì vậy, dốc đá này còn được gọi là dốc đá thử lòng can đảm. Phía sau hai người, rất nhiều đệ tử Thiên sư đạo của núi Yên Tử đang trầm giọng bàn tán, bọn họ nhìn Tạ Hoàng Đồng với vẻ xấu xa và chế nhạo. Nhưng khi tầm nhìn của họ rơi vào Đường Tuấn, ánh mắt đó biến thành sự kính trọng và sợ hãi. Tin tức về việc Đường Tuấn trèo lên Yên Tử đã đến tai của những đệ tử này rồi, cho dù những đệ tử Thiên sư đạo này kiêu ngạo và ngu dốt đến đâu, họ cũng không dám xuồng xã quá mức đối với Đường Tuấn. Sắc mặt Tạ Hoàng Đồng rất đối bình thản, không hề có gì bất thường chỉ là da thịt căng cứng dưới lớp đạo bào rộng thùng thình cho thấy nội tâm của anh ấy bây giờ không hề bình yên. Người nên tới cũng đều đến cả rồi, đường Tuấn nhìn về phía nửa còn lại của sườn núi Yên Tử. Vào lúc này, Huyền Ninh Tử, Ngộ Năng và những bậc lão làng trong giới võ thuật khác đang tụ tập trong một đạo quán ở lưng chừng núi, Trương Tín Chiết và Trương Tĩnh Hòa phụ trách thiết đái. Vốn dĩ với thân phận của mình, đường Tuấn cũng có tư cách tiến vào đạo quán kia, nhưng Trương Tín Chiết và đám người núi Yên Tử dường như đã cố tình lờ anh đi, không có ý định mời anh tham dự. Tất nhiên, lúc này có không ít người ở xa vây xem sự kiện độ kiếp của Trần Tùng N, ngoài ra còn có nhiều người bị núi Yên Tử chặn lại ở dưới chân núi. Những người đáng lẽ không nên đến cũng đã tới rồi. Đường Tuấn nhìn bầu trời cao vời vợi, hơi nheo mắt, giọng điệu có chút lạnh lùng. Bên trong đạo quán ở lưng chừng núi, Trương Tín Chiết đang tươi cười trò chuyện với Huyền Ninh Tử và những người khác nụ cười chân thành không chút giả tạo. Các vị, tối nay Trần Sư Thúc sẽ tiến hành độ kiếp. Đạo quán này là vị trí quan sát tốt nhất, các vị cứ yên tâm mà đợi ở đây. Trương Tín Chiết ngồi ở vị trí cao nhất, vừa nhâm nhi chén trà, vừa cười ha hả nói. Một lão đạo nhân mặc đạo bào khẽ cao mày nói, Trương Tín Chiết, nói thế nào thì Trần Tùng Ân cũng là sư thúc của ông. Mấy năm qua núi Yên Tử có thể bình an vô sự cũng không thể không kể tới công lao của ông ta ông làm ra vẻ ta đây như vậy có hơi quá đáng rồi đấy. Vị đạo nhân này là huyền ninh tử của cổ hồng lĩnh, sâu tóc bạc phơ vì tuổi già, da mặt khô như vỏ cây nhưng lại tràn đầy sức sống, âm thanh khi nói chuyện vang vọng như tiếng chuông lớn, căng tràn khí thế. Nụ cười của Trương Tín Chiết đột nhiên cứng lại, trong mắt hiện lên một chút không hài lòng. Nhưng một lúc sau, trên mặt ông ta lại nở nụ cười, nói tôi trước nay chưa từng dám quên công lao của Trần Sư Thúc đối với núi Yên Tử nhưng sự kiện độ kiếp ngày hôm nay của Trần Sư Thúc là việc vui mừng trọng đại nhất đối với toàn thể trên dưới núi Yên Tử chúng tôi, bất kể thành công hay thất bại, Trần Sư Thúc sẽ mãi mãi sống trong trái tim của chúng tôi. Tên của ông ấy sẽ vĩnh viễn lưu lại trong từ đường của Thiên Sư Đạo. Đạo Đức Giả, Huyền Ninh Tử hư lạnh một tiếng, nhưng không nói tiếp. Trường 1280, hy vọng sẽ không gặp lại ba người đó. Trương Tín Chiết dường như không nghe thấy, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói bây giờ những thay đổi lớn cũng đã xảy ra rồi trần sư thúc chọn lựa như thế này đều là vì mưu cầu phúc lợi cho giới võ đạo đặt nền móng cho tiền lệ trăm năm trước đây chưa từng có chúng tôi muốn chăm chỉ cảm ngộ xin đừng khiến những hao tâm tổn trí của sư thúc tôi bị lãng phí nói hay lắm một vị hòa thượng già gật đầu và nói trương chân nhân nói không sai những thay đổi trọng đại đã xảy ra hiện tượng dị thường cũng liên tiếp phát sinh Trần chân nhân lựa chọn như vậy quả thực là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo. Vị hòa thượng già có khuôn mặt cổ quái và kém cỏi, khí chất của một bậc bề trên trong thế gian đã bộc lộ hết. Ông ta là hòa thượng ngộ năng của chùa Ba Vàng. Chỉ là lúc này trên gương mặt già cỗi và vùng về của ngộ năng đã hiện lên thêm hai vết móng vuốt, làm tổn hại không nhỏ đến hình tượng cao nhân phong độ người người của ông ta. Ngộ năng, hai vết móng vuốt trên gương mặt ông là do chuyện gì vậy? Huyền Ninh Tử nhìn ngộ năng khàn giọng hỏi. Ngộ năng là cường giả đã đạt tới cực cảnh, tu vi có một không hai trong thiên hạ, ấy thế mà lại có người có khả năng để lại hai vết móng vuốt trên mặt của ông ta, tu vi của đối phương nhất định rất cao cường. Huyền Ninh Tử tự nghĩ chỉ ít bản thân ông ta cũng không địch lại được kẻ đó. Trong lòng Trương Tín Chiết cũng có nghi hoặc như vậy, đợi chờ câu trả lời của ngộ năng. Ngộ năng thở dài nói, thật xấu hổ, mới mấy ngày trước, chùa ba vàng của tôi bị ba cường giả cực cảnh tập kích, ngay cả lão tăng cũng suýt nữa chết trong tay bọn họ ba vị cường giả cực cảnh ư Quyền Ninh Tử và Trương Tín chiết đồng thanh thảng thốt cho dù trời đất bây giờ có đại biến cường giả cực cảnh vẫn là mạnh nhất giống như núi yên tử hai phái lớn chùa Ba Vàng và cổ Hồng Lĩnh có thể có một vị cường giả cực cảnh chấn giữ đã được xem là rất khá rồi thế mà lại có tận ba cường giả cực cảnh cùng lúc xuất hiện đội hình này đủ sức lật đổ ba phái cổ võ của bọn họ vẻ mặt ngộ năng cứng đờ lấy ra ba tấm hình, rồi nói các ông cần phải cẩn thận. Nếu ba người kia không có ý định hại người, e rằng bây giờ Lão Tăng đã không thể ngồi ở đây được rồi. Trương Tín Chiết mở ba bức tranh ra, có ba người đàn ông cường tráng trên cuộn tranh, một người đàn ông vạm vỡ có mái tóc trắng như tuyết, một người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen và người cuối cùng mặc bộ đồ màu bạc. Ba người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Ngân Thiên, Hắc Mễ và Tuyết Hầu, ba con yêu thú biến hình đã bị đường Tuấn thu phục. Huyền Linh Tử nói, Ngộ năng hòa thượng có thể lấy một trọi ba, thực lực thật sự rất đáng nể trọng. Trương Tín Chiết cũng tiếp lời, mộ năng hòa thượng quả không hổ là đệ nhất cao thủ của chùa Ba Vàng. Khóe miệng mộ năng giật giật, vết thương của ông ta không phải là vì bị ba người bao vây, mà là đấu không lại trận chiến một trọi một. Chỉ là hiện tại câu nói này có chút không thích hợp, cho nên mộ năng dứt khoát im lặng không nói gì. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1281, sư thúc, không trách tôi được. Trăng sáng rực cả một vùng trời, ánh trăng chiếu như thác nước đổ xuống mặt đất. Nhưng vào lúc này, một đám mây dày đặc tối sầm trên đỉnh núi Yên Tử, khiến cho cả bầu trời dường như cũng trở nên tối tăm, đổ bóng tối lớn lên núi Yên Tử. Bên ngoài núi Yên Tử, ánh trăng vẫn sáng như vậy, một bóng người từ từ bay lên từ góc núi Yên Tử, sau đó chắp tay đứng giữa không trung một mình đối mặt với đám mây rông bao trùm rất bi tráng và đơn độc. Cảnh tượng này vô cùng cổ quái và kỳ dị, khiến cho người ta có một cảm giác không chân thực, dường như họ đang ở trong chuyện thần thoại vậy. Trương Tín Chiết đưa ngộ năng và nhóm người của huyền ninh tử ra khỏi đạo quán thì vừa hay nhìn thấy cảnh này. Nếu hôm nay Trần Lão Đạo không chết, thì Yên Tử sẽ trở nên hưng thịnh. Huyền Ninh Tử vuốt sâu cảm thán. Thiện tai, ngộ năng hòa thượng cho rằng đó là điều đương nhiên. Trương Tín Chiết nghe thấy vậy, sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt lóe lên. Yên tử hưng thịnh, nhưng yên tử lúc đó không phải là yên tử của nhà họ Trương. Nếu đúng như vậy thì không hưng thịnh cũng đành chịu. Sư thúc, không trách tôi được, Trương Tín Chiết mắt nhắm mắt mở nhìn không chút do dự. Theo ghi chép trong cổ thư, một kiếp tiên nhân có 9 trận lôi đình, cứ qua trận này thì đến trận khác, uy lực của mỗi trận dường như mạnh gấp đôi trận trước. Với thực lực của Trần Lão Đạo, không biết có thể độ qua được bao nhiêu trận. Huyền Ninh Tử nói với vẻ mặt chăm chú. Trận thứ năm, nhiều nhất là trận thứ sáu. Ngộ Năng hòa thượng trầm giọng nói. Huyền Ninh Tử gật đầu đồng ý. Huyền Ninh Tử, Ngộ Năng và Trần Tùng Ân đều có thể coi là bạn cũ, họ biết rất rõ thực lực của nhau. Vậy tên Long Vương kia đâu? Không biết nó có thể trải qua được chín đạo lôi đình để thành tiên hay không? Huyền Ninh Tử đột nhiên hỏi. Ngộ Năng không nói gì. Năm đó. Tu vi của Long Vương mạnh nhất trong giới, thực lực của một mình Long Vương có thể trấn áp giới võ đạo của Việt Nam trong suốt 20 năm. Đến giờ đã 20 năm trôi qua, thực lực của Long Vương có lẽ đã vượt qua bọn họ rất nhiều, bọn họ cũng không đoán chính xác được. Nếu đã không dám đối mặt với Long Vương, muốn tới cũng không nắm chắc phần thắng được. Hôm nay có Trần Lão đạo đi trước, lại có cả trời đất khôi phục, chúng ta chưa hẳn là không có khả năng đuổi kịp họ." Huyền Ninh Tử nói. Ngộ Nam gật đầu nói, thiện tai. Những ngôi cổ phái này đã bật vô âm tín khá lâu, cùng lúc đó họ cũng đang háo hức chờ đợi một cơ hội. Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, bởi vì lúc này trận lôi đình đầu tiên đã giáng xuống. ầm, um, một tia sấm sét nổ ra từ trong đám mây rông, giống như một cây giáo điện, mang theo sức mạnh to lớn và tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bầu trời tối sầm ở núi Yên Tử được chiếu sáng bởi tia sét, dường như trong nháy mắt tia xét suýt đã đánh chúng lên người Trần Tùng Ân. Trong tích tắc, ánh sáng đạt đến cực độ, bao phủ cả người của Trần Tùng Ân. Thầy Trương, tạ Hoàng Đồng nhìn cảnh tượng trên bầu trời, tay siết chặt và la lớn thất thanh. Trương 1282 Trần Tùng Ân học được nó ở đâu vậy chứ? Lúc này, tinh thần của Đường Tuấn cũng bị ảnh hưởng không ít, anh lo lắng nhìn những tia sét trên bầu trời. Một lúc sau, tia sét dần tan biến, bóng dáng của Trần Tùng N bắt đầu hiện ra. Lão đạo sĩ này vô cùng hăm hở, chẳng những không có chút bối rối nào, mà ngược lại tinh thần càng lúc càng phấn chấn hơn. Đạo bào vẫn bay trong không chung, lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn tiếng nói tôi là người đầu tiên trong cõi trăm năm nay, hãy nhìn cho kỹ đây. Lôi đạo đầu tiên đương nhiên không thể làm cho Trần Tùng Ân bị thương được. Ẩm, uhm, dường như ông trời nghe được những lời khiêu khích của Trần Tùng Ân, tiên lôi đạo thứ hai được giáng xuống tia lôi đạo này này mạnh hơn, mang theo một luồng khí hủy diệt. Lôi đạo đến, đối mặt với trận lôi đình thứ hai, Trần Tùng No chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Ông ta đưa tay ra nắm lấy sấm sét khiến cho mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, tia sét đó đã bị Trần Tùng ân nghiền nát, hóa thành ánh điện và tan biến trên bầu trời. Kỹ thuật ngự lôi của Thiên Sư Đạo. Trương chân nhân, chẳng phải kỹ thuật ngự lôi của Thiên Sư Đạo ông không truyền ra ngoài hay sao? tôi không biết thủ đoạn ngự lôi khống lôi của trần lão đạo cao minh hơn của ông bao nhiêu lần tôi thấy núi yên tử nên đổi họ dần đi là vừa huyền ninh tử cười chế nhạo và nói với trương tín chiết sắc mặt trương tín chiết đột nhiên trở nên tái nhợt lửa giận trong lòng bùng nổ làm sao ông ta lại biết được kỹ thuật ngự lôi bản lĩnh này còn cao cường hơn nhiều lần so với những gì mà thiên sư đạo truyền lại trần tùng ân học được nó ở đâu vậy chứ ở lưng chừng núi đường tuấn khẽ gật đầu Trần Tùng N quả nhiên tư chất phi thường, kỹ thuật ngự lôi này ông ta đã được Đường Tuấn truyền cho lúc hai người luận đạo với nhau. Kỹ thuật ngự lôi này là do Đường Tuấn có được từ trốn bồng lai tiên cảnh, đương nhiên nó không thể so sánh với kỹ thuật chưa hoàn thiện của núi Yên Tử được. Trận lôi đình thứ ba giáng xuống, Trần Tùng Ân vẫn dùng tay để nắm lấy, chỉ là đạo bào của ông ta đã bị lôi điện đốt cháy mất một phần lớn. Khi trận lôi đình thứ tư giáng xuống, cánh tay của Trần Tùng Ân bắt đầu xuất hiện một vài vết thương, Máu chảy xuống dọc núi Yên Tử. Trận lôi đình thứ năm giáng xuống, tất cả bộ phận khác trên cơ thể của Trần Tùng Ân cũng bắt đầu bị thương, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả đạo bào của ông ta. Nhưng khí tức của lão đạo nhân này càng lúc càng mạnh mẽ hơn, dưới tà chiếc đạo bào cũ, một loạt tia sấm sét luồn qua da thịt, trông như một con rắn điện điên cuồng. Ngộ năng, lần này e rằng ông đã tính toán sai lầm rồi. Trần lão đạo quả nhiên biết kỹ thuật ngự lôi sợ rằng sẽ có thêm trận lôi đình thứ sáu nữa huyền ninh tử cười nói ngộ năng im lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của trần tùng ân ông ta chỉ còn sống thêm được vài năm nữa sớm muộn gì cũng sẽ trải qua tai họa của trần tùng ân kinh nghiệm của trần tùng ân hôm nay cũng là kinh nghiệm sau này cho ông ta đây là kinh nghiệm duy nhất trong giới không dễ gì bỏ lỡ ầm uhm, trận lôi đình thứ sáu giáng xuống cánh tay của trần tùng ân chảy đầy máu đã không có cách nào để dừng được máu chảy đôi tay nhuốm đầy máu liên tục cử động, hàng chục rào cản nguyên khí xuất hiện trên đầu ông ta. chương 1283, trưởng giáo chân nhân, không được sao. Dù gì thì việc độ kiếp của Trần Tùng Ân cũng không phải chuyện bình thường, tuy rằng Long Đại Vương luôn coi thường Trần Tùng Ân, nhưng Long Đại Vương của Nghịch Luân nhất định phải có hành động thích hợp, vậy nên Minh Thanh mới tới đây. Chỉ là thực lực của cô ta không đủ mạnh, nên không được Trương Tín Chiết mời đến đạo quán này. Anh ta là Vương Khải, nghe nói vương khải là người quản lý việc sát phạt ở heaven phương tây thực lực của hắn chỉ đứng sau crimson blade nghe nói vương khải có huyết thống của ma cà rồng không biết là thật hay không cùng với tiếng quát dịu dàng của minh thanh cả dãy núi từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn mọi tập trung vào vương khải có người kinh ngạc cũng có người sợ hãi hiển nhiên thực lực của vương khải trước mặt này vô cùng kinh khủng kha kha phương đông không có thần tiên tôi muốn đến thì đến ai có thể ngăn cản được tôi. Lòng đại vương cũng bị heaven của tôi làm cho trọng thương, các người chỉ có thể dựa vào những thứ rác rưởi này thôi sao. Vương Khải lạnh lùng liếc Minh Thanh một cái, không ngừng mỉa mai nói. Nước da của Minh Thanh trắng sáng, tuy rằng thực lực của cô ta đã tiến bộ không ít, nhưng so với Vương Khải thì cô ta vẫn kém hơn rất nhiều. Mặc dù Vương Khải không thèm trực tiếp ra tay với cô ta, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong lời nói của anh ta khiến Minh Thanh cảm thấy rất khó chịu, toàn thân như sụp đổ cô ta cũng không nói thêm được gì nữa nói đến đây minh thanh bị ép buộc phải rút lui rồi vẻ mặt của vương khải lại càng thêm kiêu ngạo anh ta nhìn trần tùng ân với ánh mắt đầy tham lam nhếch miệng cười nói lần này đến thật đúng lúc nếu tôi ăn tươi nuốt sống món ăn đẫm máu này huyết thống của tôi nhất định sẽ có thể tiến thêm một bước rồi trần tùng ân lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi ông ta dường như không để ý những chuyện xảy ra bên ngoài điều này khiến cho vương khải có cơ hội tiến đến trương tín chiết hóa ra trần tùng ân vẫn còn sống lại còn là sư thúc của ông núi yên tử của ông định thấy chết mà không cứu sao huyền ninh tử nhìn thấy vậy lập tức quay sang nói với trương tín chiết sắc mặt trương tín chiết hơi thay đổi trương tín chiết cũng có nghe nói thực lực của vương khải mạnh hơn ông ta một chút hơn nữa trần tùng ân đã độ kiếp thập tử nhất sinh ông ta đã là một người đã chết rồi đứng ra bênh vực cho người chết liệu có đáng hay không hơn nữa nếu trần tùng n, -n chết như vậy dù gì vẫn có thể coi là hoàn thành tâm nguyện rồi. Trưởng giáo chân nhân, không được sao, trương trấn và trưởng lão của núi yên tử lên tiếng. Không đáng, Trần Tùng Ân là người đã chết, không xứng đáng để trưởng giáo ra tay. Trương tín Chiết do dự, đột nhiên hai mắt ông ta sáng lên, vẻ mặt lưỡng lự biến mất, ông ta nói, Trần Sư Thúc là người của núi yên tử, là Sư Thúc của tôi, tôi phải đi cứu ông ta. Nói xong, Trương Tín Chiết quyết định rời đi. Này! đám người trương chấn không hiểu chuyện gì. Trưởng giáo chân nhân không phải sớm đã biết Trần Tùng Ân đã chết sao, tại sao bây giờ lại chủ động cứu ông ta? chương 1284Y, ông không xứng đáng chất vấn tôi. Áo choàng màu đỏ như máu của anh ta đột nhiên phồng lên, bay lên không chung theo gió, hóa thành một đám mây đỏ như màu máu bao phủ lấy Trương Tín Chiết. Trương Tín Chiết trong tay cầm kiếm pháp ngũ hành, ngũ đạo thuật pháp kết hợp lại thành một thanh kiếm, kiếm khí hào hùng, nhưng ngay khi kiếm khí chạm vào áo choàng đỏ như màu máu đột nhiên như một con bò dính phải bãi bùn lầy không thể có bất kỳ phản ứng nào được không ổn rồi sắc mặt của trương tín chiết đột nhiên thay đổi ông ta vừa định lui về phía sau thì vương khải đã tiến đến trước mặt ông ta đập một phát giống như sóng gió ập vào bờ trương tín chiết lùi lại trên khóe miệng có vết máu ông ta lảo đảo nhìn trần tùng ân với vẻ mặt buồn bực đau lòng nói sư thúc con vô dụng bất tài không thể bảo vệ sư thúc. Núi Yên Tử thật là mỗi thế hệ mỗi kém đi, đường đường là trưởng giáo chân nhân, đến một trưởng của tôi cũng chống đỡ được. Vương Khải cười khẩy, châm chọc nói. Vô liêm sỉ, trương chân nhân của các ông thật đúng là vô liêm sỉ. Huyền Ninh Tử nhìn trương tín triết đầy chế nhạo, mượn dao giết người, đến sư thúc của mình cũng không tha, ấy vậy mà bản thân còn có thể mang danh đại trượng nghĩa. Thật không hổ danh là chân nhân, ha ha ha. Trương Tín chiết bước lên không trung, trong tay cầm kiếm phép ngũ hành, chiêu thức này đối với người ngoài vô cùng mạnh, đặc biệt là khi ông ta đỡ được chiêu thức của Vương Khải cho sư thúc của mình. Tuy nhiên ông ta cũng bị trọng thương, điều này cũng cho thấy sự oai liệt và khí phách dũng cảm của chân nhân núi Yên Tử. Còn về chuyện thắng thua, trước một đối thủ mạnh như Vương Khải, nếu có thua thì cũng là điều bình thường, không ai trách cứ chuyện đó. Nhưng cũng không thể che giấu được tất cả mọi người ở đây. Huyền Ninh Tử và Ngộ Năng đều là cường giả cực cảnh, họ biết rõ ở núi Yên Tử Trương Tín Chiết sở hữu sức mạnh như thế nào, chỉ ít thì ông ta sẽ không bao giờ để thua kém bọn họ chứ đừng nói là thua Vương Khải sau chỉ một chiêu. Tâm tư của Trương Tín Chiết bọn họ đều hiểu rõ. Trần Tùng Ân đã đạt được thân xác hóa thánh, nói không chừng ông ta thực sự có thể trở thành thần tiên đầu tiên ở vùng đất này sau nghìn năm. Trương Tín Chiết tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra, cho dù đối phương có là sư thúc của ông ta hay là người đã bảo vệ núi yên tử cả mấy chục năm cũng không được. Ngộ năng là một hòa thượng, mà hòa thượng thì không nói về việc đúng sai của người khác. Nhưng huyền ninh tử cho rằng Trần Tùng Ân không xứng đáng nên mới nói ra những điều khó nghe này. Vốn dĩ hai trưởng lão của núi Yên Tử và Trương Tĩnh Hòa đều chẳng hay biết gì, cuối cùng đến lúc này bọn họ cũng đã hiểu được dụng ý thâm sâu của Trương Tiến Chiết. Vẻ mặt của họ bỗng thay đổi mấy lần, cuối cùng Trương Trấn mới đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt huyền ninh tử hỏi, huyền ninh tử, ông vu khống cho trưởng giáo chân nhân của tôi. Ông muốn hủy hoại danh tiếng của núi yên tử sao? Huyền ninh tử liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói, ông không xứng đáng chất vấn tôi. Vừa dứt lời, ông ta hất nhẹ tà áo choàng đánh bay trương chấn ra và lao vào đạo quán từ phía sau. Huyền ninh tử cũng không định đi gặp các trưởng lão của núi yên tử đang vô cùng tức giật. Ông ta nhìn trương tín chiết trên không trung, hài hước nói Trương chân Nhân quả đúng là mưu tính rất giỏi. Cổ hồng lĩnh tôi không phục đạo chính thống của núi Yên Tử, ấy vậy mà hôm nay tôi lại phải bái phục ông như vậy, thật là xấu hổ. Lời nói của huyền ninh tử không hề nhẹ nhàng mà vang vọng khắp núi Yên Tử, gây chấn động lòng người. Mọi người nhìn sắc mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên phấn chấn trở lại, một số người khinh thường, một số người nghi ngờ, một số người thì lại đến chờ xem kịch hay thân là một người có liên quan nhưng lại bị người khác vạch trần những tính toán đen tối, vẻ mặt Trương Tín Chiết vô cùng khó coi. Cảm giác xấu hổ và tức giận tràn ngập trong lồng ngực ông ta, nhưng không thể nào chút bỏ ra ngoài. Trương 1285 những lời lẽ đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Trương Tín Chiết, ông là đồ khốn. Đúng lúc này, một đạo sĩ trẻ tuổi đứng trên tảng đá ở lưng chừng núi, chỉ tay vào Trương chân Nhân và không ngừng chửi rủa mọi người đều nhận ra vị đạo sĩ trẻ tuổi đó chính là đệ tử duy nhất của Trần Tùng Ân, Tạ Hoàng Đồng. Tạ Hoàng Đồng, anh không được phép lăng mạ xúc phạm trưởng giáo của núi Yên Tử được. Hai mắt trương tính hòa sáng lên, anh ta đã đạt tới cảnh giới cấp thân, đạp lên không chung sau đó đáp xuống tảng đá giữa sườn núi, lạnh lùng nói núi Yên Tử không có loại đệ tử như anh. Đường Tuấn khẽ thở dài, chuẩn bị rời khỏi tảng đá. Đường Tuấn, đây là chuyện của núi Yên Tử, anh không thể nhúng tay vào. Trương Tĩnh Hòa chặn ngang trước mặt Đường Tuấn, nghiêm nghị nói. Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng đẩy qua khoảng không, một luồng sức mạnh vô hình liền đẩy Trương Tĩnh Hòa ra, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn anh ta, bước thẳng lên không trung và nói vọng xuống, anh đã không còn là đối thủ của tôi nữa, đối thủ của anh là anh ấy. Trương Tĩnh Hòa ngây người, nhưng lập tức anh ta hiểu Đường Tuấn đang nói đến ai, trong lòng không khỏi chế nhạo, anh ta nói thầm, tuy rằng tôi gọi tả Hoàng Đồng là sư thúc, nhưng anh ấy làm sao có thể xứng làm đối thủ của tôi? Tuy rằng anh ấy được chính Trần Tùng N, N. N. truyền dạy đạo thuật, nhưng những gì tôi học được mới là thiên sư đạo chính thống. Tôi tu đạo hơn anh ấy gần 20 năm, anh ấy sao có thể là đối thủ của tôi được, anh đánh giá cao anh ấy quá rồi. Trong lòng nghĩ tới đây, Trương Tĩnh Hòa nhìn về phía tạ hoàng đồng, lắc đầu nói: "Tiểu sư thúc." Ha ha. Những lời lẽ đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Đối mặt với Trương Tĩnh Hòa, Tạ Hoàng Đồng thậm chí còn không nghĩ đến điều đó, anh ấy ngẩng đầu lên là một đạo thuật pháp ập đến. Anh ấy còn dám ra tay với tôi, Trương Tĩnh Hòa nghiêm nghị nói, giọng điệu đầy sự tức giận. Tạ Hoàng Đồng im lặng không nói gì, nhưng đạo pháp mà anh ấy đang thi triển thì càng ngày càng mạnh. Đường Tuấn bước lên không chung, dường như ngay lập tức đã đến trước mặt Trương Tín Chiết và Vương Khải. Mặc dù Trương Tĩnh Hòa hơn Tạ Hoàng Đồng một cảnh giới, nhưng đạo tâm của người sau thuần khiết hơn và không có toàn tính thắng thua. Hơn nữa, Tạ Hoàng Đồng đã phải chịu đựng lâu như vậy, anh ấy cũng cần có nơi để chút bỏ. Đường Tuấn, chuyện này là chuyện của núi yên tử, anh đừng xen vào. Trương Tín Chiết nhìn Đường Tuấn đang đến gần, lập tức nghiêm giọng ra lệnh. Tuy nhiên khi ông ta vừa dứt lời, Đường Tuấn đã dứt khoát nói ngay cút đi. Giọng nói như có tác động vô hình tấn công vào cơ thể của Trương Tín Chiết khiến cho ông ta phải lùi lại vài bước. Trương Tín Chiết xấu hổ và muốn phản kháng, nhưng có một uy lực mạnh mẽ đang tác động lên người ông ta, khiến ông ta lại rơi xuống, cuối cùng ông ta đành phải đáp xuống núi Yên Tử. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Trần Tùng Ân, lúc này Trần Tùng Ân đang trong trạng thái ngộ đạo, không hề để ý một chút nào đến thế giới bên ngoài. Lôi vân trên bầu trời đã đến giai đoạn cuối cùng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông ta và Vương Khải càng đến gần, lôi vân sẽ càng lớn hơn gấp nhiều lần. Audio điện tử võ tấn bền chương 1286 Này tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi Này, tiểu quỷ, lúc trước khi tôi lưu lạc khắp phương Tây Cậu còn chưa ra đời nữa đấy Năm đó Long Đại Vương chấn giữ Việt Nam E rằng các cậu đều đã quên hết huyết thống của tôi lớn mạnh như thế nào Hôm nay tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho cậu thấy Vương Khải nở một nụ cười ẩn ý Anh ta đưa tay ra Áo choàng đột nhiên biến thành một đám mây tròn màu đỏ như máu, so với lúc trước còn lớn hơn gấp mấy lần bóng dáng vương khải biến mất trong đám mây màu đỏ như máu một giọng nói lạnh lùng vang đến đây là áo choàng trí bảo huyết vân của phương tây năm đó khi đại chiến với phương đông tấm áo choàng này không biết đã bị nhuốm máu của bao nhiêu tu luyện giả đến hôm nay thì thêm cả cậu nữa sắc mặt của huyền ninh tử và những người khác bên dưới đột nhiên thay đổi bọn họ hiển nhiên đã từng nghe nói đến áo choàng trí bảo huyết vân này Áo choàng chí bảo huyết vân là một trong ngũ đại thánh khí của phương Tây. Dù ở chỉ xếp cuối cùng nhưng nó vẫn có sức mạnh khủng khiếp. Tương truyền rằng trong cuộc chiến tranh phương Đông với phương Tây, một cao thủ của huyết tộc đã sử dụng chiếc áo choàng này để phá hủy cả một thị trấn. Đó là một vũ khí nhuốm máu. Huyền Ninh Tử nghiêm nghị nói, Vương Khải đã đạt tới tu vi cực cảnh nhiều năm rồi, lại có trợ giúp của áo choàng huyết vân, e rằng không dễ gì đối phó. Ngay khi giọng nói của Vương Khải vang lên, đám mây màu máu trên bầu trời đột nhiên co rút lại, trận mưa máu bắn về phía anh như những mũi tên, từng giọt từng giọt bắn với tốc độ đáng sợ. Không khí bị đốt cháy, tỏa ra một màn sương mù trắng xóa, những hạt mưa này có một khả năng ăn mòn khủng khiếp. Đường Tuấn nằm yên bất động, để cho mưa máu bắn vào người. Cơn mưa máu tuy rằng rất mạnh, nhưng dường như cách người anh 5 mét đã bị mất đi sức mạnh, chỉ như những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống. Đường Tuấn khẽ trao mày chiếc áo choàng chi bảo huyết vân này dường như không có sức mạnh như những lời trong truyền thuyết. Này tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi, đúng lúc này, giọng nói đắc thắng của Vương Khải vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ thấy bóng dáng của Vương Khải hiện ra từ trong những đám mây màu máu, anh ta đang cầm một cây trượng dài màu máu trong tay, khi anh ta di chuyển thắt lưng của mình, cây trượng bắn ra và nhắm tới mục tiêu là lôi vân trên đầu Trần Tùng Ân. Ngay từ đầu, anh ta không định chiến đấu với Đường Tuấn, mà là đến để phá hỏng việc tu hành của Trần Tùng Ân. Trương Tín chiết bước lên không chung, trong tay cầm kiếm phép ngũ hành, chiêu thức này đối với người ngoài vô cùng mạnh, đặc biệt là khi ông ta đỡ được chiêu thức của Vương Khải cho sư thúc của mình. Tuy nhiên ông ta cũng bị trọng thương, điều này cũng cho thấy sự oai liệt và khí phách dũng cảm của chân nhân núi Yên Tử. Còn về chuyện thắng thua, trước một đối thủ mạnh như Vương Khải, nếu có thua thì cũng là điều bình thường, không ai trách cứ chuyện đó nhưng cũng không thể che giấu được tất cả mọi người ở đây. Huyền Ninh Tử và Ngộ Năng đều là cường giả cực cảnh, họ biết rõ ở núi Yên Tử Trương Tín chiết sở hữu sức mạnh như thế nào, chỉ ít thì ông ta sẽ không bao giờ để thua kém bọn họ chứ đừng nói là thua Vương Khải sau chỉ một chiêu. Tâm tư của Trương Tín chiết bọn họ đều hiểu rõ. Trần Tùng Ân đã đạt được thân xác hóa thánh, nói không chừng ông ta thực sự có thể trở thành thần tiên đầu tiên ở vùng đất này sau nghìn năm. Trương Tín chiết tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra, cho dù đối phương có là sư thúc của ông ta hay là người đã bảo vệ núi Yên Tử cả mấy chục năm cũng không được. Ngộ năng là một hòa thượng, mà hòa thượng thì không nói về việc đúng sai của người khác. Nhưng Huyền Ninh Tử cho rằng Trần Tùng Ân không xứng đáng nên mới nói ra những điều khó nghe này. Chương 1287, đi chết đi. Giọng nói như có tác động vô hình tấn công vào cơ thể của Trương Tín Chiết khiến cho ông ta phải lùi lại vài bước. Trương Tín Chiết xấu hổ và muốn phản kháng nhưng có một uy lực mạnh mẽ đang tác động lên người ông ta, khiến ông ta lại rơi xuống, cuối cùng ông ta đành phải đáp xuống núi Yên Tử. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Trần Tùng Ân, lúc này Trần Tùng Ân đang trong trạng thái ngộ đạo, không hề để ý một chút nào đến thế giới bên ngoài. Lôi vân trên bầu trời đã đến giai đoạn cuối cùng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông ta và Vương Khải càng đến gần, lôi vân sẽ càng lớn hơn gấp nhiều lần. Cậu là đạo thể của Phương Đông à? vương khải nhìn đường tuấn đầy hứng thú cười hỏi ánh mắt anh ta đầy vẻ khiêu khích và có chút tham lam nói quả nhiên nổi tiếng ngang với thánh linh thể phương tây của tôi tôi muốn nuốt chừng nó nói tới đây vương khải nuốt nước miếng như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh đường tuấn nheo mày lạnh lùng nói đi chết đi này tiểu quỷ lúc trước khi tôi lưu lạc khắp phương tây cậu còn chưa ra đời nữa đấy năm đó long đại vương chấn giữ việt nam e rằng các cậu đều đã quên hết huyết thống của tôi lớn mạnh như thế nào hôm nay tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho cậu thấy vương khải nở một nụ cười ẩn ý anh ta đưa tay ra áo choàng đột nhiên biến thành một đám mây tròn màu đỏ như máu so với lúc trước còn lớn hơn gấp mấy lần bóng dáng vương khải biến mất trong đám mây màu đỏ như máu một giọng nói lạnh lùng vang đến đây là áo choàng trí bảo huyết vân của phương tây năm đó khi đại chiến với phương đông Tấm áo choàng này không biết đã bị nhuốm máu của bao nhiêu tu luyện giả. Đến hôm nay thì thêm cả cậu nữa. Sắc mặt của Huyền Ninh Tử và những người khác bên dưới đột nhiên thay đổi, bọn họ hiển nhiên đã từng nghe nói đến áo choàng trí bảo huyết vân này. Áo choàng chí bảo huyết vân là một trong ngũ đại thánh khí của phương Tây. Dù ở chỉ xếp cuối cùng nhưng nó vẫn có sức mạnh khủng khiếp. Tương truyền rằng trong cuộc chiến tranh phương Đông với phương Tây, một cao thủ của huyết tộc đã sử dụng chiếc áo choàng này để phá hủy cả một thị trấn đó là một vũ khí nhuốm máu. Huyền Ninh Tử nghiêm nghị nói, Vương Khải đã đạt tới tu vi cực cảnh nhiều năm rồi, lại có trợ giúp của áo choàng huyết vân, e rằng không dễ gì đối phó. Ngay khi giọng nói của Vương Khải vang lên, đám mây màu máu trên bầu trời đột nhiên co rút lại, trận mưa máu bắn về phía anh như những mũi tên, từng giọt từng giọt bắn với tốc độ đáng sợ. Không khí bị đốt cháy, tỏa ra một màn sương mù trắng xóa, những hạt mưa này có một khả năng ăn mòn khủng khiếp. Đường Tuấn nằm yên bất động, để cho mưa máu bắn vào người. Cơn mưa máu tuy rằng rất mạnh, nhưng dường như cách người anh 5 mét đã bị mất đi sức mạnh, chỉ như những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống. Đường Tuấn khẽ cho mày, chiếc áo choàng chi bảo huyết phân này dường như không có sức mạnh như những lời trong truyền thuyết. Này tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi, đúng lúc này, giọng nói đắc thắng của Vương Khải vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ thấy bóng dáng của Vương Khải hiện ra từ trong những đám mây màu máu, anh ta đang cầm một cây trượng dài màu máu trong tay, khi anh ta di chuyển thắt lưng của mình, cây trượng bắn ra và nhắm tới mục tiêu là lôi vân trên đầu Trần Tùng Ân. chương 1288 Thần Hải Thầy, bên dưới, tạ hoàng đồng hét lên một tiếng, Trương Tĩnh Hòa nhân cơ hội áp sát, nhưng bị tạ hoàng đồng vung tay tung ra một đường lôi pháp khiến anh ta bay ngược trở lại, sấm sét nhỏ xíu nhiều vô số kẻ tàn sát bừa bãi trên người của tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa. Cùng lúc đó, khí thức của tà hoàng đồng đột nhiên thay đổi, càng lúc càng mạnh mẽ, u ám và sâu thăm thẳm. Thần hải Vốn dĩ tà hoàng đồng đã ở ngưỡng bán bộ thần hải, thế nhưng lúc này anh ấy chỉ mới vừa đặt chân bước tới cảnh giới này và trở thành thần hải. Không chỉ có thế, anh ấy đã từng dùng lôi pháp khuất phục tiểu thiên sư của núi Yên Tử, giống như anh ấy mới là hậu duệ chính thức của núi Yên Tử vậy. Anh ta, anh ta không phải chỉ mới tu luyện có hai năm thôi sao? Trương Tĩnh Hòa không tin, nhưng sấm sét không ngừng phóng ra từ ngực của Tạ Hoàng Đồng khiến anh ta không thể không tin. Không chỉ thất bại dưới tay Đường Tuấn, mà bây giờ đến cả nhân tài mới xuất hiện Tạ Hoàng Đồng này, Trương Tĩnh Hòa cũng không thể đánh thắng được. Anh ta chỉ cảm thấy một nỗi buồn bực chất ngất ở trong ngực, sau đó phun ra một ngụm máu đỏ thấm, hai mắt mờ mịt, đạo tâm hỗn loạn không ngớt. Tĩnh Hòa, đúng lúc này, một tiếng quát vang lên trong đầu của Trương Tĩnh Hòa khiến anh ta định thần lại. Trương Tĩnh Hòa ngẩng đầu nhìn về phía đạo quán. Lúc nãy đúng là thầy Trương Tín Chiết của anh ta hô to để đánh thức anh ta. Để tránh cho đạo tâm của Trương Tĩnh Hòa bị tiêu vong, vẻ mặt của Trương Tín Chiết cũng thay đổi. Ánh mắt ông ta nhìn Tạ Hoàng Đồng đằng đằng sát khí. Tạ Hoàng Đồng là thiên tài xuất chúng như thế, chắc chắn đáng sợ hơn Trần Tùng Ân rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là Tạ Hoàng Đồng không hề có lòng trung thành đối với núi Yên Tử, hành động liều lĩnh không hề kiêng dè không giống với Trần Tùng Ân luôn suy nghĩ cho núi Yên Tử, sau này anh ấy tuyệt đối sẽ là mầm mống tai họa của núi Yên Tử. Hoàng Đông, đừng quên lời thề trông coi đạo quán trong 3 năm cho thầy của con. Lúc tạ Hoàng Đông chuẩn bị ra tay, giọng nói của Trần Tùng Ân đột một vang lên. Tạ Hoàng Đông khẽ run lên, đưa mắt nhìn về phía bóng người ở trên trời, miệng lầm bẩm thầy ơi, thầy. Trong lòng anh ấy lóe lên một tia hy vọng, trên không chung, Trần Tùng Ân lắc đầu, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng tạ hoàng đồng hoàn toàn bị dập tắt anh hiểu rồi chứ trần tùng ân nhìn đường tuấn ở đối diện nhẹ giọng hỏi đường tuấn gật đầu chào trần tùng ân một cái mặc dù vừa rồi bị vương khải đẩy vào trong lôi kiếp của trần tùng ân nhưng nhờ sự đưa đẩy của số phận mà dường như đường tuấn cùng trần tùng ân đã đối mặt với thiên phạt và thu hoạch được rất nhiều vậy là tốt rồi đạo sẽ không bị thất truyền nói xong trần tùng n nhắm mắt lại rồi tắt thở Cơ thể của ông ta bị mất kiểm soát, ngã khuỵu xuống đất. Đường Tuấn kịp thời ôm lấy ông ta, đạp lên hư không và đi tới vách đá. Anh trịnh trọng giao thi thể của Trần Tùng Ân cho Tạ Hoàng Đồng, rồi nói trở về đi. Nghe lời thầy của anh đi, trông coi đạo quán 3 năm. Đường Tuấn hiểu được suy nghĩ của Trần Tùng Ân, để Tạ Hoàng Đồng canh giữ đạo quán 3 năm không chỉ ngăn cản Trương Tín chiết không làm gì được anh ấy, mà còn hy vọng Tạ Hoàng Đồng có thể giảm bớt thù hận ở trong lòng, không làm chuyện quá giới hạn chương 1289, thật may là còn có anh. Tạ Hoàng Đồng ôm sát Trần Tùng Ân, không ngừng rơi lệ. Anh ấy cúi thấp đầu, hệt như một kẻ lang thang không nhà không nơi nương tựa. Sau một lúc lâu, Tạ Hoàng Đồng lắc đầu, nước mắt của anh ấy đã khô, đôi mắt của anh ấy quét qua Trương Tĩnh Hòa, Trương Tín Chiết và hàng chục trưởng lão trong đạo quán của núi Yên Tử. Tất cả mọi người ở núi Yên Tử đều hơi tê dại trước cái nhìn của Tạ Hoàng Đồng, còn Trương Tín Chiết thì cao mày và ý định giết người càng cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể ông ta. Cuối cùng, Tạ Hoàng Đồng thu lại ánh mắt, cúi đầu hành lễ với Đường Tuấn, rồi nói tôi sẽ trông coi đạo quán trong ba năm. Tôi sẽ kế thừa đạo của thầy, những gì thầy tôi chưa làm, tôi sẽ làm. Nói xong, anh ấy ôm xác Trần Tùng Ân và đi về phía núi Yên Tử. Ở đó có một đạo quán lụp sụp đổ nát, anh ấy đã hứa với thầy của mình sẽ trông coi nơi này trong ba năm. Khi Tạ Hoàng Đồng đi về hướng sau núi, Đường Tuấn nhìn về phía chỗ đạo quán của núi Yên Tử, môi khẽ mấp máy nhưng không có phát ra âm thanh. Khuôn mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên đanh lại, nửa bàn chân vừa nhấc ra đã thu lại. Đường Tuấn tuy rằng không nói ra, nhưng ông ta nghe được một câu này thì bỗng nhiên im bặt, nếu Tạ Hoàng Đồng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phá nát Yên Tử. Khá khen cho vị đạo thể này, mặc dù trong lòng Trương Tín Chiết ngập tràn oán hận nhưng không thể làm gì được Đường Tuấn. Mới vừa nãy vì cứu Trần Tùng Ân mà Đường Tuấn đã phô diễn thực lực của mình, điều này khiến cho ông ta cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta tự biết, cho dù có vận dụng nội tình của núi Yên Tử thì chắc hẳn cũng không thể gây khó dễ cho đối phương. Huống hồ gì lúc này còn có đám người huyền ninh tử và ngộ năng ở đây, ông ta càng không dám tùy tiện ra tay. Trong căn cứ của nghịch luân, Long Vương đang nhìn cảnh tượng trước mặt do vệ tinh chụp. Trên màn ảnh, bất ngờ là tình hình vụ lôi kiếp của Trần Tùng Ân, còn có Vương Khải xuất hiện và sự ra tay của Đường Tuấn. Long Vương càng nhìn, sắc mặt càng thêm đông cứng. Tuy rằng ông ta ngạo mạn điên cuồng, nhưng trong lòng lúc này cũng rất lo lắng. Mặc dù thực lực của ông ta mạnh hơn Trần Tùng N một chút, nhưng cũng không vượt qua quá nhiều. Đặc biệt là Trần Tùng Ân cuối cùng đã đạt đến mức thân xác hóa thánh thông qua lôi kiếp, nhưng Trần Tùng Ân trong trạng thái đó vẫn không thể chống chọi nổi lôi kiếp. Thật may là còn có anh, Long Vương nhìn đường Tuấn trên màn hình, lẩm nhẩm nhìn năm đệ nhất tiên, nhất định sẽ sinh ra giữa anh và tôi, mà anh sẽ là bàn đạp của tôi. Ông ta đi ra khỏi phòng, một vị cao tầng của nghịch luân đưa tới một văn kiện. Long Vương nhìn thoáng qua, vẻ mặt chợt lạnh xuống, nói thằng nhóc cậu chủ Long kia vẫn muốn làm ẩm ý một trận à. Vị cao tầng của nghịch luân hoảng hốt, run rẩy nói có lẽ cậu chủ Long không có ý này. Cậu ấy đang ở con tum thì phát hiện ra di tích của tiên nhân, có thể nhất thời không phân thân ra được, nên không có cách gì đến gặp Long Vương. Chương 1290 nghìn năm đệ nhất tiên. Tuy sự kiện đổ kiếp của đạo nhân bị kẹt nửa đời người ở yên tử, Trần Tùng Ân cuối cùng có kết cục bi thảm, nhưng giống như Trần Tùng Ân đã nói, ông ta là người đầu tiên khai núi, còn là người ngàn năm mới có một, tuy rằng không thành công, nhưng đã để lại kinh nghiệm vô cùng quý giá và chỉ đường dẫn lối cho các thế hệ sau. Ở bề nổi, thế hệ tu luyện lão làng như Huyền Ninh Tử Ngộ Năng và những người theo dõi buổi lễ vào ngày hôm đó, ít nhiều cũng có chút cảm ngộ. Hai người huyền ninh tử và Ngộ Năng đều vội vàng quay lại môn phái của mình, mong muốn nhanh chóng đem những cảm ngộ kia biến hóa thành của bản thân. Còn những người âm thầm theo dõi trong bóng tối qua vệ tinh như Long Vương như thế này cũng không phải là ít. Cuộc độ kiếp này của Trần Tùng Ân tương đương với việc gieo một hạt giống vào trái tim của vô số người tu luyện. Theo thời gian nó sẽ không ngừng hồi phục, rồi sẽ có một ngày hạt giống này sẽ nảy mầm và đâm chồi, sẽ có người chứng minh được sự hiện hữu của lục biệt tiên nhân. Nghìn năm đệ nhất tiên, danh hiệu này có thể khiến vô số kẻ tu luyện điên đảo hơn bất kỳ sự nổi tiếng vang dội nào. Khi người dự lễ lần lượt rời khỏi núi Yên Tử, Đường Tuấn vẫn ở lại trong đạo quán rột nát ở phía sau núi Yên Tử. Anh đang thay Trần Tùng Ân truyền đạo cho tà Hoàng Đồng. Đường Tuấn không hề giấu giếm, anh đem rất nhiều đạo pháp mà bản thân đã lĩnh hội được từ trong đạo tàng truyền thụ hết cho Tạ Hoàng Đồng. Năm đó sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và dẹp bỏ những lời bàn ra, Trần Tùng Ân hủy bỏ phong tỏa tàng thư các của núi Yên Tử cho Đường Tuấn, hôm nay Đường Tuấn lại đem những thứ này dạy lại cho Tạ Hoàng Đồng cũng coi như là một cách đền đáp công ơn. Tạ Hoàng Đồng lúc đầu vẫn còn đắm chìm trong đau buồn về cái chết của thầy, không quan tâm lắm đến lời giảng truyền đạo của Đường Tuấn. Nhưng khi Đường Tuấn tiếp tục thâm nhập đạo tạng đem chân lý đạo Pháp ở trong đó phân tích và giảng giải cặn kẽ, tạ Hoàng Đồng cũng tạm thời quên đi nỗi bi thương, bắt đầu đắc đạo. Ngoại trừ thần tàng quyết và 99 chữ cổ, lần này hầu như có thể nói là Đường Tuấn đã móc hết ruột gan ra truyền đạo cho anh ấy. Vốn gì anh cũng muốn truyền thần tàng quyết cho tạ Hoàng Đồng, nhưng tu luyện của thần tàng quyết gắn liền với sự trợ giúp của ngọc trụ thần bí, nên cuối cùng anh đành từ bỏ. Còn 99 chữ cổ, điều quái gở ở chỗ lại là vượt xa nhãn giới hiện nay của Đường Tuấn, hoàn toàn không có cách gì truyền lại cho người khác được. Nhờ sự truyền đạo, cảnh giới tranh vinh mà Tả Hoàng Đồng đột phá tạo thành đã tạm thời dần ổn định lại, khí tức trì trệ, khiến người khác không nhìn ra nông sâu. Xét về thực lực, Tạ Hoàng Đồng đã vượt qua Tiểu Thiên Sư Trương Tĩnh Hòa. Cuộc truyền đạo này ước chừng tiến hành mất 5 ngày, Đường Tuấn cũng ở lại núi Yên Tử trong 5 ngày, điều này khiến cho vị đại thiên sư đương thời của núi Yên Tử năm ngày này cũng thấp thỏm không yên. Mãi đến ngày thứ năm, Trương Tín Chiết cuối cùng không nhịn được đã đưa một nhóm trưởng lão của núi Yên Tử đi đến đạo quán tồi tàn này. Đạo quán vẫn tan hoang và quạnh quẽ như xưa, con đường mòn lát bằng phiến đá xanh phủ đầy lá khô, nhưng không ai quét tước, điều khác biệt duy nhất là có một ngôi mộ nhỏ ở bên ngoài đạo quán. Đó là mộ phần của Trần Tùng Ân, do Tạ Hoàng Đồng tự tay đào và đắp đất. Nhìn thấy lăng mộ này, sắc mặt của Trương Tín chiết hơi thay đổi, những trưởng lão khác của núi Yên Tử càng thêm tức giận. Các đệ tử và trưởng lão của núi Yên Tử đều có quy định về nơi chôn cất, đương nhiên phần đất chia cho nhà họ Trương có phong thủy tốt nhất. Dựa theo quy tắc và nghi thức, Trần Tùng Ân sau khi qua đời nên được chôn cất tại mộ địa và trong phần đất của nhà họ Trương. Tạ Hoàng Đồng công khai mai táng ông ta ở sân nhỏ này, thật là đại nghịch bất đạo, có thể nói là đang công khai khiêu khích uy nghiêm của núi Yên Tử trưởng giáo, tuy cái sân này không phải là đất lành, nhưng mộ địa không bố trí ở đây, trung quy sẽ có ảnh hưởng đến vận may của núi yên tử chúng ta. Chốc nữa tôi sẽ sai đệ tử di rời cái ngôi mộ này đi. Trần Tùng Ân chết rồi lại vẫn muốn ngáng chân thiên sư đạo chúng ta, thật là đáng ghét mà. Trương Trấn nghiến răng nghiến lợi nói. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1291, bày trận. Sắc mặt Trương Tín chết tối sầm, hình như là đang cân nhắc đề nghị này. Trưởng giáo, chuyện này căn bản khỏi cần phải trần trừ. Trần Tùng Ân có thể đào tạo ra một loại đồ đệ đại nghịch bất đạo như tạ hoàng đồng đây, từ đó có thể tưởng tượng ra tâm tư của ông ta. Tôi thấy chúng ta nên thẳng tay thiêu hủy ngôi mộ này, hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của thằng quỷ nhỏ họ tạ kia. Một vài trưởng lão hung hăng nêu ý kiến. Hầu hết những người này là phe phái của nhà họ Trương, ra sức ủng hộ Trương Tín Chiết và Trương Tĩnh Hòa. Năm ngày trước, Tạ Hoàng Đồng đã làm Trương Tĩnh Hòa bị thương và suýt nữa đã làm tan nát đạo tâm của Tiểu Thiên Sư, nên khiến bọn họ không thể không ghi hận ở trong lòng. Không chỉ thầy trò Trần Tùng Âm, mà còn cả Đường Tuấn. Dám coi núi yên tử oai phong của chúng ta như hư không, lại để đồng đạo trong thiên hạ chê cười Thiên Sư đạo chúng ta, khiến lòng người rời bỏ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh ta được. Không sai, vốn dĩ nếu như anh ta cùng đám người kia cùng nhau rời khỏi đây, thì chúng ta vẫn không thể làm gì được anh ta rồi. Không ngờ anh ta lại to gan lớn mật như vậy, dám đơn độc ở lại núi yên tử của chúng ta. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu như núi yên tử chúng ta có thể trấn áp đạo thể, thì sẽ giúp khuếch trương tiếng tăm và uy tín của núi yên tử rất nhiều. Trưởng giáo, trưởng lão Trương Trấn nói rất có lý, đạo thể tuy mạnh nhưng dù sao nơi đây cũng là yên tử của ta, cực kỳ có lợi với chúng ta. Chỉ cần trưởng giáo vận dụng nội tình, mấy người chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể trấn áp anh ta ở yên tử. Cũng giống như Trần Tùng Ân vậy, sẽ khiến anh ta bị bao vây và tử trận ở núi yên tử này. Sắc mặt Trương Tín chiết thay đổi rõ rệt, ánh mắt lóe lên một tia bất định, giống như là hơi động lòng. Lăng mộ này là do Hoàng Đồng tự tay dựng lên, nếu mấy người dám động vào, tôi sẽ lập tức phá nát yên tử của các người. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn từ trong đạo quán vang lên. Anh dẫn theo tạ Hoàng Đồng từ bên trong bước ra, nhìn lướt qua Trương Tín Chiết, lạnh lùng nói, tôi đang ở đây, các người có thể thử xem có khả năng giữ tôi ở lại chỗ này được hay không. Nghe vậy, mặt mũi của Trương Tín Chiết bóng chốc kinh hoàng, sau đó ông ta quay sang của mắng đám người Trương Trấn, nói nhảm gì vậy hả? Ở trước mặt người ngoài bàn luận chuyện phá mộ sư thúc của đối phương, chuyện này có khác gì là đại nghịch bất đạo đâu. Sau đó, Trương Tín Chiết nghiêm nghị nói, Đường Tuấn, dù sao đây cũng là núi yên tử của tôi, tôi không hoan nghênh anh, anh nên rời đi rồi. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi muốn đi thì sẽ rời đi ngay, núi yên tử các người không giữ nổi được tôi đâu. Hừ, Trương Tín chiết hừ lạnh một tiếng, bày trận. Dầm dầm, mười mấy trưởng lão từ núi yên tử lập tức tản ra sau lưng ông ta, mỗi người chiếm cứ một vị trí tạo thành một trận pháp. Khí thế của họ trỗi dậy, lờ mờ toát ra sức mạnh địa mạch của núi yên tử. Mỗi người trong số họ đều đạt tới cảnh giới thần hải, niệm chú đã đạt tới sức mạnh địa mạch, thực lực có thể tăng cường 3, 4 phần. Mà Trương Tín Chiết coi như là ở vị trí trung tâm của trận pháp, tụ hợp lực lượng của toàn bộ các vị trưởng lão. Từng người trong số họ ra tay là tương đương với mười mấy người đồng loạt cùng xuất thủ. Cảm nhận được sức lực hào hùng bên trong cơ thể, Trương Tín Chiết khẽ cười một tiếng, nói, đây là thiên sư phục ma trận của núi Yên Tử chúng tôi, có thể hàng yêu trừ ma, có thể trấn áp hết thảy tàn nịnh. Thực lực của chúng tôi ít nhất cũng gia tăng thêm gấp 3 lần rồi anh vẫn cảm thấy núi yên tử tôi không thể giữ chân anh sao? Trường 1292 ông giết cậu ta à? Ông dám không? Nụ cười trên gương mặt của Trương Tín chiết lập tức cứng đờ, ông ta có hơi không nén được giật. nói, đã nói là ba năm thì một ngày cũng không thể thiếu. Nếu như cậu dám rời khỏi đạo quán này, tôi sẽ thay sư thúc trừng phạt cậu. Trương Tín chiết nói xong, phất tay áo rời đi. Những trưởng lão khác chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm tạ hoàng đồng, sau đó cùng Trương Tín Chiết rời đi. Trưởng giáo, thật sự để yên cho thằng quát đó ở lại trông coi đạo quán sao. Trên đường đi, Trương Trấn không nhịn được hỏi, tư chất của tà Hoàng Đồng thật sự khiến người ta hãi hùng, mới tu đạo một năm mà đã có thể đuổi kịp Trương Tĩnh Hòa, loại thành tích này khiến người khác rợn cả tóc gáy. Trương Tín Chiết nhíu mày, hơi tức giận nói, nếu không thì còn có thể làm thế nào hả? Ông giết cậu ta à? Ông dám không? Nghe xong, mọi người ngượng ngùng rồi im bặt. Trương Tín chít lạnh lùng nói, ba năm thôi mà, cậu ta có thể gây ra được sóng gió gì chứ? Tính hòa không phải là đối thủ của cậu ta, nhưng tôi thì có thể. Và lại, dù cho cậu ta ba năm, thì cậu ta có thể trưởng thành đến mức độ nào chứ? Trong mắt lóe lên một tiên nóng hầm hập, ông ta nói tiếp, sau ba năm, nói không chừng tôi đã chứng đạo nhân tiên rồi. Bên ngoài đạo viện đổ nát, chỉ còn lại một mình tạ hoàng đồng, còn có một ngôi mộ mới đắp. Đầu tiên tạ hoàng đồng quét dọn sạch sẽ con đường đá xanh phủ đầy lá rụng, tắm rửa, ăn uống và tu đạo như thường ngày. Chỉ là nơi anh ấy tu đạo đã thay đổi rồi, trước đây anh ấy tu đạo bên cạnh thầy của mình ở trong đạo quán. Còn bây giờ, anh ấy đang ngồi trước ngôi mộ mới này, nhắm mắt tu hành, như thể một người thấy già đang ở ngay trước mặt anh ấy, lặng lẽ chỉ dạy cho anh ấy. Sau khi đường Tuấn rời khỏi núi Yên Tử, anh sẽ đến đảo Phú Quốc một chuyến để tìm thuật sĩ đã sắp xếp trận pháp phong thủy giúp nhà họ đường năm đó. Dùng 7 căn gác xếp của nhà họ đường tạo thành một tòa trận pháp phong thủy, cho nên đường Tuấn khi sinh ra đã được thiên nhiên yêu ái, thậm chí là bậc thầy trời sinh, ông nội của anh dường như sở hữu năng lực chưa cần bói đã biết vậy, khiến anh nhịn không được mà suy đoán không biết trong đó có ẩn chứa bí mật gì hay không. Mặc dù thuật sĩ phong thủy ở đảo Phú Quốc không hề ít, nhưng có thể bố trí được trận pháp phong thủy này thì lại không nhiều. Anh từng hỏi Hoàng Phủ Ngọc nên đã có được vài manh mối. Lã Kiến Trung, Chu Hoa Kiện, Đường Tuấn nhìn thông tin trong tay, trong lòng khẽ động. Lã Kiến Trung và Chu Hoa Kiện là hai vị thuật sĩ phong thủy nổi tiếng nhất ở đảo Phú Quốc, trong đó bản lĩnh của Lã Kiến Trung cao hơn một bậc, được mệnh danh là một lời thành sấm, một câu nói có thể phán đoán được sinh tử phú quý, nhìn trước được sự việc của 30 năm sau, khiến cho vô số nhà giàu sang quyền quý đổ xô chạy theo như vịt. Còn Chu Hoa Kiện cũng không hề tầm thường, nghiên cứu chuyên sâu về thuật nhìn độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh, hết sức tài giỏi trong việc thay đổi vận mệnh. Tính cách người này giờ hơi quái gở, từ 30 năm trước chưa từng rời khỏi đảo Phú Quốc nửa bước. Ông nội ơi, sao ông lại làm thế này? Đường Tuấn khép lại thông tin, trong lòng vẫn khó hiểu. Lúc này, một giọng nói êm dịu phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh, chuyến đi đến đảo Phú Quốc của anh sợ rằng phải hoãn lại rồi. Hoàng phủ Ngọc vẫn xinh đẹp động lòng người, sắc mặt tái nhợt, khí chất cực kỳ yêu kiều, càng thêm lạnh lùng cao ngạo, giống như tiên nữ dáng trần. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, eo thon thắt nơ, bắp chân thon thả lộ ra một nửa, dưới ánh nắng mặt trời lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Bất kể ngoại hình hay khí chất, Hoàng phủ Ngọc chắc chắn có thể được xếp là một trong ba cô gái ưu tú hàng đầu mà Đường Tuấn quen biết. Tại sao cô lại ở đây? Đường Tuấn nhìn Hoàng phủ Ngọc hỏi chương 1293, tôi phải đi con tum một chuyến. Cô ấy vừa nói, vừa lấy ra một vài tấm ảnh và đưa cho Đường Tuấn. Ảnh trông hơi mờ, rõ ràng là bị mất nét và được chụp vội. Nhưng khi Đường Tuấn nhìn thấy bức ảnh, anh cao mày và sắc mặt hơi thay đổi. Trong ảnh là một hồ nước nhỏ, một vầng sáng đầy màu sắc giữa không trung từ trên cao rơi xuống mặt hồ, tạo thành một hư ảnh, bất ngờ là một tòa cung điện cổ kính rất huyền bí và lạ lùng. Thiên địa biến hóa to lớn, loại chuyện này cũng không có gì lạ. Đường Tuấn trả lại bức ảnh cho Hoàng Phủ Ngọc. Hoàng Phủ Ngọc cười nói, đúng vậy, mọi thứ kỳ lạ hơn chuyện này đều đã từng xảy ra, nhưng lần này thì khác. Anh nên xem qua tài liệu tôi cung cấp cho anh thì sẽ hiểu thêm về Chu Hoa Kiện và Lã Kiến chung đấy. Vài ngày trước Chu Hoa Kiện đã cùng đệ tử của mình đến con tuông rồi. Sắc mặt đường Tuấn thay đổi rõ rệt, anh thốt lên, Chu Hoa Kiện đã rời khỏi đảo Phú Quốc rồi mặc dù đường tuấn không hiểu rõ chu hoa kiện nhưng mấy ngày qua anh đã đọc tài liệu về một số thuật sĩ phong thủy nổi tiếng trên đảo phú quốc vì thế anh có hiểu biết nhất định về chu hoa kiện những thành tựu của người này trong phương diện phong thủy chắc chắn là không thể nghi ngờ ông ta là một trong số ít những bậc thầy về phong thủy ở việt nam nhưng ông ta có một điều kỳ quặc đó là ông ta không rời đảo phú quốc nửa bước pháp giới thuật phong thủy trên đảo phú quốc vốn dĩ được dẫn dắt bởi lã kiến trung một người rất thông thạo cổ kim 20 năm trước, Chu Hoa Kiện đột nhiên nổi lên, chỉ trong vài năm, ông ta từ một thuật sĩ phong thủy vô danh đã trở thành một thuật sĩ phong thủy đình đám ngang với Lã Kiến Trung. Cũng chính từ thời điểm đó, Chu Hoa Kiện không còn rời khỏi đảo Phú Quốc nữa. Đã từng có một số người giàu có và quyền lực ở Hà Nội mời Mọc Chu Hoa Kiện giúp đỡ với giá cao, một trong số họ thậm chí còn đưa ra mức giá 3.500 tỷ cao ngất, nhưng Chu Hoa Kiện không hề động lòng, nhất quyết vẫn không đi khỏi đảo Phú Quốc vì sự gàn dở này, Chu Hoa Kiện đã làm mất lòng nhiều người. May mắn thay, ông ta cũng kết thân không ít với các nhân vật tai to mặt lớn ở đảo Phú Quốc, cho nên cũng không ai có thể làm gì được ông ta. Thế mà bây giờ Chu Hoa Kiện Người đã khư khư bám trụ ở đảo Phú Quốc trong suốt 20 năm qua đột nhiên lại rời khỏi đó, chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Đường Tuấn chỉ hơi kinh ngạc, cũng không có ý định đào sâu. Nhưng khi ánh mắt anh lại rơi vào bức ảnh, đồng tử đột ngột co lại và sắc mặt của anh hơi thay đổi có chuyện gì vậy hoàng phủ ngọc chộp được sự thay đổi trên vẻ mặt của đường tuấn vội hỏi đường tuấn thở ra một hơi lắc đầu nói tôi phải đi con tum một chuyến hoàng phủ ngọc ngập ngừng một chút sau đó gật đầu nói được tôi sẽ nhờ nhân viên của công ty kia đưa anh đi những tấm ảnh này là do cô ấy chụp cô ấy biết nơi đó là ở đâu đường tuấn gật đầu đồng ý con tum rất rộng lớn nên nếu có ai đó làm hướng dẫn viên du lịch thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong khi Hoàng Phủ Ngọc liên lạc với cô gái kia, Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong bức ảnh. Đó là hình ảnh phản chiếu trong hồ, hình ảnh phản chiếu nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng Đường Tuấn thấy rõ bóng dáng đó là Ngọc Trụ, rồng phượng quấn quyết trên Ngọc Trụ, cây Ngọc Trụ này giống hệt Ngọc Trụ thần bí trong đầu của anh. Một ngày sau, Đường Tuấn đã đến con tum. Bên cạnh anh là một cô gái ăn diện trau chuốt đẹp đẽ, khoảng 27, 28 tuổi, mặt mũi cũng rất ưa nhìn. Cô gái tên là Lăng Thu Thủy, một quản lý cấp trung của tập đoàn Yên Hòa. Có thể đạt được vị trí quản lý cấp trung ở độ tuổi này, chắc chắn không thể thiếu năng lực và bối cảnh. Anh Đường, anh thật sự muốn tới đó sao? Lúc tôi vội vàng quay lại đường cũ sau khi chụp ảnh xong, đã có rất nhiều người chạy tới đó rồi. Những người đó đi nhanh như bay, có thể đi trên mặt nước giống như nhân vật trong tiểu thuyết phó hiệp vậy. Mấy người như vậy tuyệt đối đều là những kẻ nguy hiểm, chúng ta vẫn là không nên đi đến đó. chương 1294 chúng ta sẽ cướp lấy cơ duyên. Lăng Thu Thủy lạnh nhạt nói, vừa nói, cô ấy vừa lướt nhìn đường Tuấn, khẽ cau mày. Với kinh nghiệm quan sát, đánh giá và quản lý con người nhiều năm của mình, cô ấy thực sự không nghĩ đường Tuấn có điểm gì xuất sắc. Nếu không phải bởi vì Hoàng Phủ Ngọc Đích Thân dặn dò chuyện này, nếu gặp đường Tuấn ở trên đường, thậm chí cô ấy sẽ không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Yên tâm, đối với người khác thì bọn họ là đối tượng nguy hiểm, nhưng với tôi thì bọn họ cũng như người bình thường thôi, chả có gì khác biệt cả. Cô chỉ cần đưa tôi đến đó là được rồi, còn những việc khác cô không cần bận tâm. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lông mày của Lăng Thu Thủy lại nhíu chặt hơn, đôi mắt đầy vẻ tức giận, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Cô ấy mở miệng nói, thế thì đợi đến khi tới được nơi ấy rồi, anh Đường, đừng trách tôi không nhắc nhở anh đấy nhé. Nhưng trong lòng cô ấy đang thầm nghĩ, thằng nhãi nhép không biết trời cao đất dày. Đợi anh nhìn thấy mấy người đó rồi, để xem anh có sợ đến nỗi hai chân nhũn loạt ra không. Chả hiểu sao Tổng Giám Đốc lại bảo mình cùng thằng cha này đi con tum nữa. Hồ đó tên là Hồ Tông Đam, bản xứ có truyền thuyết kể rằng hồ nước đó là do tiên nhân tạo thành. Nhưng mà, trên đời này làm gì có thần tiên, tôi đoán chỉ là dân địa phương bịp bợm bịa ra mà thôi. Lăng Thu Thủy tuy rằng trăm ngàn lần không muốn đi, nhưng vẫn chủ động giới thiệu với Đường Tuấn về nơi đó. Đường Tuấn nghĩ tới Trần Tùng Ân, nhẹ giọng nói trên đời này thực sự có tiên nhân đấy. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, Lăng Thu Thủy không khỏi diễu cợt trong lòng, thầm nói tiên nhân cái khỉ khô gì chứ. Tôi đâu phải là cô bé 13, 14 tuổi, muốn đem mấy lời thiêu diệt nhân cội này ra hù dọa tôi hả, à? nực cười quá đi. Sao anh không nói bản thân mình có thể bay lên trời? chui xuống đất luôn đi hả. Lúc này, ở sâu trong con tum, cách một cái hồ nhỏ không xa, có 7, 8 người đang chờ đợi. Người đứng đầu là một người đàn ông chừng 40, 50 tuổi, mặc đồ đen, đang chắp tay sau lưng nhìn về phía hồ nước. Chỉ thấy trên bầu trời thỉnh thoảng có những tia nắng rơi xuống mặt hồ, ánh sáng mờ ảo rất xuống hồ nước càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Nếu ai đó thuộc tầng lớp thượng lưu trên đảo Phú Quốc nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ biết ông ta Người này là Chu Hoa Kiện tiếng tăm lẫy lừng sánh ngang với Lã Kiến Trung trong giới thuật phong thủy. "Thưa thầy, chúng ta từ đảo Phú Quốc đến đây đã gần 7 ngày rồi, có còn phải đợi thêm nữa không ạ?" À? Một cô gái trẻ phía sau Chu Hoa Kiện nhíu mày cất tiếng hỏi. Cô gái khoảng 23, 24 tuổi, linh hoạt khéo léo, giống như một thiếu nữ bước ra từ cuộn tranh. Khí tức trên người cô ấy bị kích động không dứt, tu vi cả người bất ngờ đã bước vào hậu kỳ của cảnh giới chân khí. Chu Hoa Kiệt nói, sắp rồi, đợi hiện tượng dị thường kết thúc, chúng ta sẽ cướp lấy cơ duyên. Cô gái ngập ngừng nói, thưa thầy, hiện tượng dị thường lần này của Hồ Tông Đam Dường như đã thu hút không ít phó giả kéo đến. Cậu chủ long của nghịch luân cũng tới rồi, và lại còn tới sớm hơn cả chúng ta nữa. Thưa thầy, chúng ta có lấy được không ạ? À? Mặc dù cô ấy sống ở đảo Phú Quốc, là học trò của Chu Hoa Kiệt, nhưng cô ấy cũng biết nghịch luân lợi hại đến nhường nào chu hoa kiện lắc đầu cười nói cậu chủ long ấy hả không đáng lo đâu thầy đã từng giúp cậu ta xem số mạng cậu ta đoản mệnh lắm sẽ sống không được bao lâu đâu nhưng dù sao nghịch luân còn có long vương nữa cô gái không nhịn được mà thốt lên chu hoa kiện cười khẩy một tiếng nói ha ha nếu như bình thường có lẽ thầy sẽ thật sự rất sợ lão long đó nhưng thầy tới đây nhiều ngày rồi cũng không phải là chờ đợi công cốc nếu như long vương dám tới thầy cũng dám nhổ vài cọng dâu rồng đấy. Cơ duyên thành đạo của thầy đang ở ngay trước mắt, ai dám cản đường thầy, thầy sẽ giết hết. chương 1295 tại sao cậu chủ muốn đợi lâu như thế ạ? À? Khi cô gái nghe những lời này, thân thể mềm mại không khỏi run cầm cập. Cô ấy chợt nhớ đến một số tin đồn, nghe nói rằng Chu Hoa Kiện vì để có thể một lòng tu luyện phong thủy đạo thuật mà đã giết vợ và bỏ rơi con mình, nhờ đó mới đạt được như ngày hôm nay. Trong những năm qua, Cô ấy đã ở bên cạnh Chu Hoa Kiệt, đối phương đã cho cô cảm giác ông ta là thầy tốt bạn hiền. Đối với những lời đồn thổi kia, cô ấy đều khịt mũi coi thường và không buồn đáp trả. Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn Chu Hoa Kiệt, cô ấy đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi nghĩ đến những tin đồn này. Cùng lúc đó, ở một nơi khác không xa Hồ Tông Đam, có mấy người cũng đang quan sát hiện tượng kỳ dị của hồ. Một trong số đó là cậu chủ Long của Nghịch Luân nhưng lúc này, đứng phía sau cậu chủ long kiêu căng ngạo mạn của nghịch luân này còn có một người nữa. Xét về ngoại hình, người đó nhỏ hơn cậu chủ long vài tuổi. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng đã lỗi thời, chắp tay sau lưng và hơi nheo mắt nhìn chuyển động trong hồ. Tinh quang hiện lên ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của anh ta, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ và kinh người toát ra từ cậu ta. Cậu chủ long ở bên cảm nhận được khí thức này, trong lòng không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm cổ văn hồng tìm được người này ở đâu mà thực lực lại khủng bố như vậy nhỉ? Sợ rằng ngay cả đường Tuấn cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu chủ Long không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đi theo cổ văn hồng vào con tum tìm cơ duyên, trên đường đi thì bắt gặp người thanh niên này lướt qua. Cổ văn hồng nhìn thấy chàng trai trẻ này thì vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, thái độ đột nhiên trở nên kính cẩn lạ thường, hệt như là một người đầy tớ hèn mọn. Mà trên người anh chàng này toát ra một khí chất cực kỳ độc đáo, giống như có tư chất cao nhân thiên bẩm vậy. Ngữ khí của người thanh niên này khi nói chuyện với cậu chủ Long rất đối bình thường, không hề mang một chút gì gọi là giọng điệu nghe theo mệnh lệnh. Cậu chủ Long một mình đến con tum là để giành được cơ duyên nhằm vượt qua đường Tuấn, đương nhiên không thể dung thứ cho thái độ của người trẻ tuổi này được. Vì vậy, cậu ta đã tìm cơ hội để đánh nhau với chàng trai trẻ này. Ai mà biết, cho dù cậu ta đã tung ra một trưởng mang theo toàn bộ sức lực của bản thân, Thế nhưng lại không có cách gì làm lay chuyển thân hình của người thanh niên kia, mà ngược lại loáng một cái, anh chàng kia đã khiến cho chân khí của cậu chủ Long bị tán loạn, suýt tí nữa đã không thể đứng vững được nữa. Lúc đó, cậu ta càng thêm kinh sợ hơn, thực lực của người thanh niên này hóa ra còn mạnh hơn cậu ta gấp mấy lần, chắc chắn là một cường giả cực cảnh rồi. Nghịch Luân có tiếng là thu thập toàn bộ võ giả của giới võ đạo Việt Nam, nhưng thực lực của anh chàng thanh niên ở trước mặt này khủng khiếp như vậy. Hơn nữa lại còn rất trẻ, thế mà cậu chủ Long của nghịch Luân đây lại không hề hay biết một tí nào. Tuy rằng trong lòng rất ấm ức, nhưng khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhược, làm người là phải biết thức thời. Cuống hồ gì, thằng nhóc tên là Thịnh này đã hứa sẽ cho cậu chủ Long một phần ba cơ duyên ở nơi này. Thưa cậu chủ, dựa vào thực lực của cậu chủ, khả năng cao là có thể thẳng tay đoạt được cơ duyên, tại sao cậu chủ muốn đợi lâu như thế ạ? Cổ Văn Hồng đi đến sau lưng của người thanh niên tên Lạc Thịnh kia, hỏi bằng giọng điệu vô cùng cung kính. Còn cậu chủ Long đang đứng bên cạnh và phía sau Lạc Thịnh đã bị Cổ Văn Hồng hoàn toàn quên mất rồi. Lạc Thịnh nhìn về phía hồ nước cách đó không xa, khẽ lắc đầu nói, thời gian nghìn năm đã khiến người đời quên mất chúng tôi rồi, cũng quên mất trên đời này vẫn còn tồn tại di tộc tiên nhân. Tôi cần dùng một trận chiến tranh kinh thiên động địa để thông báo cho thế nhân về sự trở lại của chúng tôi. Hơn nữa, Cơ duyên ở đây tốt như vậy, sợ rằng có liên quan đến một số bí mật mà ngay cả tôi cũng không biết rõ lắm." Lạc Thịnh cười nhẹ, nói tiếp, chẳng qua là loại cơ duyên này cũng chỉ có tôi mới là người có tư cách, những kẻ khác đều không xứng động vào. "Anh cứ đợi mà xem, có tôi ở đây, cơ duyên này chạy không thoát được đâu." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1296 phải mau chóng đi tới Hồ Tông Đam. Trong lòng cậu chủ Long hơi chấn động sự ngờ vực trỗi dậy cậu ta mở miệng nói tiên nhân di tộc sao chẳng lẽ lạc thịnh đến từ tiên nhân di tộc có lý nào trên đời này lại còn có tiên nhân sao trần tùng n đã chết rồi long vương cũng không dám độc hiếp thế gian không thể có tiên nhân được lạc thịnh dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của cậu chủ long cậu ta nở một nụ cười lạnh lùng và nói sự tồn tại của tôi không phải là thứ mà anh có thể ước chừng được đợi tôi lấy được cơ duyên rồi tôi sẽ giết chết long vương trong miệng của các anh rồi sau đó để anh kế nhiệm Long Vương và trở thành người phát ngôn cho chúng ta. Trong mắt La Thịnh Hiện lên sát ý, cậu ta thấp giọng thì thào, cho dù tiên nhân còn sống trên thế gian cũng đều không dám dám sát người tu luyện trong thiên hạ, chỉ vẻn vẹn là một tên Long Vương mà dám ngang nhiên hành động như vậy, coi tiên sơn của tôi là nơi không có người sao. Cậu chủ à, còn có một đạo thể nữa, cổ văn hồng nhắc nhở. Lạc thịnh phất tay, lạnh lùng nói, chỉ là một hậu thiên đạo thể thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả. Trong tiên sơn, nhị sư huynh của tôi cũng là một hậu thiên đạo thể. Nếu như anh ta có thể có được một nửa thành tựu của nhị sư huynh tôi, thì hôm nay tôi sẽ xoay người bỏ đi ngay, đáng tiếc anh ta lại không có. Dựa vào một đạo thể như thế mà đòi làm mưa làm gió hay sao? Tuy ẩn cư thế ra và cổ phái không đối đầu với tiên sơn chúng tôi, nhưng bị anh ta làm cho nhục nhã như vậy thì cũng thật là đáng chết mà. Khóe miệng của cậu chủ long hơi nhếch lên, cậu ta rất muốn nói đạo thể của đường tuấn dường như có hơi kỳ quái mạnh hơn rất nhiều so với các hậu thiên đạo thể mà cậu ta từng biết nhưng lời nói vừa đến môi cậu ta lại không thể mở miệng nói ra dù sao cậu ta cũng chẳng có cảm tình với cái tên lạc thịnh ở trước mặt nếu như lạc thịnh có thể một mất một còn với đường tuấn thì cậu ta không phải là được lợi rất lớn hay sao mặt khác nếu như đường tuấn bị đả bại và chết trong tay lạc thịnh cậu ta cũng bớt đi một tai họa luôn trực chờ tuy nhiên nỗi nghi ngờ trong lòng của cậu chủ Long càng ngày càng nhiều. Tiên nhân di tộc, tiên sơn, trong tiên sơn lại còn có một hậu thiên đạo thể, lại còn là nhị sư huynh của Lạc Thịnh nữa. Tin tức này khiến cậu chủ Long cực kỳ khiếp sợ, mỗi một thứ đều là điều trước nay cậu ta chưa từng dám nghĩ. Cách hồ tông đam 10 cây số, đường Tuấn và Lăng Thu Thủy đang đi về phía trước. Kết cấu giao thông của đoạn đường này bất tiện chỉ có thể đi bộ, hai người đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, Lăng Thu Thủy là người yểu điệu thục nữ không quen vận động mạnh, nên sớm đã không chịu đựng nổi nữa. Vốn dĩ cô ấy định đề nghị với đường Tuấn mình sẽ ở đây đợi và hướng dẫn đường đi để anh tự mình đi tiếp. Ai ngờ đường Tuấn dứt khoát từ chối đề nghị này, anh nhất định phải đi cùng Lăng Thu Thủy, anh còn nói ở đây rất nguy hiểm, Lăng Thu Thủy ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn. Lăng Thu Thủy giận điên người, nhưng vẫn không dám bộc lộ ra. Bởi vì những gì đường Tuấn nói là thật, trong thời gian vừa qua càng ngày càng nhiều người xuất hiện quanh đây, cũng không biết là có bao nhiêu kẻ có tài nghệ đáng gờm. Nếu như cô ấy một mình ở lại đây, thật sự khó đảm bảo liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không. Nhưng cho dù là như vậy, Lăng Thu Thủy vẫn liên tục mở miệng oán thán. Này, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Xưa nay tôi chưa bao giờ đi bộ một quãng đường dài như vậy, chân tôi sắp gãy rồi đây này. Lăng Thu Thủy hét vào mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn chẳng buồn quay đầu lại, nói, không được. Phải mau chóng đi tới hồ Tông Đam. Hừ, muốn đi thì tự anh đi, tiểu thư đây không muốn đi nữa. thấy vậy, lăng thu thủy ngồi phịch xuống đất, thể hiện thái độ không muốn đi tiếp nữa. Đường Tuấn không có ý định sẽ cãi nhau với lăng thu thủy, vẻ mặt của anh trở nên đanh lại hơn. Khi bọn họ càng tiến gần tới hồ Tông Đam, ngọc trụ thần bí trong biển ý thức của anh lại càng trở nên sôi sục mãnh liệt hơn, khiến cho Đường Tuấn không thể không vận dụng phần lớn tâm thần và lực lượng để trấn áp sự kỳ quái này. Chương 1297, ở đây nguy hiểm, đi theo tôi mới an toàn. Quả nhiên hồ tông đam này có liên quan với ngọc trụ thần bí. Trong lòng Đường Tuấn khẽ thở dài một tiếng. Lăng Thu Thủy đặt mông ngồi bệt xuống đất, bực tức nói, anh muốn đi thì tự đi đi, bổn cô nương không hầu hạ nữa. Nếu không phải tổng giám đốc của hoàng phủ bảo tôi đưa anh đi, thì còn lâu tôi mới thèm cùng anh tới con tum. Đường Tuấn khẽ cao mày, nói, ở đây nguy hiểm, đi theo tôi mới an toàn. Những thay đổi bất thường ở con tum quá dữ dội, đường Tuấn trên đường lên đây đã phát hiện rất nhiều võ giả, trong số đó không thiếu người có tu vi cảnh giới chân khí, thậm chí còn có cả cường giả cảnh giới thần hải. Nếu dọc đường đi anh không phóng ra một chút khí tức, làm khiếp sợ bọn trộm cắp kia, thì quãng đường đi vừa rồi tuyệt đối không thể yên bình như vậy nếu lăng thu thủy một mình ở lại đây, chắc chắn cô ấy sẽ xảy ra bất chắc. Vì Hoàng Phủ Ngọc đã yêu cầu cô ấy đi theo đường Tuấn, thì ít nhất anh cũng phải đảm bảo sự an toàn cho cô gái này. Lăng thu thủy nghe thấy vậy thì không khỏi giận dữ, nói anh tưởng anh là ai hả? Tôi cảm thấy đi theo anh mới là không an toàn nhất đấy. Nhìn lại vóc dáng của anh đi, đến bản thân còn lo không nổi, mà còn dám mạnh mồm nói bảo vệ cho tôi. Khoác lác thì cũng khoác lác vừa thôi nhé, cẩn thận kẻo không làm được anh hùng mà trở thành kẻ vô tích sự đấy. Cô ấy tiếp tục chế nhạo, bổn cô nương chỉ nói một lời thôi, anh muốn đi thì tự mình đi đi, tôi không đi nữa. Mà tôi cũng khuyên anh một câu, con tum hiện giờ không phải là nơi anh có thể đi vào được đâu. Tôi có quen biết không ít bạn bè ở con tum, nếu anh theo tôi quay về, tôi còn có thể nể mặt tổng giám đốc hoàng phủ một chút mà bảo vệ anh. Hừ hừ, còn nếu anh vẫn ngoan cố muốn đi tiếp, anh sống hay chết tôi cũng chả thèm quan tâm, cho dù Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ có hỏi tới, tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nữa. Trên mặt của đường Tuấn lộ vẻ do dự, con Tum lúc này quả thực không an toàn, anh đã biết phương hướng của Hồ Tông Đam rồi, anh vừa muốn chân áp sự dị thường của Ngọc Trụ trong biển ý thức, vừa muốn có thể kịp thời xử lý những biến cố phát sinh để bảo vệ Lăng Thu Thủy. Với thực lực hiện tại, anh cảm thấy có chút áp lực. Suốt chặng đường đi anh không dám sử dụng lực lượng của võ giả, một mặt là do thời gian quá gấp gáp, mặt khác cũng là vì lo ngại đến vấn đề này. Nhìn thấy Đường Tuấn có vẻ động lòng với mình, Lăng Thù Thủy không khỏi thầm nói trong lòng, hừ, bổn cô nương đã xuống nước với anh rồi, mà anh còn làm bộ làm tịch nữa à? Lúc này, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, có một âm thanh xé gió vang lên. "Cô Lăng," ngay sau đó, một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng hai người họ. Lăng Thù Thủy quay đầu lại, nhìn thấy năm, sáu người đang chạy vội trong núi như bay chẳng mấy chốc đã lướt qua cự ly mấy trăm mét và đi tới chỗ cô ấy. Tốc độ chạy này không biết đã vượt qua nhà vô địch thế giới bao nhiêu, nhưng Lăng Thu Thủy cũng không hề ngạc nhiên. Nhờ địa vị và sức mạnh của nhà họ Lăng, cô cũng có chút ít hiểu biết về sự thay ra đổi thịt của trời đất và thế giới của võ giả hiện nay. Có năm, sáu người cả nam cả nữ, tuổi tác cũng tương đương với Lăng Thu Thủy, nhưng hơi thở trên cơ thể của họ rất có cảm giác áp bách. Đặc biệt là anh chàng thanh niên dẫn đầu cao chừng 2m3, da thịt toàn thân như được tưới qua nước cốt thép vậy, cực kỳ đáng sợ, toát lên vẻ áp hiếp rất mãnh liệt. Mấy người này đều mặc đồ của người dân tộc ở Con Tum, rõ ràng đều là người bản xứ. Năm, sáu người này khi bước đến trước mặt Lăng Thu Thủy thì hơi thu lại khí tức, để tránh làm Lăng Thu Thủy sợ hãi. Lăng Thu Thủy nhoẻn miệng cười, nói với anh chàng trẻ tuổi có thân hình vạm vỡ dẫn đầu đám người kia, ba Adop, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô ấy chào hỏi ba A Đốp và nhóm người kia, nhìn bộ dạng chắc chắn là có mối quan hệ rất thân thiết. Ba A Đốp thắc mắc, cô Lăng Hà, bây giờ con tu nguy hiểm lắm, không phải là thời điểm để đi du lịch. Trước khi cô rời khỏi đây tôi đã nói với cô rồi mà, sao cô còn quay lại nữa? Chương 1298, chuyện này sắp xếp như vậy được rồi chứ? Lăng Thu thủy quay về phía lưng của Đường Tuấn, bĩu môi nói, còn không phải là tại thằng cha này sao? Cô ấy kể lại sự việc một cách ngắn gọn. Lăng Thu Thủy nói xong còn than vãn thêm mấy câu, không biết Tổng Giám Đốc có hồ đồ lú lẫn không nữa, chẳng hiểu sao lại bảo tôi cùng anh ta tới con tum. Ba A đốt cao mày và nói, cô Lăng nói chuyện phải cẩn thận một chút. Một cô gái đứng sau ba A đốt tên A bơ nhung cũng nói, cô Lăng, cô đừng nói bậy về chuyện này. Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ và người đó có quan hệ rất thân thiết, nên cẩn thận kẻo rước họa vào thân và cả nhà họ Lăng của cô. Lăng Thu Thủy nói với vẻ không hài lòng, hai người đang nói về ai vậy? Tôi đã nghe hai người đề cập tới mấy lần, người quen thân với Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ Hầu như tôi đều biết rất rõ, sao tôi lại không hề biết tới người hai người đang nói tới vậy? Trong mắt của đám người A Bơ Nhung tràn ngập sự kiêng rẻ và sợ sệt. Bọn họ xuất thân từ môn phái võ đạo của con tum, trước đây từng đi qua Bắc Giang, đã tận mắt nhìn thấy phong thái của nhân vật này, cho nên nắm rõ tường tận mối quan hệ giữa Hoàng Phủ Ngọc và người đó. Ba A Đốp lắc đầu và nói, "Cô Lăng đừng nên hỏi quá nhiều về chuyện này. Nhưng mà nếu chúng tôi đã gặp cô rồi, thì hãy để bọn tôi giúp cô một tay nhé." Nghe thấy thế, khuôn mặt của Lăng Thu Thủy đột nhiên lộ ra niềm vui. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến kỹ năng của Ba A Đốp và những người khác, nói bọn họ là cao thủ võ lâm cũng không hề quá lời một chút nào. Có bọn họ bảo vệ, đương nhiên cô ấy cảm thấy yên tâm hơn trăm ngàn lần so với dựa vào Đường Tuấn. "Vậy thì cảm ơn anh Ba A Đốp." Lăng Thu Thủy mỉm cười. Ba A đốp lắc đầu, đi đến phía sau đường Tuấn, giọng điệu tự nhiên nói, người anh em này, cứ giao cô Lâm cho chúng tôi, nếu như anh muốn đi cùng bọn tôi cũng được, bọn tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Nếu như anh muốn rời khỏi con tum cũng được, trên đường đi nhớ gặp phiền toái gì thì cứ nói tên ba A đốp của tôi ra, bọn họ chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho anh đâu. Mặc dù ba A đốp xuất thân từ cổ phái võ thuật ở con tum, nhưng thực lực rất mạnh, Tu Vi đã đạt tới cảnh giới chân khí, thiếu chút nữa có thể đột phá cảnh giới thần hải rồi. Với thực lực như vậy, anh ta nói như thế cũng là điều dễ hiểu. Không biết Ba A Đốp, Ba A Đốp nói xong, anh ta những tưởng người này sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận, chẳng ngờ lại có một giọng nói cực kỳ bình thản vang lên sau đó. Sắc mặt Ba A Đốp hơi thay đổi, đám người A Bơ Nhung đã đùng đùng nổi giận rồi, thảo nào cô Linh nói anh không biết trời cao đất dày, quả nhiên là cô ấy nói không sai anh tưởng anh có thể tiến vào con tum này sao lăng thu thủy thờ ơ quan sát thầm nói bây giờ đã nếm được mùi vị đắng cay rồi đấy đáng đời mặt mũi ba a đốp tối sầm vừa định mở miệng nói thì người trước mặt chậm rãi quay lại phía trước anh ta xuất hiện một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ câu nói vừa chạm tới miệng anh ta thì lại không thốt ra được gì ngài đường cuối cùng ba a đốp khó nhọc mở miệng a bơ nhung và những người khác cũng nhìn thấy đường tuấn rồi đầu tiên là sướng sờ trong chốc lát, sau đó hoảng sợ, run rẩy nói, ngài đường. Đường Tuấn hỏi, mọi người cũng nguồn đến Hồ Tông Đam à? Ba A đốp thật thà đáp vâng. Đường Tuấn gật đầu nói, vậy là tốt rồi, các anh đi với tôi, lăng thu thủy giúp cho các anh bảo vệ. Ba A đốp không dám chần chừ, gật đầu trả lời ngay, vâng. Đường Tuấn nhìn lăng thu thủy đang trợn mắt há mồm, hỏi chuyện này sắp xếp như vậy được rồi chứ? Lăng thu thủy thẫn thờ gật đầu, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô biết rất rõ năng lực của ba Adop, Bơ Nhung và đám người kia, mỗi người trong số họ không chỉ đều có bản lĩnh vượt xa người bình thường, mà tính cách còn rất cao ngạo, rất ít khi chịu cúi đầu phục tùng trước người khác. Thế mà bây giờ tất cả bọn họ lại đang cúi đầu trước đường Tuấn, đặc biệt là mới vài phút trước cô vẫn còn đang cười nhạo mỉa mai anh. Trường 1299, anh ta dám giết Phạm Trung. Lăng Thu Thủy thực sự thấy mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù trong đầu cô ấy đang lục lọi tìm kiếm tất cả cậu ấm con nhà quyền thế như thế nào cũng không thể tìm ra người có cái tên Đường Tuấn này. Cô ấy là người của nhà họ Lăng, lại là quản lý cấp trung của tập đoàn Yên Hòa, số lượng cậu ấm nhà giàu mà cô ấy quen biết phải nói là bao phủ gần hết các tỉnh thành, trong đó còn bao gồm cả mấy vị công tử chứ danh của Hà Nội. Tuy rằng đối phương có thể không quen biết cô ấy, nhưng khả năng giao thiệp của cô ấy rất xuất sắc, chỉ cần là nơi có thể xuất hiện các thiếu gia tên tuổi, cô ấy đều thuộc như lòng bàn tay. Y thế mà cô không hề nghe nói tới nhân vật có tên Đường Tuấn. Cô đã thấy cách đám người Ba A Đốt và A Bơ Nhung đối phó với một tên công tử hống hách của Hà Nội. Xét về bối cảnh gia đình, cái tên cậu ấm kia vượt trội hơn nhà họ lăng của cô ấy gấp mấy lần. Nhưng mặc kệ đám người Ba A Đốt có châm chọc khiêu khích cỡ nào thì anh ta chỉ có thể nhịn nhục tất cả và không dám hé răng nửa lời. Cuối cùng đành phải muối mặt tót về Hà Nội. Cũng nhờ vậy mà cô kết thân với nhóm của ba Adop, tuy rằng bọn họ có hơi không có văn hóa, nhưng lại rất có bối cảnh và thực lực. Nhưng bây giờ, nhìn cách ba Adop và A Bơ Nhung đối xử với Đường Tuấn, có thể nói là có chút nịnh nọt rồi. Rốt cuộc anh ta dựa vào cái gì mà khiến các anh đối đãi như thế hả? Chẳng lẽ anh ấy là người thừa kế của một gia tộc bí mật nào đó ở Hà Nội sao? Lăng Thu Thủy nhìn đằng trước Đường Tuấn, giọng điệu có hơi không cam tầm, Câu trả lời, bởi vì ngài ấy là Đường Tuấn. Ban nãy của A Bơ Nhung không những không phải là đáp án mà Lăng Thu Thủy mong muốn, hoặc có lẽ trong lòng cô ấy có hơi không dám tin nhận định này. Một tên nhãi danh bị cô ấy từ đầu đến cuối coi khinh lại sơ hữu một lai lịch đáng gầm như vậy, cho nên cô ấy mới muốn truy hỏi đến cùng sự việc. Cô ấy được ba A đốt và A Bơ Nhung dìu đi, cảnh vật bên cạnh nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Cô ấy vốn cho rằng với tốc độ này, đường Tuấn nhất định sẽ bị tụt lại rất xa, cuối cùng chỉ có thể giống như cô, phải dựa vào người có thực lực kinh khủng như hai người kia thì mới có thể đuổi kịp. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tuấn không dựa vào sự giúp đỡ của người khác, thái độ vẫn bình thản và ung dung như cũ, nhưng trước sau vẫn duy trì cự ly ổn định với cô ấy, ba A Đốc và A Bơ Nhung, giống như một khoảng cách không thể vượt qua vậy, mà đám người ba A Đốc lại cảm thấy đây là điều vô cùng hiển nhiên. Ba A Đốc liếc nhìn Lăng Thu Thủy, anh ta nói với cô chủ của nhà họ lăng đầy kiêu căng này, cô nói đám công tử nhà giàu ở Hà Nội sao? Nói đến đây, gương mặt ba A đốc không chút biểu cảm, khẽ lắc đầu một cái rồi nói, bọn họ cơ bản là không xứng so sánh với ngài đường. Cô biết Phạm Trùng không? Lăng thu thủy gật đầu lia lịa cô ấy đương nhiên là biết Phạm Trùng, anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Phạm ở Hà Nội. Thực lực của nhà họ Phạm trước đây không hề kém cạnh nhà họ Hoàng Phủ, hơn nữa Phạm Trùng còn là một anh chàng có đầu óc, Thông minh khôn khéo, là một nhân vật cực kỳ thủ đoạn so với những người cùng thời. Chỉ là trong một lần rủi ro, đại thiếu gia Phạm Trùng này đã bỏ mạng, vì thế nhà họ Phạm đã phải thông báo công khai trên truyền thông, nói rõ về tai nạn đã khiến Phạm Trùng tử vong. Nhà họ Hoàng phủ cũng nhân sự cố đó để đuổi kịp và vượt qua nhà họ Phạm. Trong lòng Lăng Thu Thủy suy đoán, cái chết của Phạm Trùng có lẽ không tránh khỏi dính dáng tới nhà họ Hoàng phủ. Nhưng chuyện tranh đấu giữa các nhà giàu như thế này cũng không phải là vấn đề cô ấy có thể tùy ý bàn luận được. Cô ấy cũng có nghe được một số tin đồn khác, ví dụ, Phạm Trùng đã bị ám sát, hơn nữa còn bị giết trước mặt Phạm Nam Châu. Nhưng điều đó có khả thi không? Ai dám giết Phạm Trùng trước mặt Phạm Nam Châu cơ chứ? Ba A Đốp nói, he he, đó chẳng qua chỉ là cách để nhà họ Phạm che đậy sự thật thôi. Phạm Trùng ra nông nỗi đó là vì đã xúc phạm đến ngài Đường. Lăng Thu Thủy không dám tin, anh ta dám giết Phạm Trùng. Bà A Đốp nói một cách rất tự nhiên, không có việc gì là ngài ấy không dám cả, chỉ là một tên cóc ké Phạm Trùng thôi mà. Chỉ cần ngài đường hô một câu, đừng nói là Phạm Trùng, ngay cả toàn bộ nhà họ Phạm cũng có thể bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Sau khi nói xong, anh ta bỏ qua Lăng Thu Thủy, theo sát đường Tuấn, đi về phía Hồ Tông Đam. Anh ta chẳng buồn đếm xỉa việc Lăng Thu Thủy có tin hay không chương 1300, Chu Hoa Kiện của đảo Phú Quốc. Sau cuộc gặp mặt ở Bắc Giang, Đường Tuấn đã trở thành thần tượng và anh hùng trong mắt của rất nhiều người. Mà lúc đó, nhóm người của ba A Đốc vì ngưỡng mộ nên mới theo Đường Tuấn hành hương. Đường Tuấn cùng những người khác cách Hồ Tông Đam không xa, lúc này nhờ có ba A Đốc dìu lăng thủy thủy đi nên tốc độ của mọi người mới nhanh như vậy, chỉ mất một thời gian ngắn Hồ Tông Đam đã hiện ra trước mặt rồi. Đập vào mắt mọi người là một hồ nước rộng khoảng 5 đến 600 mét vuông. Trên bầu trời có muôn ngàn dòng khí tốt lành, những tia nắng đủ màu từ những đám mây trên cao rũ xuống mặt hồ tạo thành một cảnh tượng rất đẹp và huyền bí. Bên hồ, có ba người đang xảy ra xô xát. Long Vương, Chu Hoa Kiện của đảo Phú Quốc. Người kia là ai mà có thể chiếm thế thượng phong khi giao chiến với hai người kia? Khi ba a Đốp và những người khác nhìn thấy những ba người đang đánh nhau, lập tức thẳng thốt kêu lên: Long Vương và Chu Hoa Kiện, một người là cường giả siêu cấp sáng lập ra nghịch luân, một người là thuật sĩ mạnh nhất nhì của đảo Phú Quốc, hai người họ đều oai phong hiển hách vang dội. Nhưng điều khiến bọn họ sửng sốt hơn nữa là lại có người thứ ba giao thủ với hai vị kia, hơn nữa người này có vẻ còn mạnh hơn. Đường Tuấn nhìn sang, thấy áo choàng của Chu Hoa Kiện đang bay phấp phới, chân đạp vào hư không, biến sức mạnh địa mạch trở thành thực lực của bản thân để tùy ý vận dụng. Mặc dù không phải là một võ giả cực cảnh, nhưng với sự trợ giúp của thuật pháp này, ông ta thực sự có thể sánh ngang với cường giả cực cảnh như Long Vương trong một khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, đây cũng là do Long Vương tập trung phần lớn tâm trí trận vật lộn với một người khác, nhưng điều này cũng cho thấy thuật pháp của Chu Hoa Kiện mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào. Tuy nhiên, trong lòng Đường Tuấn đã ngấm ngầm lắc đầu và loại Chu Hoa Kiện khỏi danh sách. Tuy Chu Hoa Kiện rất mạnh, nhưng thuật pháp lại mang theo một luồng khí thức u ám, trong khi đại trận thất tinh thuật pháp của nhà họ đường lại được bố trí rất sán lạn, vốn dĩ không cùng một hệ thống. Ánh mắt của anh lướt qua Long Vương và rơi vào người thứ ba. Người đàn ông đó trông có vẻ trạc tuổi anh, trên người toát ra một luồng phong thái rất siêu nhiên. Cậu ta tự tin thoải mái phô diễn những thuật pháp và võ kỹ cường đại mà trước này chưa từng xuất hiện, ngay cả bậc cường giả siêu cấp Long Vương cũng phải rất chật vật khi chiến đấu với cậu ta. Vẻ mặt anh chàng thanh niên đó hở hững và lạnh nhạt, tung ra một trường đẩy lui Long Vương và Chu Hoa Kiệt, sau đó bình tĩnh nói, Lý Vạn Bắc, ông vẫn còn được xưng là Long Vương sao, chút thực lực này còn kém hơn cả nô bộc của núi chứa chan tiên cảnh tôi. Thái độ đó không chỉ là xem thường, mà căn bản là không để Long Vương vào trong mắt. Núi chứa chán, sắc mặt Long Vương thay đổi rõ rệt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Động tác làm phép của Chu Hoa Kiện cũng khựng lại một chút, dường như có chút kiêng rè, nơi đây là do núi chứa chan tiên cảnh tôi phát hiện ra, lẽ nào các ông muốn trở thành địch thủ với núi chứa chan tiên cảnh tôi sao? Chàng thanh niên diễu cợt nhìn hai người. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1300.